Quan thần, hạ tưởng. Tập 156. Khác với việc Tang Thiên Lương bắt con ba ba trong lọ chính là trong lúc địch quốc công đang chờ tin tốt của Tang Thiên Lương, đột nhiên bị bao vây. Sự kiện địch quốc công bùng nổ, ý nghĩ hạ tưởng và tỉnh Tây vừa được lợi ích từ chiến tranh giữa tập đoàn, hoàn toàn bùng nổ. Tang Thiên Lương bị ánh sáng làm chói mắt không thể mở mắt lên được. Kỳ thật Tang Thiên Lương trên chuyện y bị bắt, càng tỉnh táo hơn so với đám người địch quốc công, y tuy rằng thân ở trong đó, cũng không phải người trong cuộc thường mê muội, mà là càng biết rõ tình thế hơn so với những người liên can đứng xem như Tiêu Lôi. Từ khi châm lửa đến lúc bị đánh lén, lại đến cấp tốc bị bắt mau chóng lập án, Tang Thiên Lương liền biết, độc thủ sau lưng ra tay trừng trị y, sớm đã chuẩn bị đầy đủ, e rằng không chỉ muốn bắt y, mà muốn mượn y làm mồi lửa, châm đốt thùng thuốc nổ của hệ thống công an Tấn Dương. Tang Thiên Lương trong lòng biết rất rõ, y hoặc là bị đối thủ coi là bia ngắm, sau cùng trở thành vật hy sinh đáng buồn. Hoặc là bị đồng bọn cùng một trận doanh vứt bỏ, trở thành vật hy sinh đáng thương, dù sao xem bộ dạng, khả năng hy sinh gần như là 100% rồi. Hy sinh không sao cả, chỉ cần chủ nghĩa thực, mấu chốt là y vẫn thật sự không biết là nên kiên định lập trường, hay là nên cắn ra địch quốc công, để tranh thủ xử lý khoan hồng. Khi Tang Thiên Lương bị người ta bắt, với một tư thế bỏ chạy bại lộ dưới đèn pha, y đón ánh đèn chói mắt, mơ mơ màng màng nhìn thấy đối diện đi đến không phải là một người, mà là một đội người. Một đội người chỉnh tề phân thành hai hàng, ước chừng có hơn mấy chục người, tuy rằng không mặc quân phục, nhưng từ tư thế đứng thành hàng và tư thế đứng thẳng mà thấy, chắc chắn là quân nhân. Trời, không ngờ đã điều động một đội quân nhân, Tang Thiên Lương tuy là xuất thân cảnh sát, nhưng xưa nay cũng chưa nhìn thấy qua trận thế như trước mắt. Chân cũng xỉu rồi. Vệ sĩ đến cứu viện Tang Thiên Lương tổng cộng 5 người, đều là lính xuất ngũ, sau khi bị bao vây, chỉ liếc nhìn một cái liền từ bỏ chống cự. Đều là người thông minh từng trải, vừa nhìn thấy quân nhân thường phục ở trước mặt ai ai cũng tài giỏi như hổ, liền biết không phải lính càn quấy bình thường, mà là lính đặc chủng thân thủ không tầm thường. Trận thế lớn điều động mấy chục người lính đặc chủng, đừng nói 5 người bọn chúng, cho dù 10 người đến đây cũng không phải đối thủ. Mấy vệ sĩ nhìn nhau một cái, từ bỏ chống cự, bó tay chịu trói. Trong lòng vẫn là rất nghi hoặc, cũng quá khoa trương rồi, bảo vệ Tang Thiên Lương, đến mức điều động quân đội. Hơn nữa, ngay cả bí thư Lôi chỉ học cũng không có quyền điều động quân đội, lại là ai có bản lĩnh điều động một đám lính đặc chủng. Đùa thái quá rồi. Tang Thiên Lương một lòng trong nháy mắt chìm tới đáy cốc, hiện tại có trò hay xem rồi, vệ sĩ riêng bị bắt ngay tại chỗ, y đường đường một chi đội trưởng. Không ngờ đã kinh động tới vệ sĩ riêng đến cứu viện, quan hệ giữa y và ông chủ mỏ than, liền không đánh mà khai rồi. Chẳng những y muốn chống chế cũng không chống chế được, rốt cuộc đã điều động vệ sĩ riêng của nhà ai, tra được là ai, người đó xui xẻo rồi. Đừng là vệ sĩ của Giang Cương thì tốt, bằng không tình hình thật sự mở rộng rồi. Tang Thiên Lương chỉ cảm thấy sau lưng từng đợt lạnh cả người. Sau khi được biết năm vệ sĩ riêng xa lưới, Hạ Tưởng cười ha hả. Đóng máy tính lại, truyền đạt một mệnh lệnh. Tống Lập, châm lửa. Tống Lập sớm đã chuẩn bị mọi chuyện chỉ thiếu gió đông mệnh lệnh của Hạ Tưởng, nhận được mệnh lệnh của Hạ Tưởng, hưng phấn khó hiểu. Dạ, từ lĩnh Nam chinh chiến đến khúc dạo đầu ở tỉnh Tây, Tống Lập bây giờ đối với Hạ Tưởng trung thành và tận tâm, coi mệnh lệnh của Hạ Tưởng là mệnh lệnh chết. Tống Lập không chỉ khâm phục Hạ Tưởng trí tuệ chính trị tính không lộ chút sơ hở, càng khâm phục Hạ Tưởng tình cảm nhiệt huyết chưa từng có từ trước đến nay. Nay trong quân đội phái chủ hòa thế lực lớn, chỉ quản hạnh phúc người nhà của chính mình, làm sao quản Nam Hải gió lớn sóng cao, vừa nói đánh giặc thì sợ đến chết, khiến bọn họ bảo vệ nước nhà. Vẫn là đừng ôm hy vọng. Một tướng quân có tài sản hàng trăm triệu, một tướng quân hàng ngày chìm đắm trong ôn nhu hương và mao đài, có thể có tình cảm nhiệt huyết liều mạng chiến đấu sao? Mà không phải quân nhân như Hạ Tưởng hơn hẳn khí khái quân nhân, liền khiến Tống Lập rất khâm phục, nguyện vì Hạ Tưởng đi theo làm tùy tùng, toàn tâm trợ giúp. Về cách làm nhẫn tâm hạ sát thủ đối với tham quan của Hạ Tưởng, Tống Lập tán thành 100%, y tuy rằng căm hận tham quan trong quân đội, đối với sâu mọt ở địa phương cũng là căm thù đến tận xương tủy, nhất là đối với địch quốc công thân là cảnh sát nhân dân, càng là hận không thể tự tay giết chết. Nhưng so với một đao giết chết địch quốc công, y đối với chiến thuật tỉ mỉ bày ra khiến địch quốc công lửa cháy đến nơi của chủ tịch tỉnh Hạ càng là khâm phục sát đất, tuyệt, quả thật quá tuyệt rồi. Mệnh lệnh của Hạ Tưởng là đốt lửa,
kỳ thật thủ đoạn thật sự là giả bộ thua. Giống như lần trước sự kiện Tang Thiên Lương tuy rằng gọi là giả bộ thua, thực tế là đốt lửa, toàn là nói ngược. Tống Lập lập tức liên hệ Lư Nghĩa. Lư Nghĩa, đốt lửa. Được. Trong âm thanh của Lư Nghĩa cũng lộ ra hưng phấn. Cuối cùng lại phải làm một trận lớn rồi, đã đến tỉnh Tây, cũng buồn chết rồi. Kỳ thật tiến triển của Hạ Tưởng ở tỉnh Tây, nhanh hơn nhiều so với lĩnh Nam, nhưng Lư Nghĩa và Tống Lập vẫn cảm thấy nghẹn khuất, chủ yếu là hai người trước kia ở trong quân đội, không có gặp qua vụ án oan giống như vụ án Lý Hướng Văn, nên trong lòng trước sau có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Đốt lửa, chẳng những phải chung quanh cùng lúc châm lửa, còn phải châm ngòi thổi gió. Tống Lập và Lư Nghĩa không phải một mình đang chiến đấu, bọn họ cũng có mấy người anh em tốt đang âm thầm trợ giúp. Lần này Hạ Tưởng nhậm chức tỉnh Tây, chẳng những trước do Nga Ni Trần và Tiêu Ngũ mở đường, lại có vệ sĩ Tống Lập và Lư Nghĩa, Tống Lập và Lư Nghĩa đều có nhân sự đi theo, có thể nói làm được tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn. Tống Lập và Lư Nghĩa cùng lúc phát ra mệnh lệnh đốt lửa. Địch Quốc Công hôm nay đứng ngồi không yên. Chính xác mà nói, y từ khi Tang Thiên Lương bị bắt, thì bắt đầu đứng ngồi không yên, chẳng qua trạng thái hôm nay mạnh mẽ hơn. Ban đầu y làm ra kế hoạch khiến vệ sĩ riêng của ông chủ mỏ than điều động đi cứu viện Tang Thiên Lương, vừa bắt đầu còn tràn đầy lòng tin, cho rằng có thể dễ như trở bàn tay, và tin tưởng vững chắc có thể dễ dàng hoàn thành đại kế, lại không nghĩ rằng, chờ sau khi đám người khởi hành, y ngược lại không yên bất an. Không biết vì sao, luôn cảm thấy dường như là ở đâu đã đi sai một bước, cuối cùng là ở đâu không đúng, y lại nghĩ không rõ. Đêm nay vẫn đến nhà vợ bé qua đêm, vốn vợ hai và vợ tư đều gọi y lại không có tâm tư. So với vợ cả và vợ hai, vợ tư, vợ ba biết săn sóc an ủi người ta nhất, chủ yếu nhất chính là, con gái Địch Chi Nhi khiến y vướng bận nhất. Ngồi trên sofa ở phòng khách, không yên lòng xem phát sóng bản tin trên TV. Trong đầu lại không ngừng suy tính bước đi của vệ sĩ điều động cứu viện Tang Thiên Lương, thầm nghĩ, hẳn là tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn rồi. Đối với Tang Thiên Lương, Địch Quốc Công vẫn muốn giữ lại, mà không phải thí xe giữ tướng. Y không phải người qua cầu rút ván, hơn nữa Tang Thiên Lương quả thật vì y lập ra công lao hãn mã công lao hiển hách, y có cảm tình đối với Tang Thiên Lương. Y ở cục công an thành phố nhiều năm, trên có thể được Tiêu Lôi thưởng thức, dưới được cấp dưới ủng hộ, dựa vào cái gì? Chính là hai chữ nghĩa khí. Mặc kệ như thế nào, cứu Tang Thiên Lương trước rồi tính sau. Cho dù không cứu ra được, cũng phải truyền lời cho gã, bảo gã giữ mồm giữ miệng, không thể buông lỏng. Cũng trách Trương Bình Thiếu và bên ủy ban kỷ luật quá không nể tình, bây giờ y ngay cả một tin tức cũng không truyền qua được, lực khống chế quá lớn, thật là tài ba. Địch Quốc Công không thể không khâm phục bố cục của Trương Bình Thiếu, hoàn toàn chính là thủ đoạn cẩn thận. Khi nào Trương Bình Thiếu một lúc trở nên mạnh mẽ như vậy? Sau lưng chắc chắn có cao nhân. Đối với có người lấy sự kiện Lý Hướng Văn sinh sự, muốn đưa y đến chỗ chết, y lạnh lùng cười, mơ tưởng. Lý Hướng Văn tuy rằng đã bị y đòi tiền hối lộ, nhưng chỉ cần Tang Thiên Lương không nói ra, lại cộng thêm Lý Hướng Văn đã chết, chết không đối chứng, ngoại trừ Lý Hướng Văn sống lại, bằng không, ai cũng đừng mong lật lại bản án. Y tin rằng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm ở hệ thống công an của y, tất cả chứng cứ đều bị tiêu hủy, ai muốn thay một dân đen không gốc dễ lật lại bản án, người đó chính là ăn không ngồi rồi, hơn nữa chắc chắn sẽ tự rước lấy nhục. Suy tư nửa ngày, Địch Quốc Công cuối cùng cảm thấy trong lòng kiên định lại rất nhiều, vừa nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối rồi, sao còn chưa có tin tức truyền đến. Đột nhiên cảm thấy trong nhà lạnh lẽo rất nhiều, lập tức bừng tỉnh. Con gái cưng Địch Chi Nhi sao còn chưa tan học về nhà? Vừa ngẩng đầu, vợ ba Can Vũ Đoá đang ngủ gật trên sofa, y vỗ vỗ đùi của Can Vũ Đoá. Vũ Đoá, Chi Nhi sao còn chưa về? Can Vũ Đoá lập tức bừng tỉnh, ngáp một cái nói. Chi Nhi nói đi ăn liên hoan với bạn học rồi, trễ chút mới về, vừa rồi quên nói với anh. Ôi, đã hơn 9 giờ đêm rồi, nó nói trước 9 giờ về, em gọi điện thoại hỏi xem. Can Vũ Đoá vẫn duy trì dáng người thon thả vặn vẹo đi gọi điện thoại, còn chưa cầm điện thoại lên, điện thoại liền vang lên, lập tức làm cho Địch Quốc Công giật mình nhảy dựng. Địch Quốc Công bây giờ mới hiểu được cách nói đừng làm chuyện thẹn với lương tâm, nửa đêm gõ cửa lòng không sợ cũng thật có lý, một cú điện thoại thì có thể dọa cho y sợ tới mức hết hồn, đây là chuyện trước kia chưa từng xảy ra. Can Vũ Đoá tiếp nghe điện thoại, chỉ alo, một tiếng, đột nhiên liền ném điện thoại,
một tiếng thất thanh khóc giống. Chi nhi, không thấy đâu. Cái gì? Địch quốc công mất đi trấn tĩnh ngày thường, lập tức đứng dậy. Sao lại không thấy? Chi nhi 8 giờ thì dự xong liên hoan bạn học rồi, bạn học nói nó về nhà rồi, kết quả đến giờ còn không thấy người. Can Vũ Đóa đã không kiềm chế được nữa rồi. Địch quốc công cũng sợ hãi không nhẹ, xưa nay không nghĩ tới có một ngày vận ác sẽ giáng tới trên người chính mình, nếu như là cấp trên muốn điều tra y còn không sợ, nhưng bây giờ lại là hòn ngọc quý trên tay mất tích, mà con gái của y vừa trẻ vừa đẹp, vừa nghĩ tới nếu chẳng may. Y gần như hoảng sợ đến cả người run rẩy. Hóa ra cảm giác bị người ta làm hại cốt nhục là khắc cốt ghi tâm như vậy. Có lẽ lúc này bản thân địch quốc công mới có thể hiểu được nỗi đau mất con của Lý Lão Hán, cho dù lúc này y còn không biết địch Chi Nhi đã xảy ra chuyện gì. Mau chóng gọi điện thoại cho tất cả bạn học của nó, hỏi xem chỗ nó có thể đi. Địch quốc công cũng hoảng loạn rồi, cũng không còn tự tin mọi thứ nắm trong tay giống như trước kia nữa. Can Vũ Đóa đến một bên gọi điện thoại, di động của địch quốc công liền kịp thời vang lên. Tay của địch quốc công hơi hơi run rẩy, y trong lòng bối rối. Cho dù là bắt giam y cũng không đến mức hoảng loạn như vậy, bây giờ lại động đến bảo bối của y, đã động đến điểm yếu của y, đã động đến giới hạn của y. Chỉ là địch quốc công không biết rằng, địch Chi Nhi mất tích, mới chỉ là bước đầu tiên. Điện thoại là do vợ cả gọi đến. Vợ cả là vợ chính thức cùng trải qua hoạn nạn của địch quốc công, tình cảm cũng rất sâu nặng, địch quốc công tự xưng là đoàn chính thuần thứ hai có mới không nới cũ. Chủ yếu là bốn người phụ nữ của y đều sinh cho y đời sau thông minh, đẹp trai, phong độ, xinh đẹp. Điện thoại của vợ cả giống như một quyền nặng, chúng ngay thắt lưng của địch quốc công con trai vợ cả sinh cho y, cũng bất ngờ mất tích. Địch quốc công còn chưa bừng tỉnh từ trong khiếp sợ, theo sau, vợ hai và vợ tư cũng lần lượt gọi điện thoại đến, con gái của vợ hai và con trai của vợ tư, cũng đồng thời toàn bộ mất tích. Sấm sét giữa trời quang, địch quốc công trước mắt tối sầm. Rốt cuộc kiên trì không được, ngất xỉu ngã xuống đất. Năm đó khi Hạ Tưởng còn tại tỉnh Yến, từng nghe đồn chánh án tòa án nhân dân nào đó một người cưới bốn vợ, hơn nữa mỗi người vợ đều làm giấy đăng ký kết hôn, tương đương là có được bốn cuộc hôn nhân hợp pháp. Việc này thật hay giả đã không còn phải suy xét, Hạ Tưởng lúc ấy cũng không để ý đến việc này. Nhưng chuyện xếp địch đường đường có được bốn người vợ hợp pháp, cũng là sự thật chắc như đinh đóng cột. Hơn nữa bốn người vợ. Hai trai hai gái, không thể không nói, sau khi biết được cuộc sống hạnh phúc của xếp địch, trong đầu Hạ Tưởng nhanh chóng hiện ra hình tượng Cục trưởng Công an Quốc dân Đảng trong kịch truyền hình Dân Quốc. Ngẫm lại ở thời hiện tại, còn có một gã cục trưởng sau khi giết người bừa bãi, lại có tam thế tứ thiếp, là lịch sử phát triển hay thụt lùi. Bốn bà vợ địch quốc công, đồng thời nổi lửa bốn phía, trước khi sự việc cuối cùng không tra ra manh mối, Hạ Tưởng bị địch quốc công nói xấu là huyết thủ Hạ Tưởng. Hình tượng ngọc diện Hạ Tưởng năm xưa đã không thấy, thay vào đó là một hình tượng mặt lạnh vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Thật ra, rất nhiều người chủ yếu là nhóm đối thủ Hạ Tưởng đều hiểu lầm, bất luận thời điểm nào, Hạ Tưởng đều giữ vững quan điểm làm người, không tổn hại người vô tội. Lần lượt nhận được điện thoại của bà lớn, bà hai và bà tư, sau khi biết được hai đứa con gái cùng mất tích, địch quốc công cảm giác liền như lục phủ ngũ tạng cùng lúc bị người hái đi vậy. Đau đớn tột cùng, rốt cục nếm được nỗi thống khổ khi mất đi người thân. Rất nhiều lúc, loại người chỉ tay năm ngón khi nhìn thấy dân tình khó khăn sẽ không đồng cảm, là bởi vì chưa được đích thân trải nghiệm. Như năm đó khi địch quốc công Red Eye độc ác cưới Lý Hướng Văn, chưa bao giờ suy nghĩ đến Lý Hướng Văn cũng có cha mẹ, cũng có thân nhân. Mà khi y ngầm đồng ý để Tang Thiên Lương sai khiến xã hội đánh chết Lý Hướng Văn bên đường, y càng không biết đến nỗi đau mất con. Mà ngày hôm nay y rốt cục thưởng thức được quả đắng, giống như tâm can bị người cưỡng ép lấy đi vậy, đau nhức vô cùng. Địch quốc công bất tỉnh nhân sự. Y ngất đi không đáng lo, bà ba lại rất hoang mang lo sợ, không biết làm sao, kinh hoàng, nhớ tới báo cảnh sát. Không chỉ bà ba đã báo cảnh sát, bà lớn, bà hai bà tư đều đã báo cảnh sát. Địch quốc công với hình tượng phi thường cả trong lần ngoài, là vệ sĩ nhân dân phá được vụ án lớn chế hàng giả. Là anh hùng nhân dân đã kích phần tử phạm tội kinh tế, y chẳng những luôn là hình tượng đầy ánh hào quang chính nghĩa, hơn nữa chưa bao giờ xảy ra vấn đề tác phong sinh hoạt. Nhưng hôm nay, lại bùng nổ vụ tai tiếng làm cả Tấn Dương thậm chí tỉnh Tây, không mà là cả nước kinh hoàng. Năm tên vệ sĩ của Tang Thiên Lương kịp tiến đến cứu viện y, toàn bộ bị bắt tại chỗ không sót một ai.
vài nhân viên ủy ban kỷ luật bị đánh xỉu, trước đó đã khẩn cấp đưa đến bệnh viện. Mấy người cũng không đáng lo ngại, vệ sĩ tư nhân chỉ cứu người, mà không có ý hại người nên cũng không hạ sát thủ. Binh lính lặng lẽ bao vây mấy người lại, ai nấy cũng không động tay phản kháng, coi như là biết điều. Thân là binh xuất ngũ chỉ biết dứt khoát chấp hành mệnh lệnh, cũng không biết đối phương nhận được mệnh lệnh gì, hơi có phản kháng, có lẽ chính là kết cục giết chết không tha. Chết ở trong tay quân nhân là phí đời, không có lợi. Mấy người sau khi bị bắt, lần lượt giam giữ một mình ở một phòng, hiển nhiên, đối phương trước đó chẳng những chuẩn bị tốt cạm bẫy, còn chuẩn bị tốt bánh có nhân. Quả nhiên, rất nhanh liền có cao thủ am hiểu chiến thuật tâm lý tới đây, lần lượt điều tra thẩm vấn từng người. Từ đây, sự việc Tang Thiên Lương tiến vào giai đoạn thứ hai. Sự việc Tang Thiên Lương tiến vào giai đoạn thứ hai, cũng là chính thức tiến vào giai đoạn mang tính thực chất, tạm thời Tang Thiên Lương vẫn cứng miệng, không chịu nói ra. Nhưng mấy tên vệ sĩ tiến đến cứu y sẽ không giống vậy, dưới sự thẩm vấn của cao thủ, liền rất nhanh giao ra người chủ phía sau màn. Chủ yếu là không nói không được, người thẩm vấn vệ sĩ tư nhân, không phải cán bộ địa phương, mà quân nhân. Vệ sĩ tư nhân không nắm rõ tình huống, cũng không biết vì sao lại là quân nhân ra mặt thẩm vấn. Nhưng làm quân nhân xuất ngũ, rõ ràng nếu kinh động quân đội, tính chất sự việc liền khác hẳn. Chống đỡ tới cùng là cách làm không lý trí, quân nhân không nói tình cảm, nói động thủ liền động thủ, nói đánh đập là đánh đập, không có chỗ nói rõ lý lẽ. Vệ sĩ xa lưới và nhận tội, chứng tỏ sự việc Tang Thiên Lương cuối cùng liên lụy tới nhóm chủ mỏ than to lớn và cũng thần bí nhất tỉnh Tây. Là nhóm chủ mỏ than gắn liền với tin tức tiêu cực trong giới truyền thông trong nước, sẽ bày ra ở trước mặt Hạ Tưởng mặt chân thực nhất, đồng thời sẽ cùng Hạ Tưởng trình diễn một màn đọ sức sinh tử liên quan đến lợi ích. Tang Thiên Lương tuy rằng cứng miệng, còn muốn cứng rắn chống đỡ, nhưng thời điểm hừng đông, sau khi nhân viên công tác ủy ban kỷ luật bị đánh bất tỉnh xuất viện, lại lần nữa lạnh băng băng ngồi vào ở trước mặt y, không còn là bộ dáng cười tủm tỉm trước đây, mà là lạnh lùng ném xuống một câu. Đồng chí Tang Thiên Lương, anh không cần chống đỡ chi nữa, nói cho anh một việc. Nhân viên ủy ban kỷ luật đẩy máy tính tới trước mặt Tang Thiên Lương, trên màn hình máy tính hiện lên chính là hình ảnh có tư thế thân mật của Tang Thiên Lương và Ami, là bức ảnh tiêu biểu gây chấn động toàn bộ cư dân mạng. Nếu nói tin tức trên đây còn không khiến Tang Thiên Lương khiếp sợ cùng xấu hổ, như vậy sau khi y nhìn thấy thân phận đích thực của Ami được bạn bè trên mạng tung ra, thì Tang Thiên Lương từ sau khi bị ủy ban kỷ luật khống chế trong tình trạng luôn bị ngăn cách với bên ngoài, đối với chuyện đã xảy ra ngoài kia hoàn toàn không hay biết gì cả, thiếu chút nữa nôn ra máu, bảo bối quý báu của y, người phụ nữ được y nâng niu chiều chuộng, y vẫn tưởng là một chiếc xe mới, không ngờ tới là một chiếc xe cũ được phun sơn tân trang lại. Là một chiếc giày rách sớm đã bị ngàn người vạn người dùng qua. Tang Thiên Lương thiếu chút nữa trước mắt tối sầm ngã ra trên đất, cảm giác bị người tín nhiệm nhất lừa gạt vô cùng khó chịu. Đến khi nhìn những tin tức được tung trên mạng, chẳng những khui ra sự kiện Lý Hướng Văn, còn chỉ thẳng Địch Quốc Công, thậm chí còn có dân mạng cá biệt không rõ chân tướng vạch rõ toàn bộ sự việc, quả thật là kiếm chỉ quan thương cấu kết của tỉnh Tây, tâm lý phòng tuyến của y liền sụp đổ. Hơn nữa vài tên vệ sĩ cứu y đã xa lưới, Tang Thiên Lương liền biết, y đã cùng đường. Tang Thiên Lương im lặng, mắt đỏ ngầu. Khi cả tình yêu và sự nghiệp bị đả kích, thì đã mất đi ý chí chiến đấu, vươn một bàn tay ra. Cho tôi xin một điếu thuốc. Hai nhân viên ủy ban kỷ luật nhìn nhau, đều thấy được thắng lợi rực rỡ trong mắt đối phương. Thời điểm bình minh, dòng người tấp nập trên đường cái Tấn Dương, nhóm thị dân đón ánh sáng mặt trời tràn đầy hy vọng đi làm. Vốn tưởng rằng hôm nay chỉ là một ngày không có gì đặc biệt, khi đi ngang qua đường cái trước cửa thành ủy, liền phát hiện có chỗ khác biệt không bình thường. Cửa thành ủy, so với thường ngày thì có nhiều người đáng ngờ ra vào. Có thể khiến thị dân bình thường cũng nhìn ra bộ dạng đáng nghi, liền chứng minh hầu hết không giống bình thường. Xảy ra chuyện gì rồi? Khẳng định là xảy ra chuyện lớn. Mặc kệ là quần chúng không rõ chân tướng hay là quần chúng biết rõ chân tướng, đều cho ra kết luận giống nhau. Quả thực là việc lớn, chẳng những là việc lớn, hơn nữa còn là việc đáng xấu hổ không biết nên khóc hay nên cười. Bốn bà vợ của Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố, vệ sĩ nhân dân, anh hùng phá vụ hàng giả đồng chí Địch Quốc Công, quả thật là bốn bà vợ, không thể giả được, cùng một lúc vì một sự tình giống nhau đi tới thành ủy, vừa tới liền phản ánh hai chuyện với thành ủy, một là thỉnh cầu bí thư Trương Trương Bình thiếu thăm hỏi dùm vụ án con mình mất tích, hai là lên án Địch Quốc Công vi phạm chế độ hôn nhân.
Có người nói, hễ là không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương đều là lưu manh, như vậy nếu là lấy lưu manh vì mục đích kết hôn, lại nên định nghĩa như thế nào? Kỳ thật bốn bà vợ vốn không có ý lên án Địch Quốc Công. Không phải không muốn, mà là trước kia không có chạm mặt, cũng không ai biết nhân vật giống Đoàn Chính Thuần thật sự tồn tại trong cuộc sống thực tại, mấy người cũng không biết sự tồn tại của đối phương, càng không tin Địch Quốc Công thực sự có bản lĩnh một rồng bốn phượng. Kết quả là bà cả đến thành ủy trước, ỷ vào thân phận phu nhân của Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố, ngồi ở văn phòng Trương Bình Thiếu không đi, muốn Trương Bình Thiếu đích thân chú ý đến vụ con trai mất tích của bà. Khi Trương Bình Thiếu đang ứng phó, thì bà Tư Địch Quốc Công tới. Bà Tư cũng là sinh con trai. Bà Tư nói được vài câu, vợ lớn chợt nghe ra không đúng, sau đó hai người ngay tại văn phòng bí thư thành ủy trình diễn một màn đại chiến hai nữ tranh phu. Đang tranh đấu túi bụi kịch liệt, thì bà hai lại xuất hiện. Hai nữ tranh phu liền biến thành ba nữ tranh phu, làm cho ầm ĩ cả lên, gây đến toàn bộ thành ủy gần như ai cũng đều biết. Địch Quốc Công vốn tiếng tăm không nhỏ, kể từ đó lại dẫn phát chấn động sóng thần. Kết quả khiến mọi người mở rộng tầm mắt chính là, đều nghĩ ba người phụ nữ một màn kịch đã rất dữ dội rồi, không ngờ lại ở đâu sát ra một người phụ nữ, thế là thành bốn người phụ nữ trên một đài thi đấu, quả thực chính là một phiên bản thật của Thiên Long Tứ Bộ chưa bao giờ được nghe thấy. Không ít người đều kinh ngạc Địch Quốc Công thế nào có thể đồng thời chu toàn ở giữa bốn người phụ nữ, cũng có người không tin Địch Quốc Công thực là người như vậy, tuy nhiên lại nghĩ, trong nước còn từng xuất hiện bí thư thành ủy siêu tập quần lót phụ nữ, CTH tỷ úng liền bình thường trở lại. Cán bộ cũng là người, là chỗ của con người, thì sẽ có người tài ba dị sĩ. Địch Quốc Công nhất cử thành danh. Ở trước mặt bí thư thành ủy, thị trưởng, cục trưởng công an cùng với tất cả lãnh đạo thành ủy, bởi vì một chuyện bốn đứa con mất tích, bốn bà vợ cùng ra trận không phải chơi mạt chược, là đánh võ đài, khiến Địch Quốc Công một đời lẫy lừng và ngụy trang, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có được một hiện thật đủ lực xung kích ở hiện trường như vậy, đã làm mỗi một lãnh đạo thành ủy tham lam sáng mắt ra. Mà lúc này Địch Quốc Công đang dẫn thân tín Cục Công an thành phố, phát động mạng lưới quan hệ của y ở khắp Tấn Dương, thề dù là biển rộng mò kim cũng phải tìm ra bốn đứa con. Mặc dù y cũng rõ, bốn đứa con đồng thời mất tích, khẳng định là một âm mưu vô cùng tỉ mỉ, nhưng cha con liền tâm, y cũng không lo nghĩ được nhiều, y bất chấp tất cả. Dù phải đào ba thước cũng phải đập vỡ hàm răng của vẻ mặt cười gian sau lưng của độc thủ phía sau màn. Địch Quốc Công sắp điên rồi, không điên không được, y vừa nhận được tin nhắn của hai cô con gái, có thể thấy được đối thủ am hiểu sâu tâm lý của y, tin nhắn rất ngắn, ý tứ hàm xúc sâu sắc, ba ba, người xấu muốn. Con, không gian tưởng tượng rất lớn, nhưng Địch Quốc Công không dám nghĩ nữa, vừa nghĩ tới đứa con gái mới lớn đang giãy giụa dưới nanh vuốt. Y hận không thể giết tên độc thủ phía sau màn. Nhưng độc thủ phía sau màn, rốt cuộc là ai? Địch Quốc Công không dám đoán. Địch Quốc Công trúng kế, một là mấy bà vợ của y đại náo thành ủy, khiến thanh danh của y bị quét sạch, đồng thời vẽ lên dấu chấm tròn trên sinh mạng chính trị của y. Hai là y vận dụng mạng lưới quan hệ bốn phía điều tra hành động của bốn đứa con, làm cho bóng dáng luôn đi theo sau y, không rời một khắc theo sát bước chân của y. Mạng lưới quan hệ mà y kinh doanh mấy chục năm ở Tấn Dương, trải qua một trận này, hiện ra rõ ràng. Nếu Địch Quốc Công lúc này quay đầu lại cẩn thận liếc mắt một cái, dù là dừng lại bước chân bình tĩnh mà suy tư một chút, y cũng sẽ không từng bước một đi vào vực thẳm sâu không lường được. Không chỉ có không kịp chuẩn bị, cũng đồng thời không kịp trở tay. Lôi Trị Học đang muốn đi tới Bắc Kinh tham gia một hội nghị, sáng sớm đi vào phòng làm việc, còn chưa kịp ngồi xuống uống một ngụm trà giao phó một số việc. Thì Trần Hạo vội vàng tiến vào báo cáo động thái mới nhất. Địch Quốc Công rối loạn. Bởi vì quá mức khẩn trương hơn nữa bối rối, Trần Hạo nói năng hơi lộn xộn. Cái gì rối loạn? Lôi Trị Học lúc này vẫn chưa biết thành ủy đã có việc lớn xảy ra. Thành ủy loạn rồi. Trần Hạo lại thở hổn hển lại như bị nghẹn nói ra một câu. Lôi Trị Học rất bất mãn nói. Trần Hạo, cậu theo tôi mấy năm rồi, ngay cả ăn nói thế nào cũng không biết. Trần Hạo áp chế sự bối rối trong lòng xuống, hít sâu mấy hơi, mới sắp xếp lại ý nghĩ rõ ràng. Bốn người phụ nữ của Địch Quốc Công đại náo thành ủy, bốn đứa con trong một đêm toàn bộ mất tích, hiện tại Địch Quốc Công giống như nổi điên dẫn người điều tra toàn thành phố, sự tình. Kết thúc không tốt. Lôi Trị Học đứng bật dậy, lay động một ly hồng trà mới được ngâm, chén trà và cả nước nóng nhanh chóng rơi xuống mặt đất, vỡ tan tành,
thậm chí còn có không ít nước nóng bắn tung tóe trên đùi y, y cũng không có cảm giác, vẻ mặt khiếp sợ. Sao lại lộn xộn thế? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hồ đồ vớ vẩn. Sự kiềm chế và trấn tĩnh mấy chục năm của Lôi Trị Học, thiếu chút nữa không khống chế được, cũng may Trần Hạo theo y nhiều năm, biết rõ tính tình của y, liền đúng lúc nói một câu. Lãnh đạo, sự thật rõ ràng, người ở thành ủy đều thấy được một cảnh tượng bốn người phụ nữ náo loạn thành ủy, sự việc, giấu giếm không được. Giấu giếm không được, hay cho cái đầy thâm ý giấu giếm không được, Lôi Trị Học chậm rãi ngồi xuống, mà tán thưởng liếc mắt nhìn Trần Hạo một cái, chậm rãi bình ổn tâm tình, cũng phải, bất luận thế nào, Địch Quốc Công có gây sức ép có làm ầm ĩ, với y cũng không có xung đột lợi hại trực tiếp, trên quan trường, mọi việc cũng phải chú ý sự công bằng. Sự tình Địch Quốc Công giấu giếm không được, tức là nói, Địch Quốc Công không bảo vệ được nữa, y cần gì lại phải quản việc này nhiều. Coi như không có chuyện gì xảy ra là được rồi. Cúi đầu cầm lấy một quyển sách, đang muốn làm bộ lật xem, điện thoại Trần Hạo vang lên. Trần Hạo xoay lưng nghe xong điện thoại, chỉ nghe vài tiếng, liền vội tắt điện thoại, vẻ mặt kinh ngạc. Lãnh đạo, tối hôm qua còn xảy ra một việc lớn. Lôi Trị Học ném quyển sách xuống. Bộp một tiếng. Nói chuyện không nên đứt đoạn, một hơi nói cho xong. Trần Hạo biết Lôi Trị Học tức giận, không dám chơi chiêu nữa, kỳ thật gã không phải chơi chiêu, mà là sợ quá độ, vội vàng nói. Chủ mỏ than xuất động vệ sĩ tư nhân tới doanh trại cứu Tang Thiên Lương, còn đả thương nhân viên ủy ban kỷ luật, kết quả tất cả bị bắt tại chỗ. Lúc này đây Lôi Trị Học không còn khiếp vía nữa, chỉ có vẻ mặt âm trầm mà, ồ, một tiếng, như thoáng chút suy nghĩ. Đi mời chủ tịch tỉnh Hạ đến văn phòng của tôi một chuyến. Lôi Trị Học trong nháy mắt nghĩ thông suốt, ông ta phải bắt đầu từ trước đài hiện tại chuyển tới phía sau màn, không nên cùng Hạ Tưởng có bất cứ hình thức bất hòa gì ở mặt ngoài, cho dù là một chút xung đột ngay mặt cũng không có, phải cố gắng xây dựng ra tình hình mới của một tỉnh ủy hòa hợp êm thấm, hễ là công tác Hạ Tưởng muốn cố gắng thúc đẩy, y đều sẽ ủng hộ. Hễ là sự tình Hạ Tưởng phản đối, y cũng sẽ ngầm đồng ý. Bởi vì Lôi Trị Học biết rất rõ, bắt đầu từ đây, ở trong một đoạn thời gian tương đối dài, Hạ Tưởng sẽ gặp phải đợt phản công liên hợp của nhóm chủ mỏ than, y nhất định sẽ không lại trộn lẫn vào trong đó, chỉ để ý khoanh tay đứng nhìn, ở một bên thưởng thức xem Hạ làm sao sứt đầu mẻ chán là được. Đợi đến thời điểm Hạ Tưởng chống đỡ không được, y lại nhẹ nhàng giơ tay đẩy một phát, khiến Hạ Tưởng một đầu ngã quỵ, cũng là chuyện tuyệt vời không sao tả xiết. Mượn đao giết người vĩnh viễn cao minh hơn là chính mình động thủ, nếu không giết địch 1000 lại tự làm tổn thương bản thân hết 800, còn làm tổn hại hình tượng hào quang bên ngoài của y. Hiện tại ấy hả, nếu Hạ Tưởng đã lấy một bộ dáng cao minh lã vọng buông cần, động Tang Thiên Lương không tính, còn muốn động Địch Quốc Công, y liền thuận nước đẩy thuyền thôi, bày ra một trạng thái không có cách nào khác để mặt Hạ Tưởng muốn làm cứ làm, vừa có thể trợ giúp cho hành động điên cuồng của Hạ Tưởng. Lại có thể đúng ngoài không đếm xỉa đến khi Hạ Tưởng náo loạn khiến bụi đất bay khắp nơi, còn có thể đứng danh khi ở thế không thể cứu vãn nữa, biểu hiện ra quyền uy và đại thế nhất cử định càn khôn của nhân vật số một là y đây. Nói ngắn lại một câu, cuối cùng nếu chẳng may Hạ Tưởng truyền hình thành công, công lao về y. Hạ Tưởng truyền hình thất bại, bị chủ mỏ than thu thập được chật vật không chịu nổi, y lại ra mặt thu dọn tàn cục, ngăn cơn sóng dữ. Quyết định xong chủ ý, Hạ quyết tâm. Lôi Trị Học ngược lại thoải mái rất nhiều, tin tưởng y trong cuộc đọ sức của Hạ Tưởng và chủ mỏ than, hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến, và có thể như ngư ông thủ lợi. Cho nên khi Lôi Trị Học nghe được tiếng bước chân của Hạ Tưởng từ ngoài cửa truyền đến, y bước chân thoải mái mà đi ra đón chào, bày ra sự nhiệt tình, và thái độ ngay thẳng, cùng với Hạ Tưởng tiến hành cuộc đối thoại ảnh hưởng toàn bộ cục diện chính trị tỉnh Tây. Thì giống như rất nhiều người cho rằng ô nhiễm không khí không quan hệ tới mình. Cảm thấy cuộc sống carbon thấp do mình làm ra, chỉ có điều là một câu nói suông, cũng không cho rằng không khí ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, cùng việc bản thân mình lái xe ô tô nhiều khói thải, khói thuốc thải ra cùng với lãng phí đồ ăn đều có quan hệ mật thiết. Mỗi người đều không có khả năng sinh sống trong chân không, càng là giai tầng quyền quý có quyền thế có tiền, cũng phải sinh sống trên địa cầu, thoát được thực phẩm độc hại, cũng khó trốn sự ô nhiễm không khí. Nếu mỗi người đều thiết thực cho rằng, mua xe không cần phải theo đuổi động cơ, ở Âu Châu đã vì hạn chế khí thải carbon dioxide mà phần lớn chọn dùng động cơ tăng áp để cải thiện bầu không khí ô nhiễm, còn trong nước vừa mới tiến vào giai đoạn sơ cấp của việc có ô tô động cơ mạnh là mặt mũi càng lớn, ăn đồ cũng không cần bảo đảm,
như vậy, thế giới sẽ trở nên càng thêm tốt đẹp. Cùng lý lẽ này, nếu đã biết đạo lý trên đây, Lôi Trị Học cũng sẽ không nhất xương tình nguyện cho rằng ở tỉnh Tây sẽ sắp bắt đầu vở kịch đối kháng, y thật có thể làm được không đếm xỉa đến, và còn có thể làm được đến một khắc cuối cùng đứng ra mà cố gắng xoay chuyển tình thế. Nói thêm, cho dù như y muốn, Hạ Tưởng cũng sẽ không cho y như nguyện. Đồng chí Hạ Tưởng, sau khi nghe đồng chí Trương Bình Thiếu báo cáo, tỉnh ủy sẽ điều tra xử lý vấn đề địch quốc công. Lập trường tỉnh ủy đối với vấn đề Tang Thiên Lương là nhất quán, chính là nghiêm trị bại hoại trong đội ngũ cảnh sát, thanh trừ tất thảy con sâu làm dầu nồi canh. Vì để nghênh đón công tác giám sát của Phó Thủ tướng Phó, tôi đề nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh lập tức cho mời dự họp hội nghị liên tịch về việc chuyển đổi nền kinh tế năng lượng, nếu cần thiết, tôi cũng có thể tham gia hội nghị. Lôi Trị Học thái độ tích cực, ngoài dự đoán mọi người, đối với các hạng mục công tác của Hạ Tưởng đều tỏ thái độ ủng hộ mạnh mẽ, cũng là từ lúc Hạ Tưởng đi vào tỉnh Tây đến nay, lần đầu tiên cảm nhận được sự khẳng định của nhân vật số một tỉnh ủy, hắn thiếu chút nữa bị Lôi Trị Học làm cảm động. Tuy nhiên, Hạ Tưởng cũng không cảm thông thật sự, nghĩ đến việc Tang Thiên Lương tối qua cùng địch quốc công sắp thân bại danh lệt trong biến cố lớn, bí thư Lôi đằng sau đột nhiên thay đổi thái độ, nội dung rất có ý vị sâu xa. Hạ Tưởng tạm thời nghe để đó, và tỏ vẻ cảm tạ Lôi Trị Học đã ủng hộ. Nếu mời dự họp hội nghị liên tịch về việc chuyển đổi nền kinh tế năng lượng, Lôi Trị Học tự mình tham dự, ý nghĩa không như bình thường, Lôi Trị Học là ngay mặt ủng hộ chuyển đổi nền kinh tế năng lượng, cũng là sau khi Trung ương phê chuẩn thành lập tỉnh Tây làm khu thí nghiệm chuyển đổi nền kinh tế năng lượng, đây là lần đầu tiên bí thư tỉnh ủy y công khai tỏ thái độ. Đương nhiên, Hạ Tưởng rõ ràng hơn chính là, thái độ Lôi Trị Học thay đổi lớn, cũng không phải vì công tác giám sát của Phó Bá Cử, Phó Bá Cử dù là Phó Thủ tướng, mặt mũi ông ta không đủ để Lôi Trị Học cấp bách khó nhịn nổi ra mặt tỏ thái độ, thế lực phía sau Lôi Trị Học, có thể còn hơn cả Phó Bá Cử. Như vậy liền chứng minh một điểm, Lôi Trị Học có thể thay đổi bất ngờ trong bước tiếp theo của thế cục tỉnh Tây, sửa đổi thái độ tiêu cực trước kia, mà thay đổi thủ pháp kết hợp hư hư thật thật, lấy mưu cầu ích lợi hóa lớn nhất. Bởi vậy, Hạ Tưởng cũng phát hiện mặt khôn khéo của Lôi Trị Học, không hổ là lực lượng dự bị của một phe phái. Mặc dù có đôi khi ý nghĩ bảo thủ một chút, nhưng trí tuệ chính trị cũng quả thật không thấp. Lôi Trị Học đưa Hạ Tưởng tới cửa, cầm tay Hạ Tưởng nói. Đồng chí Hạ Tưởng, tỉnh ủy phải thống nhất nhận thức, vì thúc đẩy kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây chuyển hình, động viên tất cả mọi người đứng lên bày mưu hiến kế. Trở lại văn phòng, Hạ Tưởng cười hiểu ý, hay cho một Lôi Trị Học khéo léo dẫn dắt, được lắm. Tuy nhiên hắn biết rõ Lôi Trị Học là muốn từ trong đó đạt đến cái gì. Ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy công an thành phố, cục trưởng công an Tiêu Lôi đập bàn, ném vỡ ly tách, đá ghế dựa, lại vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, địch quốc công như nổi điên tra xét toàn bộ phạm vi thành phố, căn bản là không nghe lời của y, cũng không về cục công an thành phố, hoàn toàn mất đi lý trí. Sự việc bốn người phụ nữ tranh chồng trình diễn ở thành ủy đã bình ổn, một vợ cả ba vợ lẻ đều bị mời đi rồi, lịch sử bao giờ cũng có những cảnh tượng giống nhau làm người kinh ngạc. Năm đó tại tỉnh Yến cũng có truyền kỳ bốn người phụ nữ tranh chồng, không ngờ việc cách nhiều năm, ở tỉnh Tây lại xảy ra kỳ tích, có thể thấy được, đại bộ phận cán bộ không đọc sách, đại danh địch quốc công trong thời gian nửa ngày truyền khắp tất cả phố lớn ngõ nhỏ Tấn Dương, trở thành đề tài cho dân chúng Tấn Dương rỗi rãi thích buôn chuyện. Thành ủy theo sau mời dự họp hội nghị khẩn cấp, nghiên cứu vấn đề địch quốc công. Mang theo dự uy của bốn người phụ nữ tranh chồng. Trương Bình Thiếu hoàn toàn nắm trong tay tiết tấu hội nghị thường vụ, yêu cầu Cục Công an thành phố lập tức đình chỉ chức vụ của địch quốc công, cũng theo đúng pháp luật áp dụng luật bắt giam xử trí địch quốc công. Thị trưởng Phạm Kinh Luân, đám người Cục trưởng Công an thành phố Tiêu Lôi, phản đối việc bắt giam địch quốc công, tuyên bố chỉ bằng vấn đề tác phong sinh hoạt thì bắt giam một phó cục trưởng Cục Công an thành phố, là thiếu cẩn trọng, nghiêm túc, phải sau khi điều tra nhiều mặt mới có thể đi vào giai đoạn bắt giam. Bây giờ còn chưa chứng minh chắc chắn đồng chí địch quốc công có vấn đề kinh tế. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Hạ Vĩnh Tồn không kìm nổi, lúc này chất vấn Tiêu Lôi. Đồng chí Tiêu Lôi, hỏi đồng chí một tình huống, tiền lương một mình anh có đủ cho cả nhà chi tiêu hay không? Tiêu Lôi không tiện trả lời, đành phải lập lờ. Hơi thiếu chút, cũng đủ dùng. Địch quốc công là phó cục trưởng, tiền lương anh ta so với đồng chí phải thấp một ít. Thu nhập một mình anh ta phải nuôi bốn nhà, đồng chí nói, anh ta không kiêm chức kiếm tiền, làm sao có thể sống. Một câu nói dẫn phát cả sảnh đường cười vang.
hội nghị thường vụ luôn lấy số đông áp đảo thông qua quyết nghị, yêu cầu Cục Công an thành phố Khia trừ Tang Thiên Lương, đồng thời đình chỉ chức vụ của Địch Quốc Công, và yêu cầu Địch Quốc Công trong thời gian và địa điểm quy định giải thích rõ sự thật bốn người phụ nữ, đồng thời yêu cầu Cục Công an thành phố điều tra vấn đề kinh tế Địch Quốc Công. Sau nghị quyết hội nghị thông qua, biểu thị sự việc Tang Thiên Lương và Địch Quốc Công rốt cuộc thống nhất cùng một chỗ, thuận lợi tiến vào giai đoạn thứ hai. Nhưng không ít người đều sơ sót một điểm, vì sao Trương Bình Thiếu lại nắm chặt sự kiện Tang Thiên Lương trong tay, còn sự việc Địch Quốc Công lại buông tay mặc kệ, tùy ý Cục Công an thành phố tự tra tự xét. Khi Địch Quốc Công sắp gặp phải thử thách sinh tử to lớn nhất trong cuộc đời, Hạ Tưởng cũng chính thức nghênh đón cái bẫy đầu tiên sau khi nhậm chức tỉnh Tây. Tang Thiên Lương cung khai. Chẳng những cung khai việc y sai khiến người đánh chết Lý Hướng Văn, cũng khai ra y vẽ đường cho Hưu chạy, thay Địch Quốc Công làm tùy tùng cống hiến phần nhiều sức lực trong các vụ bê bối. Không phải Tang Thiên Lương không có cầm khí tiết, không thay Địch Quốc Công chống đỡ, mà là mấy tên vệ sĩ không chút do dự khai ra ông chủ mỏ than phía sau màn, đồng thời tin tức Địch Quốc Công gặp chuyện cũng đã truyền tới tai y. Tang Thiên Lương nghe xong, vốn tâm lý phòng tuyến gần như đã sụp đổ, càng thêm trống rỗng, rốt cuộc chống đỡ không được nữa, mà nói lộ ra toàn bộ đầu đuôi gốc ngọn chân tướng. Việc y chuyển giao rất nhiều, thật sự vượt xa dự đoán của nhân viên ủy ban kỷ luật. Mấy nhân viên phá án còn tưởng rằng Tang Thiên Lương chỉ là một con tép, bọn họ đương nhiên cũng không biết nội tình, cũng không ai tiết lộ trước với bọn họ, để tránh sinh ra hiểu lầm. Không ngờ tới, mặt ngoài Tang Thiên Lương chỉ là một con tép, ở thế giới ngầm cũng là một con cá lớn. Một điều bất thường thật lớn. Nhân viên công tác ủy ban kỷ luật hưng phấn, từ Tang Thiên Lương dẫn đến Địch Quốc Công, rồi từ Địch Quốc Công không nhất định dẫn tới con cá lớn gì đó. Giống như con mèo khi nhìn thấy cá thì hai mắt sẽ sáng lên, nhân viên phá án ủy ban kỷ luật người nào không muốn chính mình xử lý một đại án kinh thiên. Sau khi báo cáo sơ bộ với ủy ban kỷ luật, nhân viên phá án càng thêm thỏa thuê mãn nguyện, hạ quyết định quyết tâm muốn làm một đại án chấn động tỉnh Tây. Lời khai Tang Thiên Lương lại cộng thêm lời khai của các vệ sĩ, một trận phong ba đã sắp thành hình. Tất cả mọi người sẽ không cam lòng lui xuống sân khấu lịch sử, mặc kệ là nhân vật nổi tiếng hay là con tép, há lại sợ con tôm làm nhiều việc ác. Trên thực tế, không khoa trương mà nói, ở Tấn Dương khắp nơi đều là cấp tỉnh bộ và cấp giám đốc sở, đừng nói Tang Thiên Lương là con tép, nhưng con tép cũng có thể hại nước hại dân. Nhưng Địch Quốc Công không công nhận mình là con tép, càng không cho rằng những việc chính bản thân đã làm là hại nước hại dân. Điều đáng sợ của việc không có đức tin ở chỗ. Làm ra việc vô cùng hung ác, lại không biết hối cải, trái lại cho là lý tưởng thích đáng. Hạ Tưởng hạ độc thủ với Tang Thiên Lương và Địch Quốc Công, cũng là căn cứ vào nhận thức ở trên. Có một số kẻ xấu, không đánh y đau, không khiến cho y sợ hãi, y vĩnh viễn sẽ không có lòng hối cải. Nhưng Địch Quốc Công lúc này cũng không nhận biết được tình cảnh thực tế, ai gọi điện thoại tới đều không để ý tới, cũng không quản quyết định xử phạt của thành ủy đối với y. Chỉ điên cuồng lo dẫn mấy tên thuộc hạ trung thành và tận tâm, phát động thế lực kinh doanh nhiều năm của y ở Tấn Dương, vận dụng toàn bộ mạng lưới quan hệ, gần như lật tung khắp mọi ngõ ngách Tấn Dương. Kết quả cũng là, không thu hoạch được gì. Địch Quốc Công gần như cực kỳ hoảng sợ, làm sao có thể được. Với thế lực của y ở Tấn Dương, dù chỉ là một tên trộm ví tiền, một cú điện thoại của y, trong nửa giờ là có thể trâu về hợp phố, bốn người sống sờ sờ, phải ăn phải uống phải ở. Mặc kệ giấu ở khách sạn hay là một góc bí mật, làm sao tránh được sự tra xét của y. Tấn Dương là địa bàn của y đã khổ tâm kinh doanh mấy chục năm, mỗi một tấc đất đều rất quen thuộc, chỗ nào rác rưởi, chỗ nào là khu tai ương, chỗ nào sạch sẽ, y rõ như lòng bàn tay, sao phát động toàn bộ lực lượng thế này, cũng không tìm thấy tung tích bốn người. Chẳng lẽ là, bị giết bịt miệng? Địch Quốc Công sống đến từng tuổi này. Chưa từng sứt đầu mẻ chán và hoảng sợ vạn phần như hiện tại, nếu hiện tại khiến y lấy chính mạng mình đi đổi lấy tính mạng của bốn đứa con, y không nói hai lời sẽ lấy súng tự sát, đáng tiếc, y không thu được một tin tức nào, hoàn toàn không biết đối phương rốt cuộc muốn thế nào, cũng không rõ tung tích bốn đứa con rốt cuộc là mất tích hay là bị bắt cóc. Làm công an cả đời, cuối cùng lại bị người tính kế xoay vòng vòng, sao có thể chứ? Địch Quốc Công hận đến nghiến răng nghiến lợi, nổi trận lôi đình. Nhưng đều không làm nên chuyện gì, bốn người biến mất như không khí, sống không thấy người, chết. Không thấy xác, cũng không ai gọi điện thoại tới yêu cầu tiền chuộc hoặc là cái gì khác. Ngay từ đầu,
Địch Quốc Công cũng hoài nghi làm chủ sự việc phía sau màn là nhân vật tầng cao, nhưng cũng chỉ có thể suy ngẫm mà thôi, nói cũng không dám nói ra, huống chi ngay mặt chất vấn. Nếu y dám hoài nghi lãnh đạo tỉnh ủy sai người bắt cóc con cái mình, chỉ cần một lời của y thốt ra, chính là sai lầm chính trị nghiêm trọng. Người Địch Quốc Công hoài nghi nhất thật không phải Hạ Tưởng mà là Trương Bình Thiếu. Cho tới nay, y và Trương Bình Thiếu luôn bất hòa, hơn nữa Trương Bình Thiếu từ đầu đến cuối không thể nắm cục công an thành phố trong tay, cộng thêm thái độ của Trương Bình Thiếu ở sự kiện Tang Thiên Lương, y liền có đủ lý do hoài nghi Trương Bình Thiếu là độc thủ phi a sau màn sự việc của y và Tang Thiên Lương. Nhưng sau đó, theo tình thế tiến triển, Địch Quốc Công lại đem đầu mũi nhọn chuyển tới trên người Hạ Tưởng, nguyên nhân là y càng nghĩ càng cảm thấy với trí tuệ chính trị của Trương Bình Thiếu, không đủ để bày ra một bố cục chu đáo như thế, nhìn chung toàn bộ tỉnh ủy, người đối lập với y có trí tuệ nhất, duy chỉ có một người Hạ Tưởng mà thôi. Mặc kệ Địch Quốc Công tưởng tượng toàn bộ sự việc phía sau màn là như thế nào, y cách chân tướng còn rất xa xôi, với cấp bậc và trí tuệ chính trị tép siêu của y, mà so sánh với Hạ Tưởng, còn kém xa vạn dặm. Hơn nữa Hạ Tưởng hoàn toàn không xem y là đối thủ chính trị, y chỉ là một mồi lửa mà thôi, hoặc là nói chỉ là một vật hy sinh đáng thương. Cảnh giới con tép vĩnh viễn không cảm nhận được tới ý chí của cao tầng, tới được vị trí Hạ Tưởng, mà vọng trèo cao, không dám nói thiên hạ trong tầm tay, ít nhất cũng là nắm bắt tỉnh Tây. Với tầm nhìn xa trông rộng của hắn, Địch Quốc Công chẳng qua chỉ là tên cặn bã tham tiền quên nghĩa, giết người phóng hỏa. Tuy nhiên người cặn bã rượu giống nhau, cũng có chỗ hữu dụng. Suốt một ngày Địch Quốc Công làm ầm ĩ, người phía sau y luôn theo sát y, tạo ra một chuyến đi Tấn Dương trong ngày mang ý nghĩa ảnh hưởng trọng đại sâu xa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phía sau y không ngừng có người theo sát không rời, phía sau những tay chân được y chỉ bảo, cũng đều có không ít bóng dáng. Hơn nữa mỗi bóng dáng đều vô cùng chuyên nghiệp, lơ lửng không định, như gần như xa. Với tính chuyên nghiệp và trình độ của thuộc hạ Địch Quốc Công, lại không hề phát hiện. Vì thế, thế lực Địch Quốc Công ở toàn bộ Tấn Dương, toàn bộ lộ ra hết trong mắt của nhân vật phía sau, bị ghi hình lại thành hồ sơ lập án. Tương đương với toàn bộ mạng lưới quan hệ ngầm Tấn Dương, đối với nhân vật phía sau màn mà nói, là hoàn toàn bộc lộ ở trước mắt. Hơn nữa từ sự việc Tang Thiên Lương dẫn phát vệ sĩ xa lưới, sau khi xa lưới khai ra thế lực chủ mỏ than, chẳng khác nào nói. Tấn Dương trước mặt nhân vật phía sau màn, cái khố cuối cùng cũng đã bị xé ra. Vận mệnh cuối cùng của Địch Quốc Công như thế nào, xảy ra đúng với phương hướng mà Hạ Tưởng đã suy nghĩ, trừ phi có nhân tố bất khả kháng xuất hiện, nếu không Địch Quốc Công chắc chắn trở thành mồi lửa chấn động Tấn Dương. Tan ca, Hạ Tưởng chưa ra cửa, liền nhận được điện thoại của đám người Nga Ni Trần, Tiêu Ngũ và Tống Lập, sau khi nghe xong điện thoại, trầm tư một lát, dặn dò Đường Thiên Vân. Thiên Vân, anh liên hệ với văn phòng nội các chính phủ, xác định lại lịch trình sắp xếp công tác giám sát của Phó Thủ tướng một chút, sau đó, bố trí hội nghị liên tịch về chuyển hình nền kinh tế năng lượng. Đường Thiên Vân đáp lại một tiếng, nhanh chóng ghi chép lại hỏi. Bí thư Lôi có tham dự hay không? Cứ bố trí theo quy cách bí thư Lôi tham dự. Có nhân sĩ giới công thương tham dự không? Có, chắc chắn. Hạ Tưởng hiếu ý mà mỉm cười. Cái gọi là nhân sĩ giới công thương, đối với tỉnh Tây mà nói, chính là chuyên chỉ nhóm chủ mỏ than. Lần này hội nghị liên tịch chính là đặc biệt vì bọn họ mà mở. Mặt Đường Thiên Vân lộ vẻ nghi hoặc, nhất thời không theo kịp suy nghĩ của Hạ Tưởng. Sự việc Tang Thiên Lương nếu còn không khiến một số người dậm chân, thì sự việc Địch Quốc Công trực tiếp khuấy động vào điểm mấu chốt của một số người, rồi hội nghị liên tịch mời dự họp, là một cơ hội tốt để tôi thị uy. Hạ Tưởng cười ha hả. Chờ một màn kịch hay ngay lập tức sẽ trình diễn. Đâu chỉ một màn kịch hay. Hạ Tưởng vừa dứt lời, điện thoại trên bàn làm việc liền reo vang. Thời gian tan tầm gọi điện thoại tới, hơn phân nửa là khách mời ăn cơm. Hạ Tưởng rất không muốn nghe, có lẽ là có dự cảm, hơi sửng sốt. Hắn vẫn là không thông qua Đường Thiên Vân, tự mình nhận nghe điện thoại. Xin chào, tôi là Hạ Tưởng. Xin chào Chủ tịch tỉnh Hạ. Trong ống nghe truyền đến giọng nữ trong trẻo, giòn tan. Réo rắc, liền như một dòng suối chảy róc rách giữa khe núi, nhất thời làm cho người ta cảm nhận được xuân ý đập vào mặt mà đến. Mặc dù Hạ Tưởng chưa bao giờ nghe qua giọng nói của cô, cũng chưa từng gặp mặt cô qua một lần, nhưng hắn lập tức đoán được người gọi đến là ai, Trần Diễm. Hạ Tưởng, alo, một tiếng, thản nhiên hỏi.
Cô là ai? Tôi là Trần Diễm, chủ tịch tỉnh Hạ chắc chắn chưa từng nghe qua tên của tôi, tuy nhiên đừng lo, tôi là ngưỡng mộ đại danh chủ tịch tỉnh Hạ đã lâu. Giọng nói Trần Diễm lộ ra ý hưng phấn, cũng không biết là thật sự kích động hay là giả tạo. Có chuyện gì? Hạ Tưởng vẫn ôn hòa như cũ, chờ Trần Diễm tiến vào chủ đề. Đêm nay, muốn mời chủ tịch tỉnh Hạ ăn cơm. Trần Diễm đề nghị rất đột ngột, bình thường mà nói, mời chủ tịch tỉnh ăn cơm là nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Quan lớn hành chính tối cao một tỉnh, trong nước tổng cộng có bao nhiêu chủ tịch tỉnh? Chủ tịch tỉnh là sự tồn tại mà vô số người nhìn lên, không biết có bao nhiêu người muốn cùng chủ tịch tỉnh trò chuyện mà không có khả năng, lại càng không cần nói đến việc cùng chủ tịch tỉnh ngồi ăn cơm chung một chỗ. Thật ngại, buổi tối có hẹn. Hạ Tưởng rất rõ ràng cự tuyệt Trần Diễm, hắn muốn xem thử, Trần Diễm thuyết phục hắn thế nào. Chủ tịch tỉnh đừng cự tuyệt người từ ngoài ngàn dặm, tôi cũng là một tấm lòng thành. Giọng nói cầu xin của Trần Diễm phát ra ý mềm mại quyến rũ. Hơn nữa, tôi có một dự án đầu tư trọng đại muốn cùng bàn bạc với chủ tịch tỉnh. Trần Diễm muốn biết số điện thoại của văn phòng Hạ Tưởng cũng không khó, nhưng cô muốn mời Hạ Tưởng đến, thật không dễ dàng, cho nên, cô cần phải sử dụng kỹ xảo bản thân. Có đầu tư dự án gì, mời liên hệ với phó chủ tịch tỉnh phân công quản lý. Hạ Tưởng thấy Trần Diễm không có thành ý, bất chợt dừng lại, liền có ý muốn cắt đứt điện thoại. Chủ tịch tỉnh, tôi còn lời muốn nói. Trần Diễm biết nếu Hạ Tưởng treo điện thoại, cô muốn cùng Hạ Tưởng trò chuyện, liền khó như lên trời, vội nói không ngừng. Trong tay tôi có 5% cổ phần mỏ An Đạt, muốn chuyển nhượng. Hạ Tưởng khẽ mỉm cười, Trần Diễm quả nhiên không đơn giản, một phát liền trúng ngay điểm yếu hắn. Tuy rằng gọi là điểm yếu cũng không chuẩn xác, nhưng phải nói, cũng thực sự là điểm dừng chân bước tiếp theo của hắn. Vậy đi. Hạ Tưởng hơi trầm ngâm, đắn đo một chút. Cô hãy gọi cho thư ký tôi. Buông điện thoại, Đường Thiên Vân ở một bên nghe được rõ ràng, hiểu ý mà mỉm cười. Buổi tối, gió đêm hiu hiu, sắc xuân say lòng người, Hạ Tưởng đến chỗ hẹn Trần Diễm. Là lần so chiêu đầu tiên giữa hắn và Trần Diễm, xuất hiện một cảnh tượng mang kịch tính cao. Vào lúc Hạ Tưởng xuất phát khởi hành gặp mặt Trần Diễm, tin Tang Thiên Lương và Bảo Phiêu đồng thời cung khai, đã truyền đến thành ủy. Trương Bình Thiếu triệu tập bộ phận lãnh đạo thành ủy, mở cuộc họp trong phạm vi nhỏ, thảo luận quyết định xử lý đối với Tang Thiên Lương, đồng thời, tiến hành thảo luận lần nữa xác định tính chất của vấn đề địch quốc công. Trương Bình Thiếu yêu cầu Cục Công an thành phố thực sự đưa ra thái độ giải quyết vấn đề, lập tức khống chế hành động của địch quốc công. Không thể để mặc địch quốc công ở Tấn Dương quậy mịt mù trời đất nữa. Thị trưởng Phạm Kinh Luân thong thả nói. Đồng chí địch quốc công tuy tác phong sống tồn tại vấn đề nghiêm trọng, nhưng công tác của anh ta vẫn luôn nghiêm túc cẩn thận. Bốn đứa con của anh ta đã mất tích, thân làm cha, trong lúc bối rối làm những việc mất đi lý trí, cũng coi như có thể tha thứ. Đồng chí Bình Thiếu, cách làm của đồng chí quốc công tuy không hợp pháp, nhưng hợp tình, có thích hợp cho anh ấy một cơ hội hối lỗi sửa sai không? Thái độ giọng điệu của Phạm Kinh Luân khi nói tỏ rõ rất có điệu bộ, thể hiện thái độ ở trên cao nhìn xuống Trương Bình Thiếu, y tuy là thị trưởng, nhưng kinh nghiệm từng trải nhiều hơn Trương Bình Thiếu, thời gian làm việc ở Tấn Dương lại rất dài, Trương Bình Thiếu xem như cũng tôn kính y liền hơi cậy già lên mặt. Phạm Kinh Luân vừa dứt lời, Tiêu Lôi cũng vô cùng khí thế nói. Đồng chí Phạm Kinh Luân nói rất có lý, xin đồng chí Bình Thiếu suy nghĩ thận trọng. Đồng chí địch quốc công là một lá cờ của Cục Công an thành phố, anh ấy đổ, sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với tinh thần của Cục Công an thành phố. Trương Bình Thiếu đối diện với khí thế hùng hổ dọa người của Phạm Kinh Luân và Tiêu Lôi, dường như mất đi sự bình tĩnh trước nay, hơi hoảng loạn nói. Hai đồng chí Kinh Luân và Tiêu Lôi nói có lý, để tôi suy xét thêm. Sau khi tan họp, Phạm Kinh Luân và Tiêu Lôi ra khỏi trụ sở thành ủy, lên cùng một chiếc xe. Vừa lên xe, Phạm Kinh Luân liền nói. Trần Diễm đã bắt đầu hành động rồi. Tiêu Lôi nặng nề gật đầu, đột nhiên lại lộ ra vẻ nghi ngờ. Trương Bình Thiếu sao lại thay đổi thái độ rồi? Chẳng lẽ ông ta đã nghe được tin gì rồi? E rằng có liên quan đến sự thay đổi thái độ của Lôi Trị Học. Ngón tay Phạm Kinh Luân không ngừng gõ lên đùi, dường như đang ngâm nga một ca khúc rất xưa về Liên Xô, y cười đầy thâm ý. Cái mông quyết định lập trường chính trị. Lôi Trị Học đột nhiên tỏ thái độ tích cực muốn ủng hộ chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng, là yêu cầu chính trị hay là lập trường chân thực? Tiêu Lôi khó hiểu hỏi. Có lẽ là có cả hai.
Phạm Kinh Luân dáng vẻ thần bí, dường như tất cả đều đã định liệu sẵn. Thị trưởng Phạm, Tiêu Lôi do dự một chút, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn. Thái độ của tôi là, bảo vệ địch quốc công, xin chỉ thị. Trên xe, ở nơi riêng tư, Tiêu Lôi chính trọng xin chỉ thị như vậy, lại khiến Phạm Kinh Luân sững đi, y hơi ngớ ra, rồi mới chậm rãi nói. Quốc công cũng thật sự là một đồng chí không tồi, có thể bảo vệ được bao nhiêu thì bảo vệ bấy nhiêu, anh cố hết sức đi. Tiêu Lôi thấy Phạm Kinh Luân chỉ nói lời hay không gánh vác trách nhiệm, trong lòng hơi có bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể như vậy, liền gật đầu nói. Sẽ làm theo chỉ thị tinh thần của thị trưởng Phạm. Phạm Kinh Luân muốn nói gì đó, há miệng ra, rốt cuộc vẫn không nói ra, chỉ khẽ nhắm mắt lại. Trương Bình Thiếu và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Hạ Vĩnh Tồn ngồi đối diện nhau, ánh đèn sáng trưng trong văn phòng, vì nguyên nhân ban đêm, nên yên lặng hơn ban ngày nhiều. Bí thư Trương, lời khai của Tang Thiên Lương, thấy mà giật mình nhỉ. Hạ Vĩnh Tồn liên tục lắc đầu. Vấn đề bây giờ là, không ở trong thành phố nữa rồi, cuối cùng liên lụy tới cấp bậc gì, muốn đạt được hiệu quả gì, phải ở tỉnh gật đầu mới được. Trương Bình Thiếu gật gật đầu. Tôi sẽ báo cáo việc này cho Bí thư Lôi, Chủ tịch tỉnh Hạ, Phó Bí thư Trương, anh cũng chuẩn bị sẵn sàng, khi có yêu cầu tiến hành kết nối với Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Sở Công an tỉnh. Kết nối thì dễ, nhưng thực hiện thì khó. Hạ Vĩnh Tồn vẫn lắc đầu. Chuyện của địch quốc công, có cần gác lại không? Gác một chút, phải gác một chút. Trương Bình Thiếu cười đầy thâm ý. Thả dây dài, mới có thể câu được cá lớn. À, Hạ Vĩnh Tồn kinh ngạc. Bí thư Trương, tôi thật đã nhận được không ít điện thoại cầu xin cho Tang Thiên Lương, đều là những nhân vật có máu mặt, còn có không ít thế lực chủ mỏ than của Tấn Dương cũng liên kết tạo áp lực, tuyên bố muốn hủy bỏ rất nhiều sự giúp đỡ. Động một tên Tang Thiên Lương đã ồn ào lớn như thế này, lại động địch quốc công, trong thành phố cuối cùng không có cách nào dừng lại thì làm thế nào được. Trương Bình Thiếu lại cười thần bí tự đắc. Không cần lo lắng, Vĩnh Tồn, xe đến trước núi tất có đường. Câu, xe đến trước núi tất có đường, này, trước mắt không hề thích hợp với địch quốc công. Hết một ngày, y mệt đến sức cùng lực kiệt, lại không thu được gì, bốn đứa con không tìm thấy một đứa. Đến buổi tối, y cuối cùng cũng tuyệt vọng, cũng đi mệt rồi, mông ngồi trên nền xi măng bên đường, hai tay ôm đầu, khóc hu hu lên. Đã từng có lúc, y cho rằng y có thể hoành hành không kiêng kỵ, quyền lực trong tay y có thể muốn làm gì thì làm, đặc biệt là trên đất Tấn Dương. Y chính là hoàng đế, y chính là ông chủ, không ai làm gì được y. Không nhắc đến thế lực ngầm y dùng mấy chục năm đan thắt, chỉ mạng lưới y dùng tiền có được trong mấy chục năm, ít nhất cũng sẽ không gì phá vỡ nổi, giữ cho y cả đời bình an vô sự. Bây giờ y lại bất lực như thế này, thân là cục trưởng cục công an, có thể quản mạng người, là đại ca ở Tấn Dương có thể một lời định đoạt sống chết của người khác, bây giờ đến con của chính mình cũng không giữ được, y thật bất lực làm sao. Địch quốc công khóc giống một mình cả buổi, người bên cạnh ngơ ngác nhìn nhau, cục trưởng địch trước giờ vẫn luôn có vẻ mặt trời sẽ không bao giờ sụp, cũng có lúc nhếch nhác như thế này, không ai dám khuyên một câu. Địch quốc công bây giờ chịu thua rồi, nếu có người nói với y rằng y có thể gặp bốn đứa con của y một chút, bảo y dập đầu y cũng bằng lòng. Đột nhiên, điện thoại vang lên, địch quốc công nhảy dựng lên, vội vàng nghe điện thoại. Âm thanh trong điện thoại truyền đến đối với y như trời động. Ba, ba ở đâu, mau đến đón con. Địch Chi Nhi. Địch quốc công lập tức nhảy lên. Nửa tiếng sau, địch quốc công gặp được bốn đứa con mất tích nguyên một ngày, bốn người quần áo chỉnh tề, bình yên vô sự, hai trai hai gái, bị vứt ở bên đường hoang vắng không người. Điều khác biệt với sự ngạc nhiên vui mừng của địch quốc công là, bốn đứa con đều trợn mắt nhìn y, không đứa nào thân thiết với y. Địch quốc công hiểu rõ, sự thật y giấu giếm nhiều năm rốt cuộc đã bị vạch trần. Bốn đứa con cùng cha khác mẹ ở cùng nhau, biết được y có thuật phân thân, một người có bốn gia đình, không tức giận với y mới là lạ. Bốn đứa đối với người bắt cóc chúng, vừa hỏi thì ba đứa không biết, chỉ biết trên đường về nhà, đột nhiên ngất đi, sau khi tỉnh lại thì phát hiện ở trong một căn phòng chẳng có thứ gì. Mấy đứa không chịu chút tổn thương nào, cũng không chịu bất kỳ sự uy hiếp tính mạng nào, suốt thời gian, cũng cơ bản không có ai xuất hiện tiếp xúc với bọn chúng. Dường như chỉ là vì để cho bọn chúng ở cùng với nhau vậy. Mấy đứa bắt đầu nói chuyện, nói tới nói lui liền nói đến gia đình mỗi đứa, cuối cùng địch quốc công rất không may đã bại lộ thân phận.
đáng tiếc cho lời nói dối Địch Quốc Công tốn hết sức mưu tính lãng phí thời gian mười mấy năm tỉ mỉ thêu dệt, đã bị tan vỡ trong thời gian nửa ngày, hình tượng tốt đẹp của y cũng sụp đổ nhanh chóng trong lòng mỗi đứa con. Hình tượng sụp đổ còn được, quan trọng là mấy đứa cũng quên mất đang ở trong cảnh nguy hiểm, tôi một lời anh một tiếng mở cuộc họp thảo phạt đối phó Địch Quốc Công, hết quả tâm huyết và tình cha Địch Quốc Công cho đi trong mười mấy năm, trong chớp mắt nhạt nhẽo trong lòng mấy đứa con. Sau đó, mấy đứa lại đồng thời mơ mơ màng màng ngủ say, sau khi tỉnh dậy lại phát hiện bị vứt bên đường, sau đó liền thông báo cho Địch Quốc Công. Địch Quốc Công đối diện với sự lạnh nhạt và chỉ trích của con, khóc không ra nước mắt, y biết. Bất luận thủ phạm đứng sau là ai, dụng ý thâm sâu độc ác của nó, là điều y hiếm gặp trong đời. Chẳng những hủy đi danh dự của y, hủy đi tiền đồ của y, cũng hủy đi gia đình và hình tượng người cha cao cả của y, có thể nói, qua chuyện này, y sẽ mất tất cả, sẽ. Chẳng còn lại gì. Địch Quốc Công nghiến răng nghiến lợi, bất luận là ai ngấm ngầm mưu tính, y đều phải báo thù. Cầm điện thoại lên, y gọi cho Tiêu Lôi. Cục trưởng Tiêu, tôi muốn gặp anh. Tiêu Lôi đáp lại. Chỗ cũ, chú ý an toàn một chút. Địch Quốc Công ngắt điện thoại, trong mắt thoáng qua vẻ tàn ác, dù sao thì y cũng chẳng còn gì, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, liều thôi. Đàn violon du dương tấu ra khúc, Lương Trúc đẹp đẽ, lấy khúc Lương Trúc bi tình làm nhạc nền, dường như không hợp với không khí trước mắt. Hạ Tưởng và Trần Diễm ngồi đối diện nhau, vẻ mặt cười khẽ, hắn nhận lấy trà thơm Trần Diễm chính tay pha cho, uống nhẹ một ngụm, nói. Không tồi, có ý cảnh tri âm tri kỷ. Trần Diễm và Quý Như Lan có điểm giống nhau là, đều có phần lịch sự tao nhã, đều biết trà đạo, nhưng dưới vẻ ngoài xinh đẹp của cô, lại có mùi thơm ngát, khiến Hạ Tưởng thầm lấy làm kỳ lạ. Nghe mùi thơm biết phụ nữ, người phụ nữ có hương thơm ngát trên người, nhưng trong cử chỉ của Trầm Diễm, lại có ý tùy tiện, liền khiến Hạ Tưởng tự nhận vẫn coi như có tìm tòi về phụ nữ, cũng có chút khó hiểu, Trầm Diễm rốt cuộc là dạng đứng đắn hay là lả lơi. Hoặc là, thể tổng hợp mâu thuẫn cùng có cả hai. Chủ tịch Tỉnh Hạ, trong tay tôi có 5% cổ phần của khai thác mỏ An Đạt, muốn chuyển nhượng, không biết anh có chịu giúp tôi giới thiệu một người mua thành thực giữ chữ tín không? Trầm Diễm vừa pha trà, vừa nhỏ nhẹ nói. Gươm báu tặng anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân, cổ phần giữ trong tay tôi, ngoài việc chia hoa hồng ra không hề có tác dụng lớn, vẫn không bằng chuyển nhượng cho người có lòng. Câu người có lòng thật hay. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến Hạ Tưởng nhìn Trần Diễm bằng con mắt khác. Chẳng lẽ nói, Trần Diễm có nghe qua thế lực bên ngoài muốn xâm nhập vào công nghiệp năng lượng tỉnh Tây? Chủ động chuyển nhượng cổ phần, cũng đòi có được lợi ích lớn nhất. Nhưng vấn đề là, cô lấy cổ phần phần của Giang Cương bán lại, sẽ báo cáo kết quả với cha con nhà họ Giang như thế nào? Trà thì ngon, chỉ có hơi quá lửa, nhiệt độ nước quá cao, lá trà dễ biến chất, dục tốc thì bất đạt. Hạ Tưởng không tiếp lời Trần Diễm, khéo léo đánh một phát thái cực quyền. Trần Diễm cười xinh đẹp. Chủ tịch Tỉnh Hạ không cần lo lắng tôi sẽ đối phó với cha con nhà họ Giang thế nào, hiện tại điều nên lo lắng nhất là, phải làm sao qua cửa tôi này. Nói dứt lời, cô đứng dậy, nhạc nền cũng từ khúc, Lương Trúc, đột nhiên chuyển thành, thập diện mai phục. Trần Diễm múa tung tăng theo bài hát, trong căn phòng tĩnh lặng không hề to, múa như chim phượng, uyển chuyển như con rồng. Trong lúc chuyển động, những chỗ đẹp đẽ trên người cô được phô bày ra trước mắt Hạ Tưởng không sót thứ gì. Mà sau đó, nhịp nhạc thay đổi, trong âm vang tăng thêm vô số âm thanh sơ sắc tiêu điều, mà mỗi bước của Trần Diễm, quần áo trên người lại rơi xuống một chiếc, không bao lâu, cô hiện ra với phần xinh đẹp nhất nguyên thủy nhất, từ từ dừng lại trước mặt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nhìn không chớp mắt, dường như đang thưởng thức, lại giống như đắm chìm trong đó không thể tự kiềm chế. Ngoài cửa sổ có gió, gió động cạnh cửa, khẽ có tiếng chuông gió kêu leng keng, lại thêm vào căn phòng yên tĩnh khá tĩnh mịch, bố cục lại bố trí rất khéo léo, trăng giữa trời, ánh trăng như nước, từ ngoài cửa sổ đổ vào trong, sáng rực khắp nơi. Ánh đèn trong phòng đột nhiên tắt đi. Ánh trăng rọi trên người Trần Diễm, khiến cả người cô giống như bao phủ một quầng trăng lờ mờ, sáng trong như tiên nữ dưới trăng. Không thể không nói, Hạ Tưởng từng quen biết vô số phụ nữ. Cổ ngọc thuần mỹ như tranh, Tống Nhất Phàm thuần khiết như băng, Vệ Tân dịu dàng như nước, hay là Liên Nhược Hạ mạnh mẽ dũng cảm, cũng đều có phong cách riêng, có phong tình con gái riêng, nhưng so với Trần Diễm trước mắt, đều hơi không bằng. Hoàn toàn không phải không đẹp bằng Trần Diễm, cũng hoàn toàn không phải không quyến rũ bằng Trần Diễm, nói thật,
Trần Diễm nói về nhan sắc không bằng Liên Nhược Hạm, nói về tư thái không bằng Quý Như Lan, nói về thuần mỹ và thuần khiết lại không bằng Cổ Ngọc và Tống Nhất Phàm, nhưng cô lại có một điểm mà những người phụ nữ của Hạ Tưởng không có: phong cách. Thật ra nói phong cách không hề chuẩn xác, mỗi người phụ nữ bên cạnh Hạ Tưởng đều có phong cách riêng, thậm chí Tiếu Giai còn có thể được xem như phong tình vạn trùng. Nhưng đều không bằng Trần Diễm biết tán tỉnh, đúng, là tán tỉnh. Giữa nam và nữ, thật ra chuyện chỉ có chút chuyện như vậy, mục đích rất đơn giản, quá trình rất quan trọng, màn dạo đầu là nền tảng nhất. Từ việc một người phụ nữ có biết tán tỉnh hay không, là có thể đoán ra khát vọng trong lòng cô là lẳng lơ ngầm hay là lẳng lơ rõ ràng. Những người phụ nữ của Hạ Tưởng, bất luận là ai, đều mãi không am hiểu sâu ba mùi vị của đàn ông, không hiểu biết sâu sắc tâm lý đàn ông bằng Trần Diễm. Cũng không như Trần Diễm biết khiêu khích dục vọng sâu nhất mãnh liệt nhất nơi đáy lòng đàn ông. Giữa nam và nữ, thật ra điều mong muốn chính là một sự tán tỉnh, người phụ nữ giỏi về tán tỉnh, lại cộng thêm phong thái đẹp đẽ, thái độ quyến rũ, đàn ông bình thường chắc chắn sẽ cam lòng quỳ mọt dưới váy. Chỉ có điều, Hạ Tưởng, không phải đàn ông bình thường. Không nói Hạ Tưởng trải nghiệm phong phú, chính là hắn từng trải nghiệm vô số người đẹp có phong cách riêng, không thể nói có sức miễn dịch với người đẹp. Ít nhất không phải loại tinh trùng lên não, càng không phải loại háo sắc vừa thấy phụ nữ đã không khống chế được, hắn lẳng lặng thưởng thức vẻ đẹp và sự quyến rũ của Trần Diễm, lại. Không có bất kỳ hành động gì, chỉ ngồi yên lặng, dường như trước mắt không phải là người phụ nữ xinh đẹp còn trần truồng, mà chỉ là một pho tượng vậy. Trần Diễm cũng thú vị, cũng lẳng lặng đứng trước Hạ Tưởng, không tiến tới một bước, cũng không nói thêm gì, ánh trăng cũng giống thời gian bất động, chảy giữa hai người. Cũng không biết sau bao lâu, đột nhiên, nhạc nền lại thay đổi lần nữa, có núi cao, có nước chảy, chính là một khúc nhạc, núi cao nước chảy, uyên thâm ít người hiểu. Trần Diễm rốt cuộc thở dài sâu kín than một tiếng. Người hiểu tôi bảo tôi yêu sầu, người không hiểu bảo tôi cầu mong. Địch Quốc Công gặp Tiêu Lôi, câu đầu tiên y liền nói. Cục trưởng Tiêu, xin cho tôi thêm thời gian một ngày, tôi muốn làm một việc phải làm. Tiêu Lôi qua lại với Địch Quốc Công mười mấy năm, biết suy nghĩ của Địch Quốc Công, hai tay đặt lên trên vai của y, thành khẩn nói. Ngồi xuống đã. Lại lắc đầu nói. Quốc Công, tôi biết cách nghĩ của anh, nhưng anh thật sự nghĩ xong rồi, không sợ tan xương nát thịt sao? Không sợ. Địch Quốc Công kiên định lắc đầu. Tôi đã cùng đường bí lối rồi, đã có người nhất định muốn bước tôi vào đường cùng, thì tôi đành liều một phen. Cùng lắm thì cùng đến chỗ chết, mẹ nó ai sợ ai. Tiêu Lôi không nói thêm nữa, ánh mắt u buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng một lúc, đột nhiên thốt lên một câu. Đã cho anh thêm thời gian một ngày rồi, áp lực lên người tôi cũng rất lớn, Trương Bình Thiếu suy cho cùng là nhân vật số một của thành ủy. Cảm ơn cục trưởng Tiêu, trong lòng tôi biết rõ. Địch Quốc Công đưa ra một trang giấy. Cục trưởng Tiêu, có vài việc tôi muốn giải thích một chút. Bây giờ tôi chỉ tin vào anh. Tiêu Lôi nhận lấy tờ giấy, chỉ nhìn một chút, liền thay đổi sắc mặt. Quốc Công, anh hà tất phải thế này? Tôi chỉ có thể thế này. Địch Quốc Công cắn răng nói. Tôi trên người có án giết người, cộng thêm Tang Thiên Lương đã cắn chết tôi, đi vào chắc chắn không ra được. Nguyên tắc của tôi chính là, chết, cũng phải kéo một đệm lưng. Nhà không có, địa vị không có, cái gì cũng không có nữa. Cuối cùng đến mạng cũng không có, lần này, chơi đến cùng. Tiêu Lôi không nói, tay nắm tờ giấy khẽ run rẩy. Quốc Công, tôi hy vọng anh suy nghĩ kỹ lưỡng thêm. Tôi đã suy nghĩ xong rồi. Vẻ mặt của Địch Quốc Công là sự kiên định không chùn bước. Một ngày, tôi chỉ cần thời gian một ngày. Tiêu Lôi khó xử, xuất phát từ tình cảm riêng tư, y rất muốn cho Địch Quốc Công thêm thời gian một ngày, để Địch Quốc Công hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Nhưng xuất phát từ lập trường y thân là người đứng đầu cục công an thành phố, y phải vô điều kiện phục tùng quyết định của thành ủy, đình chỉ tất cả chức vụ của Địch Quốc Công, đồng thời hạn chế tự do hành động của Địch Quốc Công. Nhưng, tình cảm qua lại mười mấy năm của Địch Quốc Công và y, cộng thêm tờ giấy vừa rồi tuy mỏng, nhưng lại nặng hơn ngàn cân, Tiêu Lôi thật sự không đành lòng mở miệng từ chối Địch Quốc Công. Bỗng nhiên, trong đầu Tiêu Lôi thoáng qua một ý nghĩ, tại sao Trương Bình Thiếu đích thân hỏi đến chuyện Tang Thiên Lương? Lại buông tay vụ án Địch Quốc Công, giao cho cục công an thành phố tự điều tra xử lý, lẽ nào bên trong có cạm bẫy gì đó hay sao? Vừa nghĩ thông điều này, Địch Quốc Công đột nhiên rút điện thoại ra, nhắm ngay đầu mình. Cục trưởng Tiêu,
nể tình tôi với anh quen nhau mười mấy năm, thời gian một ngày anh cũng không chịu châm trước ư. Tiêu Lôi luống cuống, suy nghĩ thông suốt trong lòng không còn thông suốt được nữa. Được, được, đều theo anh. Quốc công, anh hà tất như thế này chứ? Cảm ơn cục trưởng Tiêu. Địch Quốc công thu điện thoại lại, quay người bước đi. Giờ này ngày mai, tôi sẽ đến cục công an thành phố tự thú. Nhìn hình bóng Địch Quốc công như cái bóng biến mất trong màn đêm mờ mịt, Tiêu Lôi bỗng nhiên giật mình một cái, lại suy nghĩ về cách xử lý khác nhau của Trương Bình Thiếu đối chuyện hai người Tang Thiên Lương và Địch Quốc công, sự nghi hoặc trong lòng càng thêm sâu sắc, lẽ nào thật sự đã đi sai một bước sao? Lẽ nào thật sự đã đi sai một bước sao? Trần Diễm ăn mặc chỉnh tề ngồi đối diện Hạ Tưởng, hai gò má hơi đỏ, ánh mắt như nước, dục vọng như thủy triều trong lòng vẫn chưa hoàn toàn giảm xuống, lén quan sát khuôn mặt khôi ngô và bờ môi hơi nhếch của Hạ Tưởng, cùng với đôi mắt đầy sức hấp dẫn đàn ông của hắn, trong lòng không thôi xấu hổ. Đúng vậy, Trần Diễm chỉ cả Tấn Dương tự nhận có đầy kinh nghiệm đàn ông đồng thời có thể đùa bỡn tất cả đàn ông trong lòng bầy tay, hôm nay lại xảy tay. Xảy tay không quan trọng, cô cũng từng gặp những người đàn ông không rung động bởi phong tình của cô, nhưng điều làm người ta khó mở miệng là, cô hôm nay chẳng những xảy tay, còn suýt nữa thất lễ. Trần Diễm vật lộn giữa đủ loại đàn ông, nhìn đàn ông trong thiên hạ là động vật dục vọng, tự nhận có thể lợi dụng nhan sắc của cô đạp đàn ông trong thiên hạ dưới chân, mà sẽ không vùi thân trong đó. Hôm nay, cô bày ra thuật quyến rũ từ trước đến nay lôi cuốn Hạ Tưởng, Hạ Tưởng không động nét mặt, không những hóa giải được thuật mê hoặc của cô, mà còn chỉ dựa vào một nụ cười lạnh nhạt, xa xôi và nghiền ngẫm, cùng ánh mắt đánh giá, bình xét, nhìn không chớp mắt thưởng thức cả thân người cô, không nhờ. Nhìn đến nỗi cô suýt nữa không kiềm chế được. Hóa ra, trên đời vẫn thật sự còn người đàn ông có sức hấp dẫn. Cô vốn cho rằng, đàn ông trong chuyện nam nữ, chẳng qua chỉ là động vật mặc quần áo. Hoặc nói, cô hôm nay vốn muốn đùa giỡn, khiêu khích Hạ Tưởng. Khiến Hạ Tưởng làm trò hề hoặc không kiềm chế được một người đàn ông ở trên cao, chỉ muốn hắn động dục vọng nguyên thủy nhất, trước mặt một người phụ nữ, hắn chính là nô lệ của tình dục, sẽ để mặc cho người phụ nữ điều khiển lại không ngờ rằng, Hạ Tưởng chẳng những không hành động gì, ngược lại phản công một cách dễ dàng, chỉ được cô. Việc này trước đây là chuyện không thể tưởng tượng, Trần Diễm hơi xấu hổ, hơi kinh ngạc, cũng hơi hoài nghi sức hấp dẫn của bản thân, điều càng khiến cô trong lòng bất an là, lẽ nào cô hôm nay gặp Hạ Tưởng, là thật sự đã đi sai một bước? Trà cũng uống rồi, nhạc cũng đã nghe rồi, nghệ thuật cơ thể như hoa cũng đã thưởng thức rồi, Trần Diễm, có phải nên hết tiệc người tản rồi không? Hạ Tưởng khẽ cười, thần khí vững vàng nói. Trần Diễm cố gắng bình tĩnh tâm trạng, khẽ cười. Để chủ tịch tỉnh Hạ chê cười rồi, thật ra, tôi cũng là một lòng thành ý. Hạ Tưởng giơ tay ngăn lại sự giải thích của Trần Diễm. Trước mặt tôi, thẳng thắn sẽ càng dễ có được thứ cô muốn hơn so với bất kỳ sự quanh co nào. Trần Diễm ngượng ngùng cười. 5% cổ phần An Đạt trong tay tôi, thật sự thật lòng muốn chuyển nhượng. Nguyên nhân là gì? Hạ Tưởng trực tiếp hỏi đến bản chất vấn đề. Cô không sợ cha con nhà họ Giang sẽ không tha cho cô. Sợ, đương nhiên sợ rồi, lấy của người thì mềm tay, ăn của người thì khó nói, nhưng so với lợi ích trong tương lai. Tôi vẫn bằng lòng mạo hiểm thử xem. Trần Diễm hiển nhiên hiểu lời Hạ Tưởng, nói thẳng chủ đề. Tôi không thích cổ phiếu, chỉ thích tiền mặt và bất động sản, còn nữa, tôi cũng không muốn quá gần gũi với Giang Cương. Hơn nữa tôi chỉ tin tưởng chủ tịch tỉnh Hạ có thể giúp tôi ra tay cổ phần trong tay, người khác đều không dám nhận. Tôi muốn làm một vụ giao dịch với chủ tịch tỉnh Hạ, chỉ cần chủ tịch tỉnh Hạ giúp tôi diễn một vở kịch hay. Tôi sẽ có thể giúp chủ tịch tỉnh Hạ lấy thêm 5% cổ phần từ tay Giang An, nếu như vậy, 3 lần 5%, chính là 15%, nếu thu mua từ bán lẻ bên ngoài, cộng thêm sự thúc đẩy của lực lượng chính trị, khống chế cổ phần khai thác mỏ An Đạt ở trong tầm tay. Chỉ cần khai thác mỏ An Đạt vào tay, cả ngành công nghiệp năng lượng của tỉnh Tây, sẽ mở ra một lỗ hổng rất lớn. Hạ Tưởng thật lâu không nói, trong lòng đối với Trần Diễm vừa chính vừa tà cùng tính tình bách biến. Có thêm hiểu biết mấy phần, Trần Diễm không đơn giản, có mánh khóe, vật lộn giữa hai thế lực, muốn mọi việc đều thuận lợi, vấn đề chính thật sự là, hắn có thể nói chữ tín với cô, cha con nhà họ Giang sau cùng phát hiện bị lừa, sẽ buông tha cô. Hợp tác cùng Trần Diễm cũng không sao cả, hắn thật không sợ cô sẽ đùa giỡn trước mặt hắn, đối với người phụ nữ này, Hạ Tưởng có đầy sự chủ động nắm chắc trong tay, giống như vừa rồi,
cuộc chiến ý chí vừa rồi, thật ra đã đặt nền móng cho việc ai lên ai xuống trong sự qua lại sau này của hắn và Trần Diễm. Chủ yếu là Hạ Tưởng lo lắng, nhất thời không cẩn thận, hắn có thể ung dung thoát thân, Trần Diễm. Nói không chừng sẽ có kết cục rất thảm. Hắn sắp sửa đối diện đợt phản công đầu tiên của thế lực chủ mỏ than, lúc này lại liên kết với Trần Diễm đánh lén Giang Cương, há chẳng phải thêm dầu vào lửa. Hạ Tưởng không phải vì Trần Diễm là thân con gái mà sinh lòng trắc ẩn, mà là hắn suy cho cùng không phải là một người thật sự lòng dạ độc ác. Tôi biết điều chủ tịch tỉnh Hạ lo lắng là gì, đợi tôi nói xong một chuyện, anh sẽ yên tâm thôi. Trần Diễm vừa vỗ tay, người phục vụ đem món ăn lên. Vừa ăn vừa nói. Trần Diễm kể cho Hạ Tưởng nghe một câu chuyện về việc cô đã lập nghiệp như thế nào, trong đó liên quan đến sự thâm sâu của tấm màn đen của quan trường tỉnh Tây, khiến Hạ Tưởng xem thế là đủ, đồng thời, lại đẩy ra cho Hạ Tưởng một cánh cửa lớn khác của tỉnh Tây. Lôi Trị Học đã đi Bắc Kinh. Bên ngoài Lôi Trị Học không hề mạnh mẽ, dường như không đè nổi sự sắc sảo của Hạ Tưởng, thật ra chiến thuật lấy lùi làm tiến của y vô cùng thành công hoặc nói, ít nhất bản thân y cho rằng, sách lược của y hiệu quả. Hạ Tưởng hiện tại đã đánh giáp lá cả với thế lực to lớn nhất tỉnh Tây rồi. Lôi Trị Học dở trò ở hội nghị liên tịch ủy ban nhân dân tỉnh Tây, rõ ràng nói muốn tham dự hội nghị, lại lấy lý do tạm thời có việc, vào Bắc Kinh, thật ra dụng ý thật sự là khiến Hạ Tưởng một mình đối mặt với sức mạnh của thế lực to lớn nhất tỉnh Tây, y muốn khoanh tay đứng nhìn. Đồng nghĩa với việc bỏ rơi Hạ Tưởng. Lôi Trị Học cũng là người thông minh, y bây giờ thật sự không cần cứ phải đối kháng với Hạ Tưởng. Đối thủ của y là Cổ Thu Thật, chứ không phải là Hạ Tưởng kém một thế hệ. Cổ Thu Thật gặp cơ hội, đã tiến trước một bước vào bộ, y biết vậy nên áp lực càng tăng. Y và Cổ Thu Thật nhiệm chức bí thư tỉnh ủy cùng năm, kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng nhân dân cùng năm, gần như bước những bước đi giống nhau, cũng có hy vọng vào nhiệm kỳ mới năm nay, vào thường vụ cùng lúc. Ai ngờ biến động bất ngờ, rắc rối, Cổ Thu Thật nửa đường giành đi trước một bước, giành trước y, vào thường vụ. Thế cục liền vô cùng bất lợi cho y. Tuy hiện tại cao tầng vẫn đặt y với Cổ Thu Thật song song với nhau, nhưng thực tế y biết rõ, y đã tụt đằng sau nửa bước so với Cổ Thu Thật. Trên chính trị, kém nửa bước đôi khi chính là khác nhau một trời một vực, không thể không xem xét kỹ, bắt buộc phải hết sức thận trọng. Cũng chính vì thế, Lôi Trị Học mới không muốn để tinh lực bị Hạ Tưởng kiềm chế ở tỉnh Tây, tầm mắt của y phải vượt qua tỉnh Tây, phóng tầm mắt trong nước, không thể trúng kế của Hạ Tưởng. Ai dám bảo đảm Hạ Tưởng không phải là liên kết với Cổ Thu Thật, nhằm khiến y trúng bẫy. Không thể chỉ cùng Hạ Tưởng ở tỉnh Tây đấu sống còn, mà quên đi việc lớn vào bộ. Tỉnh Tây, suy cho cùng chỉ là một tỉnh đất liền lạc hậu, y không thể dậm chân tại chỗ, bị cái tâm của chính mình hạn chế ở một tỉnh. Đi Bắc Kinh lần này, là vì thảo luận việc vào bộ. Vốn dĩ nhiệm kỳ mới lần này, ủy viên Bộ Chính trị không hề có chỗ của y. Nhưng điều gần như giống việc Cổ Thu Thật thừa cơ hội tiến trước một bước vào bộ, đột nhiên liền có một vị ủy viên Bộ Chính trị rất ngựa, đồng nghĩa với việc bất ngờ có thêm một chỗ, theo xếp hạng, cũng đến lượt y thuận thế vào bộ, lực lượng phe phái của y cũng đang nỗ lực triển khai việc này, để y có thể có được sự tiện lợi này. Vốn dĩ tất cả đều thuận lợi, về cơ bản lúc sắp quyết định, đột nhiên có rắc rối, có một thế lực lớn mạnh bất thường liên danh đề cử ứng cử viên khác, y muốn loại bỏ y khỏi bộ. Lôi Trị Học liền kinh ngạc phẫn nộ, không nói lời nào lập tức lên đường về Bắc Kinh, muốn đòi một kiến giải cho việc này. Dù thế nào cũng đến lượt y vào bộ, cho dù phân biệt đối xử, xếp hạng của y cũng ở đằng trước, càng huống hồ, y là lực lượng dự bị. Lúc ngồi trên máy bay, nhìn mặt trời mới lên xuyên qua tầng mây, lộ ra muôn tia sáng, chiếu rọi không trung vô cùng sạch sẽ xinh đẹp, khiến người ta vừa nhìn, lòng dạ không khỏi rộng rãi hơn nhiều. Chỉ có điều Lôi Trị Học chỉ là mở rộng lòng trong chốc lát, sau đó lại trở về với hiện thực, vừa nghĩ tới ứng cử viên mà thế lực lớn mạnh liên hợp lại liên danh đề cử, y liền cảm thấy khó chịu trong lồng ngực, liền vô cùng bất mãn với Hạ Tưởng. Dù rằng y không hề biết có sự thúc đẩy của Hạ Tưởng hay không, nhưng thế lực liên hợp đề cử và người được đề cử, đều có quan hệ mật thiết không thể tách rời với Hạ Tưởng. Thế lực liên hợp là thế lực gia tộc mới phát và thế lực truyền thống. Đúng vậy. Thế lực gia tộc mới phát bằng mặt không bằng lòng từ trước tới nay, lần đầu tiên bắt tay cùng tiến cùng thế lực gia tộc truyền thống, liên danh đề cử Mai Thăng Bình vào bộ, hơn nữa còn ở đằng sau mạnh mẽ thúc đẩy Mai Thăng Bình nhập chủ Sơn Thành, đảm nhiệm bí thư thành ủy Sơn Thành nhiệm kỳ tiếp theo. Mai Thăng Bình mới chỉ là chủ tịch tỉnh, kinh nghiệm còn cạn hơn y,
sao có thể từ vị trí chủ tịch tỉnh nhảy một phát vào bộ, sau đó lại đảm nhiệm bí thư thành ủy Sơn Thành, không hợp lệ thường. Nhưng không hợp lệ thường thì đã làm sao? Sự liên kết giữa thế lực gia tộc mới phát và thế lực gia tộc truyền thống, bản thân đã không hợp lệ thường, khiến tất cả mọi người thậm chí bao gồm tổng bí thư cũng cảm thấy kinh ngạc. Vậy thì hai thế lực gia tộc hợp nhất làm một đề cử Mai Thăng Bình vào bộ, chẳng qua cũng chỉ là một sự không hợp lý khác bên cạnh sự không hợp lý mà thôi. Sự việc chính trị, không thể lấy hợp lý và không hợp lý để phân định. Với kinh nghiệm của Mai Thăng Bình, nhập bộ cũng là có thể. Thân là chủ lực nhà họ Mai, y nếu có thể thuận lợi vào bộ, sẽ là một thắng lợi to lớn giữa các thế lực gia tộc. Thử nghĩ, vị trí ủy viên thường vụ của Ngô Tài Dương, cơ bản đã định, chuyện Khâu Nhân Lễ vào bộ, cũng cơ bản có thể thành. Nếu Mai Thăng Bình lại có thể vào bộ, bốn thế lực gia tộc có ba thế lực vào bộ, một nhà trong đó vào thường vụ, là lực lượng vô cùng kinh khủng. Như thế, thế lực gia tộc sẽ trở thành phái mạnh nhất trong mấy phe phái lớn, toàn bộ cục diện chính trị sẽ mất cân bằng đừng quên, Quan Viễn Khúc cũng thuộc phạm chủ thế lực gia tộc truyền thống. Đúng rồi, bàn tay thúc đẩy đằng sau, nói không chừng thật sự có bóng dáng của Quan Viễn Khúc. Lôi Trị Học đột nhiên mở to mắt, trước mắt sáng ngời, dường như đã nắm bắt được gì đó. Giữa thế lực gia tộc truyền thống và thế lực gia tộc mới phát, trước đây vẫn cứ nước giếng không phạm nước sông, lần này bất ngờ liên kết đề cử Mai Thăng Bình, động tĩnh lớn, tuyệt đối khác thường. Sau lưng chắc chắn không chỉ đơn giản là vì thúc đẩy Mai Thăng Bình vào bộ, chắc chắn có mưu tính sâu xa. Lẽ nào nói, điểm dừng chân cuối cùng vẫn là vì bảo vệ Hạ Tường và để củng cố tương lai của Hạ Tường. Lôi Trị Học bỗng nhiên nắm chặt đôi tay, nói không chừng đúng thật là như thế. Nhưng vì sao Quan Viễn Khúc đột nhiên gần gũi với thế lực gia tộc mới phát? Lôi Trị Học vẫn rất khó hiểu, Quan Viễn Khúc sở dĩ thuận lợi lên chức, cũng là kết quả thỏa hiệp giữa các phe phái lớn. Ở cao tầng, số lượng thế hệ thứ hai của thế lực gia tộc truyền thống không ít, nhưng lại chỉ có Quan Viễn Khúc một mình thuận lợi và cuối cùng có được sự khẳng định của các bên, không phải ngẫu nhiên. Mà là năm đó lúc rất nhiều nhân vật thế hệ thứ hai đảm nhiệm lãnh đạo Hồng Vệ binh ở Bắc Kinh, đi khắp nơi phá phách cướp bóc, Quan Viễn Khúc lại hiền lành ở nông thôn làm cán bộ thôn. Cũng chính vì Quan Viễn Khúc làm người chín chắn, có được duỗi được, quan trọng nhất là, lập trường kiên định, y mới có thể thuận lợi trổ hết tài năng. Hiện tại Quan Viễn Khúc lên chức vẫn còn cách một bước, tuy nói mặt ngoài đại cục đã định, nhưng ai cũng không dám bảo đảm 100%, nếu đằng sau việc này thật đúng có bóng dáng của Quan Viễn Khúc, y hà tất làm thêm hành động này, nếu chẳng may trong bẫy ảnh hưởng việc lên chức, sẽ mất nhiều hơn được. Lẽ nào không phải là Quan Viễn Khúc? Lôi Trị Học nghĩ đến đau đầu, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, đợi đến Bắc Kinh, có lẽ sẽ có đáp án. Máy bay vừa hạ cánh, Lôi Trị Học liền lên xe riêng đến đón. Vừa lên xe, liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nha nội. Bí thư Lôi vất vả dọc đường rồi. Nha nội cười ha ha. Tôi đến đón, có phải cảm thấy bất ngờ không? Lôi Trị Học không hề cảm thấy bất ngờ, khẽ gật đầu. Có tin tức gì mới không? Vẫn thật sự có tin mới. Nha nội hơi thay đổi sắc mặt. Sự việc lại có biến cố to lớn, Thủ tướng đề nghị Trần Phong vào bộ. Lôi Trị Học thật sự vô cùng kinh ngạc, trước có sói sau có hổ, đường vào bộ của y, lại tăng thêm biến số. Lúc này Lôi Trị Học xem như hoàn toàn hiểu ra, có người đang cố ý sắp đặt thế cục, lợi dụng Mai Thăng Bình và Trần Phong tiến hành bao vây ngăn chặn con đường vào bộ của y. Bất luận Mai Thăng Bình hay là Trần Phong, đều có quan hệ rắc rối phức tạp với Hạ Tưởng, nếu nói đằng sau không có bóng dáng Hạ Tưởng, nói gì y cũng sẽ không tin. Hạ Tưởng, quá độc. Tâm trạng của Lôi Trị Học bỗng chốc nặng xuống tận đáy, không ngờ Hạ Tưởng đồng thời với việc gióng trống khua chiên thúc đẩy chuyển hình kinh tế ở tỉnh Tây, còn ở đằng sau đâm y một nhát, rõ là hành động tiểu nhân. Ánh mắt tối tăm của Lôi Trị Học nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi một câu. Chủ tịch Quốc hội thái độ như thế nào? Chắc chắn là phản đối rồi. Nha nội không giấu giếm gì nói. Tỉnh Yến đã có một Tống Chiêu Độ, lại thêm một Trần Phong vào bộ, tỉnh Yến sẽ lớn mạnh ngay. Các tỉnh khác cũng sẽ có ý kiến. Lại nói, Mai Thăng Bình cũng xem như cán bộ đi ra từ tỉnh Yến. Bởi vậy bất luận là Mai Thăng Bình hay là Trần Phong, đều không phù hợp điều kiện vào bộ. Lời của nha nội, tương đương với lập trường của Chủ tịch Quốc hội, Lôi Trị Học ít nhiều cũng yên tâm một chút. Nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra, không qua thư ký trung gian mà gọi thẳng cho Hạ Tưởng. Đồng chí Hạ Tưởng, tôi đã đến Bắc Kinh bình an.
Hạ Tưởng bất ngờ nhận được điện thoại báo bình an của Lôi Trị Học, trong lòng biết chắc chắn xảy ra bất ngờ, nếu không Lôi Trị Học sẽ không vừa xuống máy bay đã đích thân điện tới, liền nói. Bình an thì tốt, bí thư Lôi vất vả rồi. Hy vọng anh chủ trì tốt công tác ủy ban nhân dân tỉnh, họp tốt cuộc họp liên tịch, công việc của tỉnh ủy, đồng chí Duy Chiếu có chỗ không phối hợp chặt chẽ được, anh cũng hỏi han một chút. Đúng thời gian buổi trưa sắp xuống ca, điện thoại của Lôi Trị Học, làm loạn sắp xếp chuẩn bị đi căng tin ăn cơm của Hạ Tưởng. Ngắt điện thoại của Lôi Trị Học, Hạ Tưởng hơi trầm tư một lát, lập tức gọi điện thoại cho Mai Thăng Bình. Chủ tịch tỉnh Mai, bước chân. Có phải bước hơi lớn không? Hạ Tưởng đùa giỡn hỏi một câu, quan hệ thân mật giữa hắn và Mai Thăng Bình, nói mấy lời đùa giỡn không ảnh hưởng gì, trái lại càng có thể gần gũi thêm. Lôi Trị Học trong điện thoại dặn dò và ám thị một cách quái lạ, khiến Hạ Tưởng lập tức liên tưởng đến chuyện Mai Thăng Bình và Trần Phong được đề cử. Mai Thăng Bình được đề cử vào bộ, hắn sớm đã biết. Mà Trần Phong cũng được đề cử, lại là chuyện vừa mới xảy ra. Không thể không nói. Hai việc này mức công kích đối với Lôi Trị Học là khá lớn. Nhưng cũng phải nói, hai việc này, thật sự không liên quan gì đến hắn, hoàn toàn không phải hắn ở đằng sau thúc đẩy Mai Thăng Bình và Trần Phong để vây chặn hoặc ghét bỏ Lôi Trị Học. Hắn mới giữ chức chủ tịch tỉnh, chỗ đứng chưa vững, sẽ không đi lung tung nhúng tay vào việc lớn để cử ủy viên Bộ Chính trị. Còn về vì sao có người cứ muốn vào lúc này đột nhiên đề cử Mai Thăng Bình và Trần Phong vào bộ, Hạ Tưởng sẽ không đi sâu phỏng đoán. Sự việc chính trị, có khi thật sự không thể như lý lẽ thông thường. Tuy nhiên nghĩ cẩn thận cũng có thể đưa ra kết luận, Trần Phong hiện giữ chức bí thư tỉnh ủy tỉnh sở nghe đồn Trần Phong thời gian trước có thể lùi xuống, tạm thời lại không có động tĩnh mà Mai Thăng Bình hiện giữ chức chủ tịch tỉnh sở, một tỉnh, làm sao có thể đồng thời đề cử bí thư và chủ tịch tỉnh vào bộ. Dù rằng không phải cùng một phe phái đề cử, nhưng cũng có thể nhìn ra thủ pháp chính trị đòn gió trong đó. Bước chân của tôi không coi như là bước lớn, chủ tịch tỉnh, bước chân của anh mới coi như là bước lớn. Mai Thăng Bình cười ha ha, bản sắc không thay đổi, thẳng thắn nói. Nghe nói nhà họ Phó muốn tiến quân vào công nghiệp năng lượng tỉnh Tây. Thế nào, có cần thêm ít dầu vào lửa không, nhà họ Mai cũng nhúng tay vào chuyển hình kinh tế năng lượng tỉnh Tây, giúp anh một tay. Hạ Tưởng gọi cho Mai Thăng Bình, vốn muốn hỏi chuyện vào bộ, không ngờ. Nhà họ Mai vốn vẫn làm ngành nghề không ai biết, cũng có ý thâm nhập vào ngành công nghiệp năng lượng tỉnh Tây, nếu nhà họ Mai tiến vào, vở kịch lớn của tỉnh Tây, sẽ càng hay hơn. Cách thêm dầu như thế nào? Hạ Tưởng rất hứng thú hỏi, dứt khoát bỏ nghi vấn của hắn đối với việc Mai Thăng Bình bước tiếp theo sẽ đi đâu qua một bên. Chuyện chính trị, tôi không cần phải nói, anh chắc chắn có cách lợi dụng được gió xuân. Giọng điệu Mai Thăng Bình rất thoải mái. Không hề có chút lo lắng bước tiếp theo y đi đâu về đâu. Nhà họ Mai có thể thêm dầu cho anh, chủ yếu là bố cục về kinh tế. Tiền cược vào việc Hạ Tưởng mở ra truyền hình kinh tế năng lượng của tỉnh Tây rất nhiều, cũng không thiếu vốn, cái thiếu chỉ là điểm thiết nhập tốt nhạt. Đương nhiên, thêm một lực lượng can dự vào cũng là việc tốt, có thể phân tán sức chú ý của người có ý đồ, hoặc nói, có thể tạo ra một cơ hội thích hợp cho kế lớn của hắn. Sự can dự của nhà họ Phó là tiến hành đồng bộ chính trị và kinh tế. Sự can dự của nhà họ Mai, chủ yếu lấy bố cục kinh tế làm chủ, đúng, là bố cục kinh tế chứ không phải lực lượng kinh tế, Hạ Tưởng liền hiểu ngụ ý của Mai Thăng Bình. Được, tôi giơ hai tay hoan nghênh. Hạ Tưởng cười nói, mời chủ tịch tỉnh Mai chỉ thị thêm bước nữa. Không có chỉ thị gì nữa, đợi sau khi anh bắt đầu, sẽ nhìn thấy hành động của nhà họ Mai. Mai Thăng Bình phục kích. Còn cố ý để một sự hồi hộp theo dõi lại cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cười ha ha. Lẽ nào nói, chủ tịch tỉnh Mai sẽ có nét bút thần. Chỉ anh mới có nét bút thần, không cho người khác có sao. Mai Thăng Bình cũng cười. Được rồi, không nói nữa. Đúng rồi, anh đã nói đến chuyện bước chân của tôi bước quá lớn, tôi sẽ tiết lộ chút tin tức cho anh, phỏng chừng bước tiếp theo, tôi phải lên Bắc rồi. Mai Thăng Bình cũng thú vị. Mỗi lần đều nói nửa lời, khiến Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười. Nói từ lên Bắc thì mơ hồ quá, Bắc Kinh là lên Bắc, tỉnh phía Bắc của Bắc Kinh cũng là lên Bắc. Có một điều có thể khẳng định, bất luận Mai Thăng Bình có thể vào bộ hay không, bước tiếp theo thăng chức bí thư tỉnh ủy của ông ta chắc chắn không có vấn đề. Mà Trần Phong hiện tại đã là bí thư tỉnh ủy rồi, không vào bộ, sẽ lùi về tuyến 2. Vốn muốn gọi tiếp cuộc điện thoại cho Trần Phong,
không ngờ lại có Vương Hướng Tiền đến báo cáo công việc, hạ tưởng đành thôi. Vương Hướng Tiền gần đây thật thà đi nhiều, hoàn toàn kiềm chế sự sắc sảo. Hạ tưởng rất rõ Vương Hướng Tiền không phải là thần phục mà là tạm thời áp dụng chiến thuật lấy lùi làm tiến, không đối kháng chính diện nữa, chuyển thành phá đám sau lưng. Cách làm của Vương Hướng Tiền và cách Lôi Trị Học lần trước tỏ thái độ ủng hộ truyền hình kinh tế kiểu năng lượng, cơ bản giống nhau, cũng muốn duy trì tra truyền con nối đồng nhất cùng Lôi Trị Học. Công tác mà Vương Hướng Tiền báo cáo có liên quan hội nghị liên tịch họp vào buổi chiều. Hạ tưởng lắng nghe báo cáo của Vương Hướng Tiền, bình vài câu, rồi kết thúc cuộc gặp với Vương Hướng Tiền. Giống như đợi lúc Vương Hướng Tiền ra đến cửa hạ tưởng mới nghĩ tới vậy, đột nhiên hỏi một câu. Hướng Tiền nghe nói anh với Trần Diễm quan hệ không tồi. Thành ủy Tấn Dương đã công khai kết quả xử lý vụ việc Trần Diễm, đòi lại tiền lương đã lãnh, bãi miễn chức vụ liên quan theo luật, rời khỏi đội ngũ viên chức, sau đó thì không có kết quả, việc này dừng lại tại đây, không truy cứu trách nhiệm của người đề cử cô nữa. Vương Hướng Tiền lập tức đứng lại, sắc mặt hơi lúng túng. Trước đây từng làm việc với nhau một thời gian, xem như có quen biết. Ừ. Hạ tưởng lạnh nhạt đáp lại một tiếng, Vương Hướng Tiền liền hơi do dự, rồi bước những bước ngờ vực, quay người đi mất. Vương Hướng Tiền và Trần Diễm đâu chỉ quen biết, thậm chí có thể nói, không có y, thì không có Trần Diễm bây giờ. Cơn ác mộng tối qua, sau khi tỉnh lại, Trần Diễm nói với Hạ tưởng lịch sử làm giàu của cô mấy phần thật mấy phần giả tạm thời không nói, thậm chí biểu hiện ra thành ý hợp tác đầy đủ trong lời kể của cô. Hạ tưởng nghe được quá trình một người phụ nữ vốn ngây thơ trong sáng dần trở thành xấu xa và sa ngã. Trần Diễm có thể trở thành bạn tốt của Quý Như Lan, chứng minh cô và Quý Như Lan tính cách hợp nhau, đều thơm Như Lan, chỉ có điều, Quý Như Lan là tiểu thư đài các, muốn có gì thì có đó, có dựa thế về chính trị, có dựa lực về kinh tế, không cần trả công cũng có thể nhẹ nhàng có tất cả. Giống người nhưng không giống số, Trần Diễm cũng có một trái tim tranh mạnh hiếu thắng. Nhưng khác với Quý Như Lan tự nhận có thể chiến thắng đàn ông là, cô sau khi thử nghiệm chiến thắng đàn ông thất bại, liền thay đổi sách lược, phát hiện thật ra không cần chiến thắng đàn ông, chỉ cần chinh phục đàn ông lợi dụng đàn ông là được rồi. Người đàn ông đầu tiên Trần Diễm lợi dụng là Vương Hướng Tiền. Cụ thể quá trình Trần Diễm qua lại với Vương Hướng Tiền, không cần nói tỉ mỉ, tóm lại là Trần Diễm phát huy hết mức ưu thế sắc đẹp của cô, sau khi phá được toàn bộ phòng tuyến của Vương Hướng Tiền. Vương Hướng Tiền liền trở thành thần dưới váy của cô, luôn để cô sử dụng. Cô lợi dụng quyền lực của Vương Hướng Tiền kiếm được thùng tiền đầu tiên, sau đó lại mượn thế tấn công của tiền bạc, khéo léo phát huy ưu thế của một người phụ nữ xinh đẹp, cộng thêm sức ảnh hưởng của mạng lưới quan hệ Vương Hướng Tiền, từng bước một dựng nên mạng lưới quan hệ và đế quốc làm ăn cho chính mình. Trần Diễm diện mạo xinh đẹp, có đầu óc, thông minh vô cùng, tiền bạc, quyền lực cộng thêm nhan sắc và sự thông minh. Khiến cô có được ma lực không trận chiến nào là không thắng, không tấn công nào là không đánh gục, chỉ dùng thời gian 10 năm, cô liền từ một nữ sinh vừa ra khỏi cổng trường, trở thành chị cả Tấn Dương khiến vô số người ngưỡng mộ, trong đó trải qua bao nhiêu gian khổ, trả giá đắt thế nào, chỉ có chính cô biết. Đương nhiên, rất nhiều chi tiết Trần Diễm sẽ không tiết lộ, Hạ Tưởng cũng không hỏi thêm một câu, hắn không phải là không tin câu chuyện tự thuật của Trần Diễm, với trí tuệ của hắn. Có thể phân biệt được Trần Diễm chỉ là đang kể cho hắn câu chuyện đại khái qua loa, trong đó chỉ dính líu đến bộ phận nội tình quan trường tỉnh Tây, là bộ phận cô muốn để hắn biết, hoặc nói, là bộ phận cô có ý dẫn dắt hắn, dễ khiến hắn đi theo suy nghĩ của cô, khiến hắn tin quan trường tỉnh Tây mà cô miêu tả là chân thực. Chân thực hay không, Hạ Tưởng tạm thời không bình luận, nhưng điều hắn biết rõ là, điều chân thực mà Trần Diễm muốn khiến hắn tin, cũng chính là điểm cao siêu của Trần Diễm. Hoặc nói, Trần Diễm miêu tả cho Hạ Tưởng quan trường tỉnh Tây mỗi người một vẻ, là nhằm phục vụ mục đích chính trị và kinh tế của cô. Hạ Tưởng cũng bái phục thủ đoạn của Trần Diễm, nếu nói nhan sắc của phụ nữ là trời sinh, vậy thì trí tuệ lại là sự rèn luyện khi lớn lên. Trần Diễm không hổ là người phụ nữ cùng có nhan sắc và trí tuệ số một Tấn Dương, không đề cập tới mặt cô lòng dạ độc ác thủ đoạn cay độc như lời đồn, riêng sự khéo léo hơn người của cô, đã khiến Hạ Tưởng lần đầu tiên gặp cô đã lưu lại ấn tượng sâu sắc. Thủ đoạn của Trần Diễm, nằm ngoài dữ liệu của mọi người, bất luận là từ sắp xếp căn phòng yên tĩnh hay là điệu múa thình lình xảy ra, cùng với sau điệu múa lại dường như không có gì xảy ra bàn luận quan trường tỉnh Tây, cô cơ bản là một yêu tinh bách biến. Hạ Tưởng thu lại suy nghĩ, liền đứng lên, gọi đường Thiên Vân. Thiên Vân, đi căn tin ăn cơm.
Lôi Trị Học cũng thường đến căn tin tỉnh ủy ăn cơm, Hạ Tưởng xuất hiện ở căn tin tỉnh ủy, cũng không gây ra bao nhiêu sao động. Hạ Tưởng và Đường Thiên Vân đến phòng, lúc ăn cơm, nhận được điện thoại của Tiêu Ngũ. Lãnh đạo, có phải nên áp dụng phương pháp với số 2 rồi không? Số 2 chuyên chỉ địch quốc công, số 1, đương nhiên chính là Tang Thiên Lương rồi. Cụ thể tình huống là? Hạ Tưởng hỏi, số 2 có khả năng muốn được ăn cả ngã về không? Tiêu Ngũ kiên định nói, tôi kiến nghị, lập tức thực hiện kế hoạch thu lưới bước thứ 2. Được, hiếm khi Tiêu Ngũ xem xét thời thế làm chủ một lần, Hạ Tưởng liền hạ lệnh xuống. Khống chế số 2. Vâng, Tiêu Ngũ có chút hưng phấn đáp. Buổi chiều, hội nghị liên tịch chính thức mở ra ở hội trường chính ủy tỉnh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh Hạ Tưởng chủ trì hội nghị, tham gia hội nghị có 7 vị phó chủ tịch tỉnh của chính ủy tỉnh, cùng với bộ phận người trong giới thương nghiệp, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy Trương Duy Chiếu đại diện Lôi Trị Học tham dự hội nghị, lãnh đạo tỉnh ủy tham dự hội nghị còn có ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy Tấn Dương Trương Bình Thiếu, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư đảng ủy công an tỉnh, giám đốc sở công an tỉnh Mộc Thành Kiệt. Điều ý vị sâu xa chính là, ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư chính ủy thành phố, cục trưởng cục công an Tiêu Lôi cũng dự thính hội nghị. Mục đích chính của hội nghị là nhằm vào tình thế kinh tế trước mắt, triển khai công tác chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây, cùng với làm thế nào dùng hành động thực tế hoan nghênh Phó Thủ tướng Phó Bá Cử đến thăm làm đề tài thảo luận chủ yếu. Quan lớn tỉnh ủy cùng với 10 nhà doanh nghiệp lớn của tỉnh Tây bao gồm nhà giàu nhất tỉnh Tây Giang Cương trong đó, toàn bộ đến đông đủ. Giang Cương ngồi ở vị trí chính giữa phía dưới đài, vừa hay đối diện với Hạ Tưởng ngồi ngay giữa phía trên đài xa xa. Giang Cương nhân duyên không tồi, lúc hội nghị sắp sửa bắt đầu, y mới thong dong đến trễ, chỉ kém nửa phút là đến muộn rồi, nhưng vẫn xem như chưa đến muộn. Y vừa vào hội trường, tất cả nhà doanh nghiệp tỉnh Tây đứng dậy nghênh đón. Còn vỗ tay. Hạ Tưởng cũng đứng dậy đón chào, lễ tiết cần thiết vẫn bắt buộc phải có. Giang Cương cười nói. Chủ tịch tỉnh Hạ, ngại quá đến muộn một bước, xin lỗi, trên đường ô tô bể lốp. Là người giàu nhất tỉnh Tây, siêu xe của Giang Cương giá trị hàng chục ngàn, ngồi trên xe hơi hàng chục ngàn cũng lấy bể lốp làm lý do, rõ ràng là cố ý làm Hạ Tưởng khó chịu. Hạ Tưởng lại giống như không nghe hiểu, cười ha ha. Tổng Giám đốc Giang trăm công nghìn việc có thể đến tham gia hội nghị của chính ủy, tôi phải thay mặt tỉnh ủy, chính ủy tỉnh, cảm ơn sự ủng hộ của anh đối với công tác của chúng tôi. Giang Cương cười tuét miệng. Chủ tịch tỉnh khách sáo rồi, bắt buộc phải ủng hộ công tác chủ tịch tỉnh. Chủ tịch tỉnh cũng là vì ngày mai của tỉnh Tây càng tốt đẹp, tôi tin rằng, tỉnh Tây dưới sự dẫn dắt của chủ tịch tỉnh Hạ, kinh tế chắc chắn sẽ bước nhanh đến bậc thang mới. Nói xong mấy câu khách sáo vô thưởng vô phạt. Hội nghị chính thức bắt đầu. Hạ Tưởng như các vì sao vây quanh mặt trăng ngồi trên đài, Giang Cương ngồi dưới đài cũng giống như các vì sao vây quanh mặt trăng bắt tay với mọi người. Có thể thấy cái danh người giàu nhất tỉnh Tây của anh ta hoàn toàn không phải là hư danh, việc rất có nhân duyên không nói, trong số người có thể ảnh hưởng đến giới thương nghiệp tỉnh Tây nhất, cũng rất có uy danh. Tiêu Lôi ngồi đằng sau hậu trường ánh mắt chớp động, khóe miệng khẽ lộ ra ý cười không dễ phát hiện. Hạ Tưởng nói lời dạo đầu. Các đồng chí, các bạn, hội nghị liên tịch hôm nay, đầu tiên muốn thông báo một chút việc Phó Thủ tướng Phó Bá Cử sắp sửa tiến hành thị sát công tác ở tỉnh Tây. Phó Thủ tướng Phó Bá Cử thị sát tỉnh Tây, là xem trọng công tác chuyển hình kinh tế tỉnh Tây, đồng thời, ông cũng đại diện Quốc vụ viện tiến hành nghiệm thu thành quả giai đoạn thứ nhất chuyển hình kinh tế kiểu năng lượng tỉnh Tây. Nếu nói thông báo trên của Hạ Tưởng sớm đã nằm trong dự đoán của mọi người, vậy thì lời phát ngôn tiếp theo của Hạ Tưởng. Là chính thức nhen nhóm lần va chậm đầu tiên của hắn và người trong giới thương nghiệp tỉnh Tây, nói chính xác là lần so chiêu chính diện đầu tiên với chủ mỏ than tỉnh Tây. Tiếp theo, chính ủy tỉnh muốn công khai hoạt động hạng mục cải thiện sách lược mang tính chỉ đạo của kết cấu ngành than tỉnh Tây, trước khi công khai hoạt động, cần thiết cùng các bạn trong giới thương nghiệp đang có mặt đi sâu thảo luận một chút tính khả thi. Vương Hướng Tiền kinh ngạc, sách lược mang tính chỉ đạo gì? Thân là phó chủ tịch thường trực tỉnh, y sao lại hoàn toàn không biết nội tình trước đó. Ai cũng biết chuyển hình kinh tế kiểu năng lượng thật sự muốn thành sự thật, thật sự đụng chạm đến lợi ích của ai, ai sẽ phản đối ai sẽ tán thành. Nói trắng ra, vẫn là mệnh đề chia bánh ngọt tầm thường. Chuyển hình kinh tế kiểu năng lượng, cái phải cắt là bánh ngọt của các chủ mỏ than, cái phải động đến là lợi ích của chủ mỏ than, nghĩa là,
lấy chiếc bánh ngọt quá lớn trong tay bọn họ về cắt thành mấy miếng, một miếng để cho bọn họ, một miếng để cho quốc gia, một miếng để cho tỉnh, còn lại mấy miếng theo nguyên tắc phân chia nhất định mà dùng để nâng cao mức thu nhập của những người hành nghề liên quan. Người hành nghề liên quan chính là công nhân đào mỏ và nhân viên tầng trung tầng thấp của xí nghiệp than. Là thủ đô than, không nhắc đến tỉnh Tây chỉ nói Tấn Dương, nhân viên làm nghề công nghiệp mỏ than ít nhất cũng có trên 200.000, chia bánh ngọt cho bọn họ đương nhiên phải định ra một chế độ phân chia hợp lý, chứ không phải trực tiếp nâng cao lương thu nhập hoặc phát tiền đồng nghĩa với việc nâng cao mức thu nhập. Bước đầu cải tiến hiện trạng bất thường tỉnh Tây là tỉnh năng lượng lớn nhưng mức lương đứng thứ nhất từ dưới đếm lên ở trong nước. Hạ Tưởng cũng không phải chỉ bắt doanh nghiệp than khai đao, nhưng hiện tượng không hợp lý của chế độ phân chia của doanh nghiệp than trong các ngành là tồi tệ nhất. Vấn đề của doanh nghiệp than là hình ảnh thu nhỏ chứng ỉ lại của toàn bộ nền kinh tế kiểu năng lượng tỉnh Tây. Để thực hiện chỉ thị tinh thần của Trung ương Đảng, Quốc phụ viện, liên quan đến chuyển hình kinh tế kiểu năng lượng tỉnh Tây, Ủy ban Nhân dân tỉnh gần đây đặt ra một chính sách mang tính chỉ đạo. Nguyên tắc chính của chính sách là cải thiện phương thức khai thác không hợp lý sản lượng than đá tỉnh Tây, giảm thiểu tỷ lệ phát sinh sự cố, nâng cao năng suất khai thác. Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định lấy 2 doanh nghiệp than làm doanh nghiệp thí điểm, với các phương thức chính sách thu thuế, chỉ đạo kỹ thuật, tiến hành giúp đỡ toàn diện, chuyển toàn bộ phương thức khai thác lạc hậu hiện tại thành kiểu mẫu khai thác than hiện đại hóa, xây dựng lưu trình khai thác than tiêu chuẩn hóa, quốc tế hóa. Hạ Tưởng trong tay có một xấp tài liệu dày, gõ nhẹ trên bàn, Đường Thiên Vân lên phía trước cầm tài liệu lên, phát từng phần cho các vị đang ngồi. Lời của Hạ Tưởng lập tức dẫn đến sự rỉ tai thì tầm của những người có mặt. Lưu trình khai thác than tiêu chuẩn hóa, quốc tế hóa, các chủ mỏ than của tỉnh Tây không phải là không biết, trong lòng ai cũng đều biết là chuyện gì. Cũng quả thật quá trình khai thác than tiêu chuẩn hóa, quốc tế hóa một khi thực thi, có thể có hiệu quả giảm thấp tỷ lệ phát sinh sự cố an toàn, giảm thiểu nhân viên thương vong, nâng cao lượng khai thác than, điều quan trọng nhất là có thể khiến việc xử lý chất thải đạt đến tiêu chuẩn quốc gia. Nhưng các vấn đề trên đây rõ ràng không phải là điểm dừng chân của vấn đề mà các chủ mỏ than suy xét, điều bọn họ hiểu rõ hơn là, xây dựng quy trình tiêu chuẩn hóa, quốc tế hóa, cần đầu tư nhiều thiết bị khai thác than kiểu mới, không những số tiền đầu tư rất lớn, còn phải tiếp nhận sự giám sát nghiêm khắc, có thể để bộ phận quản lý dựa vào sự tiện lợi của mạng lưới liên lạc giám sát khống chế từng chi tiết của việc khai thác than bất cứ lúc nào, từ sản xuất an toàn đến xả chất thải, cùng với quy mô sản xuất, đều sẽ rõ ràng. Nói đúng là, tính khả năng của việc các chủ mỏ than trốn thuế lậu thuế không còn nữa, hơn nữa còn phải xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn, quản lý quy phạm, bảo đảm công nhân xuống giếng an toàn, đồng thời, còn phải nâng cao đãi ngộ của công nhân. Chết một người công nhân có bao nhiêu tiền? Hạng mục đầu tư mới phải có bao nhiêu tiền? Hoàn toàn không thể tỷ lệ thuận. Bởi vậy, đề nghị của Hạ Tưởng vừa ra khỏi miệng, hội trường liền im lặng, không có một ai đáp lời. Hạ Tưởng sớm đã đoán được phản ứng của mọi người, các chủ mỏ than tỉnh Tây rất trọng hư danh, có thể quyên giúp tiểu học, có thể quyên giúp cho hội chữ thập đỏ, cũng có thể làm vài việc từ thiện, nhưng vừa nhắc đến việc chính đáng cải thiện quy trình khai thác than so với quyên giúp tiểu học, quyên tiền cho hội chữ thập đỏ, thì cải thiện quy trình khai thác than mới là việc lớn có công thực sự, có lợi cho thiên thu thì đều câm cả. Quyên giúp tiểu học và làm việc từ thiện, cũng là việc tốt, nhưng đi so sánh, đều không có lợi cho sự phát triển lâu dài của tỉnh Tây bằng cải thiện quy trình khai thác than và tiêu chuẩn hóa sản xuất. Chẳng những có thể nâng cao năng suất sản xuất, giảm thiểu phát sinh sự cố an toàn, quan trọng nhất là, còn có thể khống chế ô nhiễm, nâng cao thu nhập cho công nhân, nhìn trước mắt mà nói, là bước đầu tiên cải biến chế độ phân chia bất thường, nhìn về lâu dài, là bắt đầu trả lại một vùng trời xanh cho tỉnh Tây. Nhưng Hạ Tưởng cũng rõ, muốn toàn diện mở rộng quy trình khai thác than tiêu chuẩn hóa, quốc tế hóa ở tỉnh Tây, khó khăn chồng chất. Đầu tiên, hội nghị thường vụ tỉnh ủy vẫn chưa thông qua nghị quyết, lời phản đối chắc chắn không ít các chủ mỏ than tỉnh Tây không phải một người đang chiến đấu. Vấn đề của tỉnh Tây mấy chục năm trở lại đây chưa từng có được giải quyết từ cơ bản. Sự nghiêm trọng của quan thương cấu kết nghĩ có thể biết tiếp theo, cho dù hội nghị thường vụ tỉnh ủy sẽ thông qua nghị quyết, các chủ mỏ than cũng sẽ nghĩ cách gây trở ngại từ bên trong. Hoặc là trì hoãn, hoặc là bằng mặt không bằng lòng, hoặc là kháng cự đến cùng. Cũng đúng, sống ngày thoải mái quen rồi, ai cũng không muốn đem lợi ích trong tay của mình giao vào tay người khác, chịu sự giám sát của người khác. Nhưng Hạ Tưởng lại muốn cướp quyền từ tay bọn họ, không vì điều khác, chỉ vì đánh vỡ cục diện bế tắc của tỉnh Tây. Bất kỳ cải cách gì,
đều là khiêu khích người được lợi, không bắt nhóm được lợi khai đao, thì không phải là cải cách. Chủ tịch tỉnh, chính sách mang tính chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sao tôi không nghe được chút tin tức gì trước đó? Sau một hồi im lặng, Vương Hướng Tiền rốt cuộc ăn thua với Hạ Tường. Là ngọn núi dựa dẫm lớn nhất của tập đoàn Ích Lợi tỉnh Tây, Vương Hướng Tiền lúc này thay các chủ mỏ than nói chuyện, hoàn toàn phù hợp mong đợi của Hạ Tường. Hạ Tường bình tĩnh đáp. Đồng chí Hướng Tiền hỏi hay lắm, chính sách này tôi quả thật vẫn chưa đưa ra thảo luận tại cuộc họp thường vụ Ủy ban Nhân dân, hôm nay đề xuất tại hội nghị liên tịch trước, là rất đột nhiên. Dừng một chút, Hạ Tường uống một ngụm nước, ánh mắt quét qua, chú ý phản ứng của Giang Cương là thủ lĩnh của mọi người dưới đài, đều là vẻ mặt không đồng ý, và đối với việc vặn hỏi của Vương Hướng Tiền, hơi có vẻ đắc ý. Có thể nói, Hạ Tường hôm nay tương đương với việc đơn độc hăng hái chiến đấu, với sức lực một người, đối đầu với sự liên kết của Vương Hướng Tiền và các chủ mỏ than, không thể có chút rủi ro, hơi có rối loạn, chính sách tiếp theo sẽ có khả năng bất thành. Phải thừa nhận, lực cản Hạ Tường phải đối diện là khá lớn. Nhưng cũng phải nói, Hạ Tường trước đó chuẩn bị cũng khá đầy đủ. Nhưng sở dĩ không thông qua thảo luận của cuộc họp thường vụ Ủy ban Nhân dân mà đã đưa ra trước, là dựa vào hai nguyên nhân. Một là chính sách mang tính chỉ đạo này, là đề tài thảo luận chủ yếu Phó Thủ tướng Phó Bá Cử thị sát công tác chuyển hình kinh tế kiểu năng lượng tỉnh Tây, là văn kiện mới sáng sớm hôm nay Quốc vụ viện gửi tới văn phòng, không bất ngờ, sau này sẽ trở thành văn kiện mang tính chỉ đạo cho Quốc vụ viện chỉ đạo chuyển hình kinh tế tỉnh Tây. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Vương Hướng Tiền khẽ thay đổi, Hạ Tường đưa Phó Bá Cử lên đè đầu y, khiến sự ra mặt mạnh mẽ của y lúc nãy đâm vào tường phía Nam. Hai là cũng có nguyên nhân cá nhân của tôi trong đó, theo cách nghĩ cá nhân tôi, cho rằng việc cải cách ngành than mỏ tỉnh Tây thật sự là phải làm, đã đến thời cơ quan trọng không cải cách sẽ đối mặt với sống chết tồn vong. Cũng vừa hay mượn hội nghị hôm nay, tôi liền thả con tép bắt con tôm, đưa ra chính sách mang tính chỉ đạo cùng với các bạn trong giới thương nghiệp thảo luận một chút trước, sau khi lắng nghe ý kiến của các vị, sẽ họp thảo luận, cuối cùng quyết định. Hai lý do vừa đưa ra. Vương Hướng Tiền không lời nào để nói, chỉ cố ý vô tình cùng Giang Cương dưới đài nhìn nhau, ngụ ý chính là nói với Giang Cương, y là phó chủ tịch thường trực tỉnh, mặt ngoài phải giữ gìn uy quyền chủ tịch tỉnh, là quy tắc quan trường, y cũng không có cách nào. Ám thì càng sâu xa hơn chính là, sự việc còn lại, chỉ có Giang Cương có thể ăn thua với Hạ Tường. Giang Cương không phải là người trong quan trường, là người trong giới thương nghiệp, có thể đưa ra yêu cầu, cũng có thể ép buộc chính quyền. Nhà doanh nghiệp muốn ép buộc chính quyền ở nước ngoài là bình thường, ở trong nước, mấy năm gần đây cũng trở thành bình thường rồi, giới nhà đất cũng đã ép buộc thành công vô số chính quyền địa phương. Thật ra thực sự cầu thị mà nói, truyền hình kinh tế tỉnh Tây vẫn luôn chưa có hiệu quả gì, cũng là nguyên nhân dẫn đến chủ mỏ than ép buộc chính quyền. Giang Cương nhận được ám thị của Vương Hướng Tiền, ho nhẹ một tiếng, rồi lên tiếng. Chủ tịch tỉnh, xin cho phép tôi nói sự thật một chút, nói đạo lý một chút. Hạ Tường khẽ gật đầu, hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón hỏa lực của Giang Cương. Doanh nghiệp than tỉnh Tây lên tin tức không ít, trong con mắt ngoài giới, dường như các chủ mỏ than tỉnh Tây ai cũng nhiều tiền thế lớn, tiền nhiều đến nổi ngày ngày dùng tiền ngâm tắm vậy, đều sống vung tiền như rác, ngợp trong vàng son, thật sự đều là nghe nhầm đồn bậy. Đừng nói, Giang Cương hơi có tài ăn nói, y vừa mở miệng, liền thao thao bất tuyệt không dừng, hoặc nói. Giống như súng liên thanh bắn quét Hạ Tường vậy. Thật ra không phải chuyện như vậy, đều là tâm lý gây khó dễ của vài truyền thông tin tức thù nhà giàu, ông chủ mỏ than chúng tôi, người toàn than đá, 10 ngón tay đen đen, mỗi ngày đều sống trong lo lắng đề phòng, dùng sinh mạng bùng cháy để cống hiến ánh sáng và hơi ấm cho đất nước, tại sao phải bị người khác hiểu nhầm và chửi rủa? Công việc không có phân chia cao thấp sang hèn, những kẻ lừa gạt kia tay không bắt giặc, không tạo ra giá trị gì cho đất nước. Chỉ có thể bòn rút tiền mồ hôi nước mắt của người thật thà chúng tôi, tại sao không vạch trần hành vi xấu xa của bọn chúng. Ví dụ như Lịch Diễm Hồng cũng là người tỉnh Tây, làm trang web tồi tệ gì đó, dựa vào tư bản kiếm nhiều tiền như vậy, ông ta còn làm bộ làm tịch ngồi trên đài hưởng thụ ánh đèn. Ông ta so với chủ mỏ than nào của chúng tôi còn thâm hiểm độc địa hơn nhiều. Chúng tôi cũng không phải không hưởng ứng không ủng hộ lời kêu gọi của chính quyền tỉnh, nhưng về dây chuyền sản xuất của quy trình tiêu chuẩn hóa. Quốc tế hóa, cần đầu tư mấy tỷ. Ngành than là ngành công nghiệp chiều tà, mấy tỷ. Trước khi hết mỏ than cũng không thu lại được. Mặt khác về cách nói chế độ phân chia không hợp lý mà chủ tịch tỉnh đã nhắc đến,
tôi cũng đồng ý, không trốn tránh, quả thật là một lớp công nhân thu nhập không cao, mạo hiểm tính mạng khai thác than, cuối cùng để lại bệnh đầy người, có lẽ tiền kiếm được không đủ sau này chữa bệnh. Nhưng vấn đề không thể đều tính ở sự hiểm độc của chủ mỏ than, chúng tôi cũng không muốn hiểm độc, cũng yêu quý công nhân như anh em, vấn đề là, đất nước đã rút đi bao nhiêu lợi nhuận từ chúng tôi cũng không có cách nào. Không tin chủ tịch tỉnh có thể hỏi thử mỗi người đang ngồi, ai có thể ngủ một giấc yên ổn. Đều sợ nửa đêm canh ba nhận được điện thoại lúc nửa đêm canh ba chính là bùa đòi mạng, không phải thấm nước thì là nổ mìn, mỗi lần chết người, chúng tôi đều như tự mình đi đến quỷ môn. Tôi dám nói, mỗi chủ mỏ than đều bị dọa thành bệnh tim. Giang Cương thật sự có tài ăn nói, miệng lưỡi lưu loát và giọng điệu truyền cảm kể ra một đống khó khăn, bất luận lý do có đầy đủ, tóm lại diễn đạt một thái độ, xin lỗi chủ tịch tỉnh, chuyện anh nói, không làm được. Hạ Tưởng đã không giận, cũng không dở mặt đem uy quyền chủ tịch tỉnh ra, mà cười mỉm nói. Cách nói của Tổng Giám đốc Giang, là tình huống khách quan, tôi ít nhiều cũng hiểu được chút ít. Tôi lại hỏi, nếu nói lập tức sản xuất theo quy trình tiêu chuẩn hóa, quốc tế hóa, còn ai cho rằng có khó khăn về mặt tài chính? Thời khắc quan trọng nhất đến rồi, có bao nhiêu người nói khó khăn, là có nghĩa có bấy nhiêu người phản đối Hạ Tưởng. Đại khái im lặng trong chốc lát, có lẽ cũng chỉ là hơn 10 giây ngắn ngủi, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy giống như đã qua 10 ngày dài. Giang Cương cũng không hề có ánh mắt tiếp xúc hòa nhã, chỉ là cúi đầu không nói gì. Làm ra vẻ tâm trạng trầm tư, mà Vương Hướng Tiền lại ánh mắt mơ hồ bất định. Ở trên mặt mỗi người đều đảo qua đảo lại, đồng thời cố ý dừng lại một chút. Phía trên hội trường bao phủ bầu không khí vô cùng căng thẳng. Một người đứng trước chậm rãi giơ tay lên. Chủ tịch tỉnh, thực sự có khó khăn. Là Vương Thắng xuất nhà doanh nghiệp xếp thứ 3 tỉnh Tây. Tại đây tôi cũng có khó khăn. Nhà doanh nghiệp xếp thứ 10 Vương Hải Chiết cũng giơ tay phát biểu. Tôi cũng giống như vậy. Nhà doanh nghiệp xếp thứ 5 Vương Hải cũng bày tỏ thái độ. Sau đó, có hơn 10 doanh nghiệp tham gia hội nghị, sau khi 10 người lần lượt bày tỏ ý kiến, 10 người đều là ngành sản xuất than đá. Mấy người không bày tỏ ý kiến là ngành sản xuất sắt thép và bất động sản. Nói chung, vấn đề Hạ Tưởng gặp phải là liên kết phản đối của chủ mỏ than muôn miệng một lời. Cùng với âm thanh liên tiếp phản đối kế sách, Vương Hướng Tiền lộ ra một vẻ mặt đắc ý không dễ thấy, rất nhiều sắc thái rạng rỡ biểu hiện trong ánh mắt. Còn lại mấy vị phó chủ tịch tỉnh, có người vẻ mặt bình tĩnh, có người hơi lộ ra vẻ châm biếm, có người hơi hơi kinh ngạc, cũng có người hờ hững. Trong hội trường tạm thời lâm vào trạng thái tẻ nhạt. Là hội nghị liên tịch lần thứ 2 tẻ nhạt. Từ góc độ chính trị mà nói, hội nghị liên tịch lần thứ nhất Hạ Tưởng đảm nhiệm chủ tịch tỉnh tới nay, họp cũng không thành công. Nếu Hạ Tưởng đối mặt với nhóm người gây sự của chủ mỏ than không có lời nói quyền lực đáp trả. Lúc này Lôi Trị Học đang ở Bắc Kinh, cũng đã trải qua một lần thử thách trọng đại. Trước sau y cũng phải gặp mặt mấy nhân vật cấp cao. Tuy rằng gặp mặt đông đảo các nhân vật cấp cao chứng tỏ bản thân y vẫn là lực lượng hậu bị quan trọng như xưa, nhưng tin tức nhận được đều không phải tin tức tốt, nhắc tới Mai Thái Bình và Trần Phong vào bộ, dường như không chỉ là đòn gió đơn giản vậy, quyết tâm thúc đẩy nhân vật đứng sau rất lớn. Ít nhất theo phán đoán từ thời điểm hiện tại, thật sự cần phải thúc đẩy Mai Thái Bình và Trần Phong vào bộ. Lôi Trị Học sẽ không ngừng lo lắng vạn phần. Trong tình thế cấp bách, Hạ Tưởng đang ở tỉnh ủy mời dự họp hội nghị liên tịch, cũng không chú ý gì tới. Lôi Trị Học rất tỉnh táo, so sánh với Trần Phong, kinh nghiệm từng trải hơi ít, tuy rằng trong quan trường kinh nghiệm từng trải không phải là điều kiện quyết định duy nhất, nhưng dưới độ mạnh yếu giống nhau, kinh nghiệm từng trải chính là yếu tố quyết định. Thủ tướng nếu như muốn thúc đẩy Trần Phong vào bộ, lấy quyền uy của Thủ tướng, cường độ khẳng định không nhỏ, Trần Phong gia nhập bí thư tỉnh ủy sớm hơn Lôi Trị Học mấy năm. Hơn nữa kinh nghiệm công tác ở địa phương cũng phong phú hơn Lôi Trị Học. Nếu nói Hạ Tưởng lúc này ở tỉnh Tây đang trải qua một chuyện liên quan tới phương châm có nên thi hành trạm kiểm soát hay không. Như vậy Lôi Trị Học ở Bắc Kinh cũng đang gặp phải một bước ngoặt trọng đại liên quan mật thiết tới lợi ích thiết thân. Thành công thì một bước lên mây, thất bại thì một bước xuống vực sâu. Lôi Trị Học càng hiểu rõ điều đó, khi ở Trung ương trọng lượng lời nói của Thủ tướng rất nặng. Thủ tướng ra sức ủng hộ Trần Phong lại là thầy tốt bạn hiền của Hạ Tưởng. Như vậy thì có thể kết luận, Hạ Tưởng có thể thúc đẩy thế lực gia tộc ủng hộ Trần Phong vào bộ. Lại nói nếu Tổng Bí Thư cũng gật đầu đồng ý, nói không chừng thật là việc lớn có thể thành công.
Lôi Trị Học liền có chút kinh hãi, mồ hôi hột toát ra toàn thân. Cho dù lời đề cử của Trần Phong sau cùng thất bại trong gang tấc, Mai Thái Bình được hai thế lực gia tộc lớn kết hợp đề nghị, mặc dù hiện tại mới là chủ tịch tỉnh, nhưng Mai Thái Bình vẫn là xuất thân từ thế lực gia tộc chính thống, bốn gia tộc lớn đã đồng tâm hiệp lực để thúc đẩy Mai Thái Bình vào bộ. Và lại giữa Mai Thái Bình và Hạ Tưởng cũng là mối quan hệ không giống bình thường. Hạ Tưởng chắc chắn cũng ra mặt thay Mai Thái Bình phối hợp tác chiến. Nói cách khác, bất luận là Mai Thái Bình hay là Trần Phong, chỉ cần một trong số đó có thể vào bộ thành công, đều mang lại thắng lợi trọng đại cho Hạ Tưởng. Lôi Trị Học lại vừa nghĩ sâu hơn một chút, càng sợ hãi mà kinh ngạc. Nói đúng là hai người Mai, Trần nếu có một người vào bộ thành công, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, đầu tiên quyền thế của y sẽ không còn tồn tại nữa, trực tiếp bị loại khỏi bộ, thậm chí có cảnh tượng bi thảm lui lại phía sau ngang với Hạ Tưởng. Tiếp theo, thế lực gia tộc từ trước tới giờ hùng mạnh chưa từng có. Thậm chí cưỡng ép nâng cao con đường làm quan của Hạ Tưởng, khiến Hạ Tưởng vào bộ trước thời hạn, sự tình cũng không phải không có khả năng. Hay là ở sau lưng thế lực gia tộc, ý đồ thật sự chính là muốn Hạ Tưởng sớm thăng chức. Lôi Trị Học càng nghĩ càng sợ hãi. Rốt cuộc ai thực sự là người thúc đẩy ở phía sau? Hạ Tưởng mới nhiêu, chủ tịch tỉnh 36 tuổi đã đủ kinh sợ mọi người. Chẳng lẽ vẫn còn xuất hiện thêm lãnh đạo quốc gia 36 tuổi? Có một vài người, có phải điên rồi không? Điên hay không, Lôi Trị Học nói lẩm bẩm, có đi tiếp nước cờ hay không, Lôi Trị Học cũng không đủ cấp bậc để biết, nhưng y thực sự đoán đúng một nửa. Quả thật có lực lượng phía sau đang sắp đặt mọi chuyện, để giải đường cho Hạ Tưởng. Dưới chân Hạ Tưởng cũng có đường, hơn nữa còn có vô số người vì hắn mà giải đường. Hắn là người hạnh phúc. Dưới chân Địch Quốc Công không có đường, hơn nữa còn có người vì y phong tỏa đường ở mọi nơi, y là người bi ai. Nhưng hạnh phúc và bi ai đều là lựa chọn của bản thân, không thể trách người khác. Địch Quốc Công được ăn cả ngã về không, dùng hết nửa ngày, mang tất cả mối quan hệ từ trước tới giờ của y khai thông một lần. Sau đó lặng yên cùng Vương Hướng Tiền gặp mặt một lần. Vương Hướng Tiền lúc này vẫn dám lén gặp Địch Quốc Công. Có thể thấy y cũng rất to gan. Cho rằng toàn bộ Tấn Dương, không, thậm chí toàn bộ tỉnh Tây còn nằm trong tay y. Hạ Tưởng tuy là chủ tịch tỉnh, cũng không thể biết việc y và Địch Quốc Công gặp mặt. Vương Hướng Tiền lại không biết, Hạ Tưởng thật sự đã biết hết rồi. Đương nhiên, Hạ Tưởng sở dĩ biết cũng không phải là vì hắn đang theo dõi Vương Hướng Tiền, mà là từ đầu tới cuối đều có người theo dõi Địch Quốc Công ở phía sau. Thực sự hiện tại bao gồm Vương Hướng Tiền, Tiêu Lôi, những người ở trong cuộc đều không đủ tỉnh táo. Cũng đã kinh doanh ở Tấn Dương lâu rồi, thì cảm thấy Tấn Dương hậu viện của mình. Lại không nghĩ rằng, hậu viện đã bị mất trộm, đã sớm không an toàn rồi. Mọi người đều có quán tính, sự việc nhận định đều khó suy nghĩ ngược lại. Vương Hướng Tiền thế, Tiêu Lôi cũng thế. Tiêu Lôi nhiều năm luôn làm việc trong ngành công an, coi như hơi có ý cảnh giác, nhưng không từ chối yêu cầu vô lý của Địch Quốc Công. Mà Vương Hướng Tiền càng không nghĩ tới, Địch Quốc Công lúc này đã là một quả bom hẹn giờ rồi. Chẳng những là quả bom hẹn giờ, còn là quả bom điều khiển từ xa, dụng cụ điều khiển được Hạ Tưởng nắm giữ ở trong tay. Sau khi Địch Quốc Công và Vương Hướng Tiền gặp mặt, lại tiếp tục trở về bốn nhà một chuyến, xem như là một lần từ biệt. Mặc dù đã bị bà Tư của trách một trận, y cũng không phản bác, cũng không giải thích, chỉ giao cho mỗi người một quyển sổ tiết kiệm, sau đó xoay người bước đi, lưu lại một hình bóng kiên quyết dứt khoát. Sau đó Địch Quốc Công lại cùng bằng hữu gặp mặt, xem như là chuyển giao sự việc sau này, lại xem như là sắp xếp bước tiếp theo. Chờ sau khi làm xong tất cả, bầu trời sẽ dần dần đen lại. Địch Quốc Công một mình đến quán ăn nhỏ mua mấy món ăn, một bình rượu. Ăn uống no say một trận, sau đó lái một chiếc xe màu đen, lặng lẽ đi tới địa điểm phải đi qua khi Hạ Tưởng tan ca. Địa điểm phải đi qua có một góc chết mà người bình thường không dễ chú ý tới. Y trốn trong góc chết đó, tính toán thời gian, chờ Hạ Tưởng dự xong hội nghị liên tịch. Vẫn còn một tiếng mới kết thúc hội nghị, Địch Quốc Công nghỉ ngơi dưỡng sức, muốn một kích trúng tâm. Bỗng nhiên y nhận thấy phía sau có nguy hiểm tới gần. Chợt quay đầu lại, một bóng đen ập tới. Y vừa kịp ra tay, thì đã muộn, trên đầu liền bị trúng một phát. Trước mắt tối sầm, rồi bất tỉnh nhân sự. Dưới sự che chở của màn đêm, Địch Quốc Công mất tích. Sự mất tích của Địch Quốc Công sẽ làm cho quan trường của Tấn Dương chấn động, lật mở lá bài sau cùng. Có khó khăn, có
có thể lý giải. Tôi cũng thông cảm với khó khăn của mọi người. Vì vậy, tôi đã quyết định chuẩn bị tốt mấy phương án giải quyết khó khăn rồi. Đại khái qua hơn một phút, đều cho rằng Hạ Tưởng đã nhượng bộ hoặc nói thỏa hiệp. Hạ Tưởng bỗng nhiên lại cười với vẻ yếu ớt, lộ vẻ sát khí. Nóng vội cũng không thành, trong tỉnh cũng có thể suy nghĩ khó khăn thực tế và hiện trạng của các xí nghiệp. Vì vậy thiết nghĩ chọn một xí nghiệp nhất định làm thí điểm, xí nghiệp thí điểm hưởng thụ các chính sách ưu đãi của nhà nước. Thứ nhất, ưu đãi thu nhập từ thuế. Thứ hai, ủng hộ tài chính. Thứ ba, báo lên quốc vụ viện, có hy vọng trở thành xí nghiệp thí điểm đầu tiên của quốc gia. Chỉ sợ có người sẽ hỏi, xí nghiệp thí điểm đầu tiên của quốc gia là cái gì? Đây là một hạng mục quyết định trọng đại mà Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Phó Bá Cử sắp tuyên bố công tác thị sát với tỉnh Tây. Vương Hướng Tiền đã đầu óc choáng váng rồi. Hạ Tưởng thỉnh thoảng tung ra tin tức tốt lành về phương diện chính sách quốc gia. Vương Hướng Tiền hoàn toàn không biết gì, một chút phong thanh tin tức liên quan cũng không nghe thấy. Trở thành Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh không những không làm tròn bổn phận, mà còn có một cảm giác bất an bị gạt bỏ. Sẽ như thế nào, có thể sẽ như thế nào. Quốc vụ viện phải công khai chính sách quan trọng nhằm chĩa vào tỉnh Tây. Bất kể thế nào Vương Hướng Tiền cũng là nhân vật số 2 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, làm sao có thể hoàn toàn không biết tí gì về việc này. Được, coi như là kế sách trong dự tính. Y không đủ tư cách biết, ít nhất Lôi Trị Học cũng nên biết rõ, mà Lôi Trị Học trước khi đi cũng không chuyển giao bất cứ thứ gì cho Y. Vương Hướng Tiền sẽ không tránh khỏi bối rối. Cảm giác gì đều không biết khiến Y ngồi bên cạnh Hạ Tưởng. Thì giống như ngồi bên cạnh một ngọn núi cao không thể với tới, càng làm nổi lên rằng Y vô cùng nhỏ bé và hèn mọn. Lại nghĩ, Hạ Tưởng đúng là một người vô cùng khôn khéo. Lôi Trị Học không tham dự hội nghị liên tịch, chứng tỏ là Y đã biết. Xem ra bây giờ, Hạ Tưởng đang mong Lôi Trị Học không tham gia hội nghị liên tịch. Đúng lúc khiến cho Y chao đảo, tiết tấu hoàn toàn nằm trong tay Hạ Tưởng. Nếu không thì lời của Lôi Trị Học ở hội nghị, Hạ Tưởng thành nhân vật số 2. Không có khả năng đưa ra những phương án mà Lôi Trị Học không đồng ý. Bí thư Lôi Trị Học, thực ra là đang bị Hạ Tưởng bày bố rồi. Hạ Tưởng vừa nói xong, dưới đài cũng truyền đến một vài tiếng tranh luận. Sau khi thảo luận một lát, Giang Cương lại lên tiếng. Xin hỏi Chủ tịch tỉnh, có ủng hộ tài chính gì? Còn nữa, chính sách phụ trợ trọng điểm của quốc gia, có thể tiết lộ rõ hơn một chút được không? Khi Giang Cương vừa mới lên tiếng, đại biểu của giới công thương nghiệp phía dưới đều hướng ánh mắt chờ mong quyết liệt về phía Hạ Tưởng. Rõ ràng, đề nghị của Hạ Tưởng đã nhận được hiệu quả đáng có. Hạ Tưởng rèn sắt khi còn nóng, nói một cách không chút lo lắng. Chính sách của Quốc vụ viện, tôi chỉ có thể tiết lộ một chút. Chờ tới khi Phó Thủ tướng Phó chính thức thị sát sẽ công bố. Tóm lại, có liên quan tới vấn đề tự chủ kinh doanh than đá ở tỉnh Tây. Ai là xí nghiệp thí nghiệm đầu tiên? Người đó hưởng lợi ích đầu tiên, mà ủng hộ tài chính, cũng là phối hợp với chính sách quốc gia. Tỉnh Tây cho phép nguồn đầu tư bên ngoài thâm nhập vào công nghiệp sản xuất năng lượng. Trước mắt đã có một số công ty đầu tư cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp xúc chặt chẽ, vạch ra mục đích đầu tư, tổng kim ngạch đầu tư vượt qua con số chục tỷ. Vừa dứt lời, cả sảnh đường đều im lặng. Nếu nói Hạ Tưởng đưa ra phương hướng của chính sách quốc gia là một trọng quyền. Như vậy đầu tư tài chính trên chục tỷ là đòn tấn công đối với ngành công nghiệp sản xuất năng lượng tỉnh Tây, tuyệt đối là một đòn chí mạng. Một vấn đề trọng đại liên quan tới sinh tử tồn vong diễn ra trước mắt chủ hầm mỏ ở tỉnh Tây. Hạ Tưởng giống như lúc nãy, vẫn là thái độ ung dung tự tại. Ngồi ngay ngắn ở vị trí chính giữa ở trên đài, vẻ mặt từ đầu tới cuối không đổi. Nhưng trong mắt Vương Hướng Tiền, trong mắt Giang Cương, trong mắt các nhân vật quan trọng giới công thương ở tỉnh Tây. Khí thế của Hạ Tưởng và lúc nãy, lại có khác biệt về bản chất. Hạ Tưởng ban nãy, giả vờ cũng tốt, khí thế gò bó bên trong cũng tốt. Tóm lại mang lại cho mọi người cảm giác rất khiêm tốn, rất hiền hòa. Mà hắn bây giờ, vẫn khiêm tốn như xưa, cảm giác hiền hòa. Nhưng trong sự khiêm tốn và hiền hòa, lại có áp lực uy quyền thản nhiên. Đúng thế, áp lực uy quyền, mọi người đều cảm giác được, bản thân Hạ Tưởng là chủ tịch tỉnh. Là người trẻ tuổi nhất trong bộ máy hành chính nhưng lại là cấp bậc cao nhất. Hắn dường như không có quan uy gì, nhưng ngấm ngầm ở phía sau vẻ cười nhợt nhạt, tràn đầy vẻ tự tin với hùng mạnh, là một kiểu tự tin nắm quyền lớn trong tay, tất cả do mình làm chủ. Sao chỉ trong nháy mắt, Hạ Tưởng giống như đã thay đổi thành một người khác.
Hạ Tưởng vẫn là Hạ Tưởng, không thay đổi chút nào, chẳng qua hắn lúc trước cũng không xuất ra đại sát khí. Nhưng hiện tại, hắn không những nắm chắc phần thắng, mà còn tung ra những miếng mồi đủ để khiến cho những người đang ngồi đây động lòng. Là mồi nhử, cũng là đề tài lựa chọn cần làm. Nói đúng là, ai thử trước, người đó có khả năng lấy được lợi. Nhưng đồng thời, cũng có khả năng bị mắc kẹt. Nhưng ai không thử trước, người đó có khả năng chậm một bước. Có khi, chậm một bước, tất cả đều chậm, đều không rõ ràng quốc gia cuối cùng muốn xuất ra bao nhiêu dũng khí để ủng hộ chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng của tỉnh Tây. Mọi người đang ngồi trong lòng đều biết, mấu chốt của tỉnh Tây dừng ở hai chỗ. Thứ nhất là quốc gia khống chế giá cả than đá, thứ hai là phân công quy chế không hợp lý. Cho nên khi Hạ Tưởng đề xuất vấn đề, Giang Cương mới vạch ra khó khăn, liền hàm ý chỉ ra chính sách không hợp lý về việc quốc gia khống chế giá cả than đá. Kết quả, không ngờ Chủ tịch tỉnh Hạ Tưởng ám chỉ quốc gia thật sự có hy vọng giải phóng giá cả than đá, có khả năng như vậy không? Càng khiến cho những người đang ngồi ở đây không dám tin điều đó là, Chủ tịch tỉnh Hạ lập tức tung ra quả bom thứ hai, 1 tỷ tài chính đổ vào thị trường sản nghiệp nguồn năng lượng tỉnh Tây. Chẳng lẽ là nói, bước đầu tiên, quốc gia bãi bỏ giá cả than đá, do xí nghiệp tự quyết định giá. Bước thứ hai, cho phép các nguồn vốn bên ngoài tham gia đầu tư vào công nghiệp năng lượng tỉnh Tây. Thậm chí không ngừng nhập vốn từ bên ngoài, chính là để phù hợp với thị trường. Tất cả lấy thị trường làm phương hướng phát triển, lấy thị trường làm chủ đạo. Quả thật nói như vậy, ai chiếm trước, người đó sẽ quản lý tỉnh Tây, có thể trở thành người đứng đầu sản nghiệp nguồn năng lượng. Mà ai chậm một bước, thì có khả năng trong triều đại cải cách to lớn, bị bao phủ hoàn toàn. Như vậy không phải là nói, thứ tự của bảng xếp hạng các phú ông tỉnh Tây đang ngồi ở đây, có khả năng sửa chữa lại một lần nữa. Được, trước tiên nghỉ ngơi 10 phút, cho các vị một khoảng thời gian suy nghĩ. 10 phút sau, ai đăng ký trước tiên, tôi quyết định ngay tại chỗ, xác định người đó là xí nghiệp làm thí điểm đầu tiên của tỉnh Tây. Hạ Tưởng phát biểu một câu, rồi xoay người đi. Hạ Tưởng vừa đi, hội trường lập tức, ồ, lên một tiếng thành một mảng. Những nhân sĩ giới công thương ở đây 3 năm người châu đầu ghé tai. Mạng ai nấy phát biểu cách nhìn đối với tin tức trọng đại xảy ra bất ngờ trước đó, đưa ra sách lược quan trọng liên quan tới lợi ích của mọi người. Không thể qua loa, nhất thiết phải quyết định cẩn thận. Nếu là thật, ai cũng đều muốn giành trước một bước, chiếm lĩnh điểm tối cao trước rồi tính. Và lại, là một cơ hội tốt nhất để khắc phục khó khăn. Nhưng mọi người đều sợ sau khi xí nghiệp thí điểm thành lập, sau đó chính sách của nhà nước lại không chắc chắn, thì coi như bị lợi dụng không nói, còn trở thành trò cười, thậm chí còn có thể bị những xí nghiệp tư nhân ở tỉnh Tây công kích, trở thành mục tiêu chỉ trích ở tỉnh Tây. Nhưng nếu chẳng may là thật, chẳng may Chủ tịch tỉnh Hạ một lời định càn khôn, bỏ qua cơ hội tốt trước mắt, trở thành nhà xí nghiệp thí điểm đầu tiên, có lẽ sẽ phải hối hận chết mất. Chính vì vậy, tranh đua giữa mọi người mới kịch liệt nhất, thậm chí còn có chút ý vị của thuốc nổ. Giang Cương kiên quyết phản đối với người ra mặt tranh làm xí nghiệp thí điểm. Y cho rằng chỉ là một sách lược phân tách xí nghiệp than đá tỉnh Tây trong sách lược của chính phủ. Quốc gia làm thế nào để mở rộng quyền quyết định giá cả than đá? Mở rộng quốc tế gì đó, tức cười, quốc gia đã khống chế nhiều năm, sớm quen với nghèo khó của tỉnh Tây, vùng duyên hải giàu có cũng đã quen bóc lột nguồn tài nguyên của tỉnh Tây. Sự phát triển của tỉnh Tây cũng cần nguồn năng lượng cung ứng giá thấp. Tỉnh Tây nhất định là số mệnh nghèo khó, thì đừng nghĩ tới việc tốt. Nhưng cũng có người cho rằng có khả năng quốc gia thật sự sẽ mang hình thái năng lượng kinh tế của tỉnh Tây chuyển biến cao hơn lên phương diện chính sách. Vì thế tỉnh Tây mới có thể điều tới một chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất quốc nội. Chủ tịch tỉnh trẻ tuổi như vậy, nếu nói sau này không có tiền đồ, ai cũng không tin. Cũng chính là vì trẻ tuổi, Chủ tịch Hạ mới không dám liều lĩnh. Ở tỉnh Tây chỉ cần chịu đựng một nhiệm kỳ, hoàn toàn có thể tiến lên vững chắc. Nhưng nếu Chủ tịch Hạ muốn mạnh mẽ thúc đẩy chuyển hình kinh tế năng lượng tỉnh Tây, chỉ có thể chứng minh một điểm, Chủ tịch tỉnh phụng chỉ làm việc. Có người nghĩ thông suốt đạo lý này, lại liên tưởng tới khi Chủ tịch tỉnh Hạ vừa mới đề xuất chính sách chỉ đạo của Quốc vụ Viện, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Vương Hướng Tiền lộ ra vẻ mặt ngơ ngác không biết gì. Càng kiên định hơn một chút, lời nói của Chủ tịch tỉnh Hạ, tuyệt đối không phải là sáo rỗng. Sợ là Trung ương phải thay đổi cách thức thật. 10 phút thoáng cái đã qua, Hạ Tưởng xuất hiện trước mặt mọi người đúng giờ, vẫn như ngày trước là vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười. Giang Cương đã chuẩn bị tốt,
chỉ chờ ai dám chủ động xin thành xí nghiệp thí điểm đầu tiên, y liền lên tiếng phản đối, lại kết hợp với nhóm của y mà tấn công. Không ngờ, Hạ Tưởng vừa mới định ngồi xuống, thì nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nói qua loa vài câu, Hạ Tưởng đứng lên, nói xin lỗi. Ngay bây giờ có chút việc, tôi phải đi trước. Các vị, ai có nguyện vọng trở thành xí nghiệp thí điểm quốc gia đầu tiên trong việc chuyển hình kinh tế tỉnh Tây, chờ một lúc sau đó trực tiếp ghi tên với Phó Chủ tịch tỉnh Phùng Kiện Siêu. Hạ Tưởng quay người bước đi, đi được vài bước, lại quay người lại nói một câu. Đồng chí Kiện Siêu, lần đăng ký xí nghiệp thí điểm này. Không kể tới bất cứ điều kiện phụ nào, không so sánh quy mô và giá trị sản lượng. Ai đăng ký đầu tiên, thì sẽ quyết định người đó. Nói xong, Hạ Tưởng mỉm cười ôm quyền hướng xuống hội trường, không ngoảnh đầu lại hiên ngang mà đi. Giang Cương đứng sững tại chỗ, hoàn toàn không theo kịp ý nghĩ với Hạ Tưởng. Y vốn dĩ đã chuẩn bị tốt trường hợp muốn cùng Hạ Tưởng chiến đấu một phen. Không tiếc chống đối với Hạ Tưởng vài câu, cũng không thể khiến Hạ Tưởng phân hóa hiệu quả sách lược của xí nghiệp than đá tỉnh Tây. Không ngờ, Hạ Tưởng căn bản là không cho y cơ hội. Đứng sững một lúc, Giang Cương mới hiểu ra trong hành động cao minh lần này của Hạ Tưởng đánh vào tâm lý mọi người. Nếu trước mặt mọi người ra giá, sợ là không ai dám làm chim đầu đàn, nhưng đứng phía sau ra giá, thì mỗi người đều sợ người khác giành cơ hội trước. Cao minh, Giang Cương nghĩ rất oán hận. Hạ Tưởng nào giống chủ tịch tỉnh, căn bản là bọn dân buôn kêu giá tại chỗ. Tuy nhiên, Giang Cương nghĩ thế nào cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là, hành động lần này của Hạ Tưởng đúng là một công đôi việc. Vừa từ trong tâm lý phá vỡ phòng tuyến của mọi người ở hội nghị, lại chôn vùi mọi người xuống để phục tùng theo ý của Hạ Tưởng. Đồng thời, để Phùng Kiện Siêu đảm nhiệm việc này, gián tiếp chèn ép Phương Hướng Thiền. Chờ sau khi Hạ Tưởng đi được chốc lát, phòng họp mới xôn xao lên, rối loạn một nùi. Sắc mặt Phương Hướng Thiền cực xấu, bị Hạ Tưởng bỏ quên ngay tại chỗ, cảm giác trong lòng thực sự rất khó chịu. Lại thấy vẻ mặt đắc ý ẩn giấu của Phùng Kiện Siêu, y lại càng tức giận không yên. Vốn định nói tiếp mấy câu, điện thoại lại đột nhiên reo. Sau khi nghe điện thoại, vẻ mặt Vương Hướng Tiền lập tức biến sắc. Không chỉ điện thoại của Vương Hướng Tiền vang lên, điện thoại của Giang Cương và Tiêu Lôi cũng vang lên cùng một lúc. Dường như việc Hạ Tưởng rời đi giống như là một cơ hội, lập tức mở ra một mắt xích. Điện thoại của mọi người tại hội trường vang lên thành một loạt. Giang Cương nhận điện thoại xong, vẻ mặt kinh hãi thất thần, đứng lên một lúc. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế này? Tiêu Lôi càng thất thần hơn Giang Cương. Sau khi nhận được điện thoại, khẩn trương thiếu chút nữa làm lật cả cái bàn trước người mình. Cái gì? Mất tích? Làm sao có thể? Mau, lập tức phái người đi tìm. Toàn bộ hội trường rối loạn thành một đoàn. Trong rối loạn đó, ai cũng không chú ý tới Vương Thắng xuất chủ mỏ than xếp hạng thứ 3 tỉnh Tây đang lặng lẽ đi tới trước mặt Phùng Kiện Siêu, thì thầm với Phùng Kiện Siêu vài câu gì đó. Cuộc điện thoại Vương Hướng Tiền nhận được là hai sự việc, một là chuyện liên quan tới Lôi Trị Học vào bộ, nguy cơ trùng trùng. Hai là Địch Quốc Công đã xác nhận mất tích rồi. Sự kinh hoàng của Vương Hướng Tiền gần như tới tột đỉnh. Nếu nói Lôi Trị Học vào bộ là ảnh hưởng đến sự tồn tại của y, vậy thì việc mất tích của Địch Quốc Công ảnh hưởng chính là ngay trước mắt của y. Địch Quốc Công làm sao có thể mất tích được? Địch Quốc Công làm sao có thể mất tích được? Vẻ khiếp sợ của Tiêu Lôi và Vương Hướng Tiền giống như nhau. Cuộc điện thoại y nhận được chỉ có một tin nhắn, Địch Quốc Công đã mất tích. Địch Quốc Công mất tích, người chịu trách nhiệm trực tiếp chính là y. Thành ủy đã sớm quyết định cho Cục Công an thành phố hạn chế hoạt động tự do của Địch Quốc Công. Nói đúng ra, Địch Quốc Công xuất hiện bất cứ vấn đề gì, đều là trách nhiệm của Cục Công an thành phố. Mà y trở thành người đứng đầu Cục Công an thành phố, nhất định khó chối bỏ được sai lầm này. Chẳng lẽ nói, lại một lần nữa ý tưởng đột phá lại lóe lên trong đầu của Tiêu Lôi. Vụ án Tang Thiên Lương, Trương Bình Thiếu khư khư giữ lấy, còn vụ án Địch Quốc Công, Trương Bình Thiếu buông tay bỏ mặt, giao cho Cục Công an thành phố tự kiểm tra tự xử lý, chẳng lẽ sớm đã biết việc ngày hôm nay. Một ý nghĩ trong đầu Tiêu Lôi chợt lóe mà qua, ngay sau đó bị tin Địch Quốc Công mất tích có khả năng từ đó dẫn phát tình trạng bất ổn to lớn, làm phân tán tinh thần y. Y xoay người, gọi hàng loạt cuộc điện thoại. Sau khi Giang Cương nghe xong điện thoại, không nói lời nào liền quay người bước đi. Không kịp chào hỏi bất cứ ai, y không phải là thất lễ, mà là thật sự kinh hoàng, y vừa mới nhận được tin tức,
có người đứng phía sau đã liên lạc với nhiều cổ đông vừa và nhỏ của xí nghiệp khai thác mỏ An Lạc, đã thu mua lại một lượng lớn cổ phần của xí nghiệp khai thác mỏ An Đạt từ trong tay bọn họ. Nghe nói, không dưới 10%. Giang Cương vừa mới hiểu ra gì đó. Có người muốn đánh vào xí nghiệp An Đạt, y sắp nổi cơn tức giận. Mặc dù lúc trước y ra tay giao cho Diệp Thiên Nam 5% cổ phần, sau đó lại đưa cho Trần Diễm 5%, nhưng y vẫn có quyền kiểm soát cổ phần tuyệt đối như trước. Tuy nhiên, nếu 5% của Trần Diễm và 5% của Diệp Thiên Nam kết hợp cùng một chỗ, hơn nữa thêm 10% vừa mới thu mua, tính ra cũng là được 20% rồi. Tiếp gần tới mức đỏ của đại cổ đông trong cảm nhận của y. Giang Cương không vội mới lạ. Hạ Tưởng vừa đi một lát, phòng họp liền có sắc thái và tư tưởng khác nhau, lập tức giải tán. Là hội nghị liên tịch lần thứ nhất từ khi Hạ Tưởng trở thành chủ tịch tỉnh. Bề ngoài không nhận thấy được sự thành công, nhưng thực tế có đạt hiệu quả như mong muốn của Hạ Tưởng hay không? Trong lòng tất cả mọi người đều có một kết luận, tiết tấu của hội nghị hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Hạ Tưởng. Thực ra không chỉ tiết tấu của hội nghị nằm trong sự khống chế của Hạ Tưởng, phải nói là toàn bộ tình thế của Tấn Dương, trong lúc diễn ra hội nghị liên tịch, đã thay đổi lớn, với việc mời dự họp của hội nghị liên tịch và việc mất tích của Địch Quốc Công là dấu hiệu, thế cuộc tỉnh Tây, bắt đầu bước vào giai đoạn thứ ba. Trong lúc Lôi Trị Học tới Bắc Kinh, tỉnh Tây, đã lặng yên phát sinh ra một vài biến đổi lớn không ai biết đến. Ở trước cửa một câu lạc bộ sầm uất, đỗ đầy đủ các loại xe sang trọng. Xe sang trọng Tấn Dương rất nhiều, nổi tiếng thiên hạ. Có thể so được với Tần Đường ở tỉnh Yến. Trong những chiếc xe sang trọng, một chiếc Audi rất đỗi bình thường đậu ở trong đó. Trong mắt người bình thường cũng coi như là một chiếc Audi sang trọng. Đặt mình với chiếc xe sang trọng giá trị mấy triệu tệ, thì như một người nghèo hèn mọn không thể ngẩng cao đầu. Nhưng người từ trên xe Audi bước xuống, lại cao quý hiên ngang ngẩng cao đầu, không hề để mắt tới những ánh mắt xăm soi xung quanh của chủ nhân những chiếc xe sang trọng, tư thế kiêu ngạo, vẻ mặt ngạo mạn, nhìn không chớp mắt mà đi vào trong câu lạc bộ. Chị Trần, mời vào trong. Nhân viên lập tức tới phía trước nghênh đón, lễ phép mời khách quý vào trong. Trần Diễm là hoàn toàn xứng với danh khách quý ở phạm vi câu lạc bộ, có thẻ kim cương cao cấp. Mà chủ nhân những chiếc xe sang trọng hàng triệu ở bên ngoài, nhiều nhất cũng chỉ có một thẻ vàng. So sánh với thẻ kim cương của Trần Diễm, vẫn kém một bậc. Trần Diễm đến một gian phòng tao nhã ở tầng thứ 8. Đẩy cửa vào, trong phòng chỉ có một mình Lôi Tiểu Minh. Chị Trần. Lôi Tiểu Minh vừa nhìn thấy Trần Diễm, hai mắt lập tức sáng lên, đứng dậy đón chào. Trần Yến khẽ gật đầu, thái độ ôn hòa nói. Tiểu Minh, Giang An vẫn chưa tới ư. Anh ta, kẹt xe, T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Ánh mắt của Lôi Tiểu Minh giật lên một cái. Vẻ mặt của Lôi Tiểu Minh làm sao giấu được ánh mắt của Trần Diễm. Cô cười nhẹ, tự mình ngồi xuống. Lôi Tiểu Minh, chỉ có chuyện muốn nói với cậu, không biết có muốn nghe không? Mời chị Trần nói, em đây vui vẻ nghe. Lôi Tiểu Minh ngồi đối diện với Trần Diễm. Trần Diễm rót một cốc bia, vẫy tay với Lôi Tiểu Minh. Đừng ngồi xa như vậy, ngồi gần bên cạnh chị này. Lôi Tiểu Minh nhận được sủng ái mà lo sợ, vội vàng ngồi sang bên cạnh Trần Diễm cách nửa mét. Trong mũi lập tức ngửi thấy mùi hương thơm trên người Trần Diễm. Thiếu chút nữa y đã ngã gục. Lôi Tiểu Minh, trong lòng chị không thoải mái. Muốn tâm sự nỗi khổ với em, đừng ngại chị nói làm nhảm. Trần Diễm giơ tay vỗ vào vai Lôi Tiểu Minh, ánh mắt lập tức trở nên mơ màng. Giang An và em là bạn tốt, chị vốn dĩ không nên nói xấu y, nhưng y là kẻ không tốt, vừa đê hèn lại háo sắc. Lôi Tiểu Minh không thể dễ dàng tha thứ cho bất cứ người đàn ông nào hạ lưu háo sắc đối với Trần Diễm. Hơn nữa, y vừa bị Trần Diễm vỗ một cái, thiếu chút nữa bị cái vỗ đó làm mê mẩn tới xương cốt, nói lắp bắp. Chị Trần, em không phải rất thân với Giang An, cũng không phải là rất hiểu rõ y, cảm thấy y không phải là một người quá xấu. Giang An muốn lấy 5% cổ phần trong xí nghiệp khai thác mỏ An Đạt, bảo chị đi dụ dỗ Hạ Tưởng. Chị tuy là đã nhận được cổ phần của y, nhưng lại cảm thấy rất nhục nhã. Chị làm sao có thể vì tiền đi dụ dỗ đàn ông, chủ động lên giường với họ. Trần Diễm hừng hực khí thế, một ngụm đã uống hết chai bia, ôm chầm lấy một cánh tay của Lôi Tiểu Minh. Lôi Tiểu Minh, chị cảm thấy em là người tốt,
chỉ muốn cùng em tâm sự nỗi lòng. Lôi Tiểu Minh không nói lên lời, cảm nhận được hơi ấm trong bàn tay của Trần Diễm, chỉ biết gật đầu như con rối. Chị không phải là một người con gái dễ dãi, không thể vì tiền mà tùy tiện lên giường với người đàn ông mà mình không thích. Cho dù hắn là chủ tịch tỉnh cũng không được. Mắt Trần Diễm say lờ đờ mông lung. Nhưng chị đấu không lại với cha con họ Giang. Nhà họ Giang ở tỉnh Tây thế lực quá lớn, chị không thể đụng vào, nhưng đã nhận tiền không làm việc cho họ, chị lại thấy có lỗi với ân tình bọn họ. Sau này không tránh khỏi số phận bị bọn họ bạc đãi. Lôi Tiểu Minh cũng đã phẫn nộ. Lôi Tiểu Minh, chị tin tưởng em, muốn yêu cầu một việc, có được không? Giang An tin tưởng em, nếu em nói với y muốn thêm 5% cổ phần, y nhất định sẽ đáp ứng. Hiện tại chị đã có 5% cổ phần, lại có thêm 5% nữa. Chỉ cần tìm thêm được 5% cổ phần nữa, thì có thể có một vị trí nhỏ trong hội đồng quản trị của xí nghiệp mỏ An Đạt. Đã có được quyền phát ngôn, cha con Giang An cũng không dám làm gì với chị. Chị có lẽ có thể tránh được nanh vuốt của họ. Sau khi chờ Giang An lững thững tới muộn, Trần Diễm đã bình tĩnh lại. Vẻ mặt cũng trang trọng, ngồi đoan trang, cười mỉm. Mà Lôi Tiểu Minh ở bên cạnh cũng biểu hiện rất bình thường. Giống như chưa phát sinh bất cứ việc gì. Câu nói đầu tiên của Giang An là hỏi. Chị Trần, tối nay hạ tưởng mời dự họp hội nghị liên tịch. Sau khi tan họp, hắn sẽ về thẳng khu nhà tỉnh ủy, cơ hội tới rồi. Giang An cũng không thể chú ý tới chính là, mỗi lời y nói ra, Lôi Tiểu Minh đều nhìn y với ánh mắt thù hằn. Hạ tưởng sau khi tan họp sẽ trở về nhà. Hắn không phải là không có chỗ để đi, mà là quen nghỉ ngơi ở nhà, trở về nhà nghỉ ngơi. Sự thành công của buổi họp hội nghị liên tịch Hạ Tưởng biết nhất định là thành công rồi. Hắn tin tưởng sách lược của hắn sẽ có hiệu quả. Dục vọng của con người là vô cùng tận, hơn nữa đều mua giá cao hơn không chịu mua giá thấp hơn. Hắn đã lập ra một giá cả thị trường độc nhất vô nhị, thì sẽ chủ động nắm giữ 100%, khiến tâm tư của hắn càng ổn định lần so chiêu trực diện đầu tiên với chủ mỏ than. Coi như không thua. Nhưng cũng không thể xem như thắng lợi hoàn toàn. Nhiều nhất cũng là mở ra một lỗ hổng, so với việc nắm toàn bộ sản nghiệp năng lượng của tỉnh Tây trong lòng bàn tay vẫn còn rất xa vời. Cũng phải thừa nhận, sở dĩ hội nghị liên tịch lần này có thể đạt thuận lợi như vậy, vẫn là đã mượn dùng thế của phó bá cử. Tất nhiên, hắn cũng là có ý thuận thời thế mở ra cánh cửa sản nghiệp năng lượng tỉnh Tây cho nhà họ phó. Tuy nhiên cũng phải khẳng định thủ đoạn của nhà họ phó thực sự cay độc. Đúng, để đạt được mục đích, không trốn tránh, trực tiếp cầm súng ra trận. Thủ đoạn của nhà họ phó luôn luôn như vậy. Dù sao phó bá cử sắp phải lui xuống rồi, còn chưa tới một năm nhiệm kỳ thôi, nên muốn làm bất cứ việc gì, thì nhúng tay làm ngay, cũng sẽ không e dè thân phận và thanh danh. Thủ tướng đang có ý định thúc đẩy mạnh chuyển hình kinh tế năng lượng của tỉnh Tây. Phó bá cử luôn giữ mối quan hệ với thủ tướng song cũng không mật thiết. Đột nhiên chủ động vô cùng tích cực ủng hộ hành động của thủ tướng tự nhiên vui vẻ, liền giao việc thị sát tỉnh Tây cho phó bá cử. Phó bá cử đến tỉnh Tây lần này, không có gì bất ngờ xảy ra, Hạ Tưởng sẽ mượn cơ hội này thúc đẩy hoàn thành một việc lớn. Mở máy tính ra, vừa lên mạng thì đã nhận được tin tức của Lý Thấm. Lãnh đạo, bước đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thành thuận lợi, bước thứ hai của kế hoạch, sẵn sàng đợi lệnh. Phát triển bước đầu của kế hoạch. Chính là kế hoạch thu mua từ bên ngoài cổ phiếu của xí nghiệp khai thác than nhỏ của An Đạt. Kế hoạch ban đầu, từ trong tay hộ nhỏ lẻ mua vào 10% cổ phần của xí nghiệp khai thác mỏ An Lạc. Với kinh nghiệm chuyên nghiệp thăng trầm nhiều năm ở thị trường cổ phiếu của Lý Thấm, thêm vào đó là thực lực của Liên Nhược Hạp, có Nga Ni Trần, Tiêu Ngũ làm tốt công việc giai đoạn đầu, về mặt cơ bản là xu thế nước chảy thành sông. Vướng mắc duy nhất nằm ở chỗ làm thế nào để giữ được bí mật mà không bị Giang Cương phát hiện. Hạ Tưởng vốn dĩ luôn luôn không tìm được cách tốt nhất để giữ bí mật. Không ngờ Trần Diễm chủ động đề xuất, cô phụ trách liên hệ với hộ nhỏ lẻ. Cô bảo đảm giữ bí mật tới mức thần không biết quỷ không hay, hơn nữa tuyệt đối không có sai sót nhầm lẫn. Là lần đầu tiên hợp tác với Trần Diễm, Hạ Tưởng đồng ý để Trần Diễm nhúng tay vào vụ này, kết quả. Tất cả thuận lợi, bất luận Trần Diễm dùng bất cứ biện pháp gì, dù sao cô cũng đã làm được. Hạ Tưởng lại tăng thêm lòng tin với Trần Yến. Ý đồ của Trần Yến rốt cuộc là gì, Hạ Tưởng không nghĩ nhiều. Mỗi con người đều có cách thức làm việc quy tắc đối xử của bản thân. Trần Diễm chí ít cũng không có khuyết điểm mà Hạ Tưởng không thể tha thứ,
cũng không phạm những lỗi lớn không thể tha thứ. Dù sao âm thầm hợp tác một lần xem sao đã. Huống hồ Quý Như Lan đã từng nói qua, Trần Diễm đại khái có thể tin tưởng. Đại khái có thể tin, chính là có mức độ tin tưởng nhất định. Đối với Hạ Tưởng mà nói, trừ phi là người phản bội hoàn toàn không có nguyên tắc, chỉ cần là có tấm lòng có phẩm hạnh, thì có thể trở thành đồng minh tạm thời. Liên Nhược Hạm cũng có lời nhắn để lại cho Hạ Tưởng. Con gái rất khỏe mạnh, tuy nhiên đôi mắt và mũi càng ngày càng giống anh. Đáng ghét, con gái lớn lên giống em thì tốt, dù sao đừng đen giống anh. Hạ Tưởng cười không lên tiếng, con gái rất trắng, màu da giống mẹ, nhưng mặt mũi lại cực kỳ giống hắn. Quả thật con gái giống cha nhiều hơn, không sai chút nào. Sau đó Hạ Tưởng liền kinh ngạc phát hiện, hắn không ngờ nhận được tin nhắn của Cổ Ngọc. Sau khi Cổ Ngọc đi châu Âu, cũng không biết là đổi tính hay là có cách nghĩ khác, liên tục liên lạc với hắn. Khiến Hạ Tưởng rất lo lắng. Hỏi lão cổ cũng liên lạc không được với cô. Tuy nhiên lão cổ lại không hề lo lắng chút nào về Cổ Ngọc. Cho rằng Cổ Ngọc luôn ứng phó được. Khi Cổ Ngọc ra nước ngoài, lão cổ đặc biệt sắp xếp hai trợ lý đi theo cô. Một người chuyên phụ trách cuộc sống hàng ngày của cô, một người phụ trách công việc của cô. Hai trợ lý đều là người mũi nhọn trong hàng ngàn nữ binh của lão cổ. Có thể nói văn võ song toàn, đi theo cô vừa là giúp việc, vừa là vệ sĩ. Hạ Tưởng gần đây tuy rằng rất bận, trong lòng từ đầu tới cuối lại luôn bận tâm tới Cổ Ngọc. Không biết rốt cuộc là sao, hắn luôn cảm thấy người phụ nữ giống Cổ Ngọc phi phàm thoát tục, như thể không ở trần thế, chính là nói, có lẽ không thể thích trẻ con. Không ngờ tới, Cổ Ngọc vì đứa bé, ra nước ngoài tĩnh dưỡng, dốc hết tất cả tình yêu. Con gái, có lẽ trời sinh thì đã có tình mẫu tử. Đoạn tin nhắn của Cổ Ngọc không dài. Hạ Tưởng, em đang ở châu Âu, một mình đi dạo xung quanh, ở nơi hoang vắng, trong lòng nhẹ nhõm, mang một sinh mệnh trong người, cũ thật vui vẻ thoải mái. Em nghĩ rằng có thể có một cuộc sống tự do tự tại, nhưng lại phát hiện ra, vẫn rất nhớ anh, thực sự rất nhớ anh. Trong lòng Hạ Tưởng nổi lên sự ấm áp và hoài niệm. Ngẫm nghĩ một chút, hắn trả lời lại một câu. Đời người rất ngắn ngủi, đường đời thì dài lâu. Cổ Ngọc, anh luôn chờ em trở về. Cho rằng Cổ Ngọc không còn trên mạng, không ngờ tin nhắn vừa mới gửi đi, Cổ Ngọc lại trả lời. Chờ sau khi sinh con, em sẽ trở về nước. Nếu là con trai, thì lấy họ Cổ. Nếu là con gái, lấy họ Hạ. Không nghe lời của anh và ông nội, phải nghe lời em. Được, nghe lời em. Hạ Tưởng luôn luôn nhường người con gái mà hắn yêu mến. Một đêm, Hạ Tưởng yên lòng mà ngủ, ôm ấp hy vọng và ước mơ, hơn nữa mơ một giấc mơ lúc nửa đêm. Nhưng vẫn màn đêm đó, lại có nhiều người mất ngủ, trằn trọc hoặc là hoảng sợ bất an. Coi như là miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, cũng là ác mộng triền miên. Những người làm toàn chuyện xấu, một ngày nào đó sẽ gặp ác mộng, thậm chí là ác mộng không thể tỉnh lại được. Bắc Kinh, một đêm Lôi Trị không ngủ, y trằn trọc, khó đi vào giấc ngủ. Tấn Dương, Vương Hướng Tiền uống rượu ưu sầu, trằn trọc không yên. Lôi Tiểu Minh đi qua trái qua phải, đứng ngồi không yên ở trong phòng. Cuối cùng đã quyết định hạ quyết tâm. Mà cũng là một đêm không ngủ của Tiêu Lôi, y băn khoăn suốt đêm. Huy động toàn bộ cảnh lực của Cục Công an thành phố, bày ra thiên la địa võng, phải bắt Địch Quốc Công quy án. Cũng cùng lúc đó, Trương Bình Thiếu cũng là một đêm không ngủ, và điều khác biệt với Tiêu Lôi lòng thiêu như lửa đốt là, y cả đêm không chợp mắt là vì ý chí chiến đấu dâng trào, là vì y phải bố trí tỉ mỉ, là vì y biết thời cơ đánh vỡ sự cân bằng của quan trường Tấn Dương đã tới rồi. Y phải đao to búa lớn mà ra tay. Chỉ trong một đêm, Địch Quốc Công như bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn không có tin tức, toàn thành phố giới nghiêm, toàn thể được điều động, ngay cả một dấu chân của Địch Quốc Công cũng không phát hiện ra. Dường như Địch Quốc Công một bước bay thẳng lên mây mọc cánh thành thiên vậy. Chuyện lạ, đúng thật là một chuyện lạ động trời. Tiêu Lôi rất kinh ngạc và phẫn nộ, cảm thấy như bị Địch Quốc Công lừa gạt. Y tin tưởng Địch Quốc Công như vậy, chống chọi lại mọi thế lực ở thành ủy, cho Địch Quốc Công thêm một ngày để xử lý sự việc. Hơn nữa Địch Quốc Công rõ ràng đã nhận lời với y là sẽ tự mình đến đầu thú. Kết quả thì hay thật, Địch Quốc Công đã trêu đùa y, gã đã bỏ trốn. Tiêu Lôi cho rằng sự mất tích của Địch Quốc Công chỉ là một thủ đoạn lừa bịp của gã mà thôi, là Địch Quốc Công muốn trêu đùa y, nhất định là Địch Quốc Công thấy tình thế không ổn nên bỏ trốn. Dựa vào mạng lưới quan hệ và khả năng kinh tế của Địch Quốc Công,
cho dù gã đi đường bộ hay đường hàng không thì tuyệt đối sẽ có thể bay đến một bến bờ tốt đẹp nhất. Tiêu Lôi có cảm giác như Ngũ Tử Tư chỉ một đêm đã bạc đầu, thành ủy đã yêu cầu cục công an thành phố khống chế Địch Quốc Công, kết quả Địch Quốc Công vẫn mất tích, y phải gánh chịu trách nhiệm lãnh đạo tương ứng. Địch Quốc Công thật không phải là bạn tốt, uổng công y đã rất tin tưởng gã, vậy mà gã chỉ lo cho bản thân mình, mặc kệ y có giải quyết tốt hậu quả hay không, cũng giống như Địch Quốc Công đã lợi dụng sự tín nhiệm của y đối với gã, thực sự đã chơi khăm y. Khi trời sáng, Tiêu Lôi mới tin Địch Quốc Công quả thực đã bốc hơi khỏi nhân gian, y liền biết mình có thể sẽ gặp phải một tai ương ngập đầu. Các cán bộ lớn nhỏ trong thành ủy Tấn Dương đều ngạc nhiên phát hiện ra rằng, hôm nay Bí Thư Trương đi làm sớm hơn nhiều so với mọi khi, nhiều người đều đến thành ủy đúng giờ như mọi khi, đã để ý thấy Bí Thư Trương ngồi trong phòng làm việc đã lâu. Hơn nữa hôm nay tinh thần của Bí Thư Trương vô cùng nghiêm túc, dường như có chuyện nghiêm trọng gì xảy ra vậy, không ít người biết rằng đã sắp có chuyện nghiêm trọng gì xảy ra. Không bao lâu, các cán bộ lớn nhỏ và các nhân viên trong thành ủy đều kiềm chế sự tùy ý và chào hỏi như thường ngày, sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm túc, gặp mặt cũng không chào hỏi chỉ khẽ gật đầu hoặc cùng lắm chỉ dùng ánh mắt để trao đổi. Bước chân của mỗi người đều vội vàng, dường như có một trận bão táp sắp xảy ra. Trong cuộc sống không thể luôn luôn trời trong nắng ấm, một ngày nào đó sẽ có bão táp, chỉ là vấn đề thời gian. 8:30, thị trưởng Phạm Kinh Luân mới đến thành ủy, vừa xuống xe liền nhận được thông báo mời y lập tức tới văn phòng bí thư mở một cuộc họp khẩn cấp. Phạm Kinh Luân còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chậm rãi tiến đến văn phòng của bí thư thành ủy, vừa mở cửa ra liền sửng sốt, ngoài Trương Bình Thiếu ra phó bí thư thành ủy, phó thị trưởng thường trực, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố, trưởng ban tổ chức thành ủy cùng với bí thư đảng ủy công an là Tiêu Lôi, hầu như các lãnh đạo chủ chốt trong thành ủy đều có mặt, nói đúng hơn là chỉ đang chờ một mình y. Phạm Kinh Luân mới cảm giác được một luồng khí lạnh đập vào mặt, đúng vậy, là luồng khí lạnh. Luồng khí lạnh đó từ người của Trương Bình Thiếu phát ra, lan tỏa ra khắp căn phòng, nói đúng hơn là toàn bộ không khí ở trong phòng đều do Trương Bình Thiếu khống chế. Từ khi nào mà Trương Bình Thiếu lại có khí thế như vậy? Trong lòng Phạm Kinh Luân mới nảy sinh một nghi vấn không lớn cũng không nhỏ, Trương Bình Thiếu liền mở miệng nói. Đồng chí Kinh Luân đã đến rồi, tốt lắm, mọi người đã đến đông đủ, bây giờ bắt đầu cuộc họp. Phạm Kinh Luân cảm thấy khó hiểu liền hỏi. Mở cuộc họp gì vậy? Mở cuộc họp tạm thời đình chỉ chức vụ cục trưởng công an thành phố của đồng chí Tiêu Lôi. Trương Bình Thiếu chậm rãi nói, âm thanh cũng không lớn nhưng lại giống như tiếng sét đánh ngang tai Phạm Kinh Luân. Cái gì? Phạm Kinh Luân biết Trương Bình Thiếu từ sớm đã muốn nhúng tay vào cục công an thành phố, không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy, hơn nữa lại đột ngột như vậy. Việc là như thế này. Ở ngoài mặt Trương Bình Thiếu rất bình tĩnh, thực ra trong lòng lại thầm vui trước thái độ thất thố của Phạm Kinh Luân. Được rồi, tôi không nói nữa, tốt hơn là mời đồng chí Tiêu Lôi tự mình nói rõ thì hơn. Tiêu Lôi đứng lên với vẻ mặt uể oải. Tôi chấp nhận sự xử trí của thành ủy, đồng ý gánh vác mọi hậu quả. Không cúi đầu nhận lỗi thì không được rồi, Tiêu Lôi biết rõ Trương Bình Thiếu đã sớm muốn đá văng y ra, nhưng vẫn không tránh khỏi bị rơi vào tay Trương Bình Thiếu, có thể cảm thấy được sự ủ rũ, chán nản và căm hận trong lòng của y, nhưng có thể làm gì được. Mọi việc trong quan trường ai có lý thì người đó chiếm thế thượng phong, huống hồ gì Trương Bình Thiếu lại là lãnh đạo. Không chỉ là lãnh đạo thành ủy mà còn là lãnh đạo tỉnh ủy. Tiêu Lôi thì đã cúi đầu nhưng cũng là do tình thế cấp bách, nhận sai thì không sao nhưng cuối cùng kết quả xử lý ra sao còn là một quá trình đọ sức dai dẳng, y không lo lắng mình vì vậy mà bị cách chức. Lôi chị học còn ở Bắc Kinh chưa về, không có nhân vật số một ở tỉnh ủy thì sẽ không thể mở hội nghị thường vụ tỉnh ủy, đối với việc xử trí một ủy viên thường vụ thành ủy như y thì hội nghị thường vụ tỉnh ủy mới có quyền quyết định. Bây giờ tạm dừng chức vụ chỉ là một việc cần làm khi Địch Quốc Công mất tích. Cũng không chứng tỏ y nhất định sẽ bị liên lụy vì sự việc này, và lại quyền lực lớn nhất của Trương Bình Thiếu chỉ là khiến cho y tạm thời bị đình chỉ chức vụ. Tiêu Lôi đã thừa nhận sai lầm của mình ngay trước mặt lãnh đạo chủ chốt của thành ủy, tự kiểm điểm với thành ủy về việc Địch Quốc Công mất tích và chấp nhận bất cứ quyết định xử phạt nào của thành ủy. Lúc này Phạm Kinh Luân mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tại sao Địch Quốc Công lại đột nhiên mất tích. Tại sao toàn là những chuyện rối rắm. Tiêu Lôi cũng thật là... Địch Quốc Công đã không có đường chạy, nhất định phải được ăn cả ngã về không, không bỏ trốn mới là lạ, còn dám thả Địch Quốc Công chạy loạn xạ. Quá đáng, thật
thật quá đáng. Phạm Kinh Luân bực tức, ở trước mặt mọi người phê bình Tiêu Lôi vài câu, chỉ ra mọi người trên dưới trong cục thành phố phải lấy việc này làm cơ hội mở ra một đợt giáo dục tư tưởng, chỉnh đốn tác phong công tác và yêu cầu Tiêu Lôi điều tra rõ cuộc sống hư hỏng của Địch Quốc Công, kịp thời báo cáo kết quả điều tra cho thành ủy. Ngoài mặt Phạm Kinh Luân đang phê bình Tiêu Lôi, nhưng thực tế vẫn đang bảo vệ Tiêu Lôi và đề ra lý do Tiêu Lôi có trách nhiệm điều tra chuyện của Địch Quốc Công, ẩn ý là trong thời gian Tiêu Lôi tạm thời đình chỉ chức vụ nhưng vẫn tiếp tục thực thi quyền lực của một cục trưởng. Trương Bình Thiếu sao có thể không biết ý nghĩ của Phạm Kinh Luân? Y vừa xua tay, dùng quyền uy và uy thế của một nhân vật số một, kiên định nói. Đồng chí Tiêu Lôi tạm thời bị đình chỉ chức vụ thì không cần thiết phải nhúng tay vào điều tra vụ việc của Địch Quốc Công nữa. Vụ việc của Địch Quốc Công chứng cớ vô cùng xác thực, sự thật rõ ràng, tôi đề nghị lập tức mở cuộc họp hội nghị thường vụ thảo luận vấn đề, chính thức lập hồ sơ bắt giam Địch Quốc Công. Trương Bình Thiếu ra sức thúc đẩy mạnh mẽ chính là muốn ép chết vụ án của Địch Quốc Công, sau đó chính thức tiến vào giai đoạn bắt giam. Còn có một điều, Trương Bình Thiếu sẽ không cho Tiêu Lôi có cơ hội lật lại bản án, không cho nguyện vọng tốt đẹp của Phạm Kinh Luân trở thành sự thật. Sau đó Trương Bình Thiếu chủ trì mở cuộc họp hội nghị thường vụ, trong cuộc họp hội nghị thường vụ sẽ tiến hành thảo luận hai vấn đề là tạm thời đình chỉ chức vụ Cục trưởng Cục Công an thành phố của Tiêu Lôi và chính thức lập hồ sơ vụ án của Địch Quốc Công. Mặc dù có nhiều lời phản đối nhưng Trương Bình Thiếu bác bỏ ý kiến của mọi người, cuối cùng đưa ra ý kiến. Xảy ra vấn đề gì thì đích thân tôi sẽ đến tỉnh ủy giải thích rõ với Bí thư Lôi và Chủ tịch tỉnh Hạ. Lời vừa nói ra khiến mọi người đều á khẩu, cuối cùng hội nghị kết thúc dựa theo ý kiến của Trương Bình Thiếu mà thông qua nghị quyết. Tiêu Lôi tạm thời bị đình chỉ chức vụ Cục trưởng Cục Công an thành phố, nhưng vẫn còn là ủy viên thường vụ thành ủy, Bí thư Đảng ủy Công an. Không ít người cứ tưởng Trương Bình Thiếu chỉ muốn động đến quyền lực Cục trưởng Cục Công an thành phố của Tiêu Lôi, nhưng lại không biết rằng Trương Bình Thiếu đã để lại một cái bẫy lớn cho Tiêu Lôi. Sự biến đổi lớn ở thành ủy đã truyền đến tỉnh ủy trong thời gian nhanh nhất. Thực ra đa số các lãnh đạo của tỉnh ủy đã sớm biết được sự thay đổi ở thành ủy. Dù sao cũng là chuyện lớn, Trương Bình Thiếu không thể tự ý đình chỉ công tác của một ủy viên thường vụ thành ủy mà không xin chỉ thị của lãnh đạo. Tiêu Lôi cũng không phải tay vừa, y là cán bộ tỉnh quản lý. Quyết định của Trương Bình Thiếu được sự ủng hộ của vài lãnh đạo tỉnh ủy bao gồm cả Hạ Tưởng, Phó Bí thư tỉnh ủy Trương Duy Chiếu và Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh kiêm Giám đốc Sở Công an Mộc Thành Kiệt cũng ủng hộ quyết định xử lý Tiêu Lôi của thành ủy. Còn các ủy viên thường vụ khác như là Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Vương Hướng Tiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lưu Bình Hành, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Mao Thân Văn cũng bảo lưu ý kiến trước quyết định của thành ủy. Nhưng họ không phải là cán bộ cấp cao nắm quyền quản lý trực tiếp trong Cục Công an thành phố nên quyền phát ngôn không bằng Hạ Tưởng, quyền phát ngôn của Trương Duy Chiếu và Mộc Thành Kiệt lại nặng ký hơn. Sau khi Hạ Tưởng mở cuộc họp hội ý liền đưa ra quyết định, và chỉ thị cho Sở Công an tỉnh chỉ đạo Ủy ban Kỷ luật thành phố điều tra vụ án của Địch Quốc Công. Giám đốc Sở Công an tỉnh, Mộc Thành Kiệt bày tỏ sự ủng hộ của Sở Công an tỉnh trước quyết định của thành ủy về việc tạm đình chỉ chức vụ Cục trưởng Cục Công an thành phố của Tiêu Lôi. Đồng thời Sở Công an tỉnh cũng sẽ tham gia điều tra vụ án của Địch Quốc Công, và sẽ mở cuộc họp nghiên cứu việc tiến thêm một bước truy cứu trách nhiệm của Tiêu Lôi. Sau khi cuộc họp đạt được nhận thức chung, Vương Hướng Tiền rất bất mãn nói. Đồng chí Hạ Tưởng, tôi bảo lưu ý kiến. Đồng chí Hướng Tiền bất đồng ý kiến cũng có thể hiểu được. Hạ Tưởng rất thản nhiên nói. Tôi đã nói chuyện điện thoại với đồng chí chị học ngày mai sẽ về. Hạ Tưởng tuy không nói rõ thái độ của Lôi Trị Học là như thế nào, nhưng ngụ ý đã ám chỉ Lôi Trị Học đã ngầm thừa nhận quyết định của hội nghị tỉnh ủy, liền khiến cho Vương Hướng Tiền vô cùng kinh sợ, tại sao ngay cả Bí thư Lôi cũng buông tay. Không thể nào. Sự việc không thể xảy ra đã xảy ra. Sau cuộc họp, Vương Hướng Tiền lập tức gọi điện cho Lôi Trị Học, kết quả như Hạ Tưởng đã nói, Lôi Trị Học người ở Bắc Kinh thì đầu óc cũng ở Bắc Kinh, dường như chẳng thèm quan tâm đến việc xảy ra ở tỉnh Tây. Chỉ nhấn mạnh nói chờ y về rồi mới nói, trước khi y trở về thì tất cả công việc ở tỉnh ủy đều do Hạ Tưởng quyết định. Lúc đầu Vương Hướng Tiền hơi kinh ngạc, sau đó lại hiểu ra được điều gì đó, xem ra con đường vào bộ của Bí thư Lôi vô cùng gian nan. Nếu chẳng may Bí thư Lôi vào bộ trễ một nhiệm kỳ, mà bây giờ y cứ bám theo Lôi Trị Học có phải là sai lầm rồi không? Tin tức Tiêu Lôi tạm thời bị đình chỉ chức vụ Cục trưởng Cục Công an đã nhanh chóng lan truyền khắp các con phố lớn nhỏ ở Tấn Dương. Đồng thời, tin Địch Quốc Công mất tích cũng gây chấn động như vậy,
từng đợt chấn động cứ lan rộng ra giống như một cơn gió mùa xuân lồng lộng bay phất phới trên khoảng không Tấn Dương. Địch Quốc Công mất tích và Tiêu Lôi tạm thời bị đình chỉ công tác chỉ là một phần có thể công khai, còn có những chuyện không thể công khai. Khi Tiêu Lôi vừa bị đình chỉ công tác chưa được nửa giờ đồng hồ, sau khi Phó Cục trưởng Thường trực Cục Công an thành phố là Thù Đường chủ trì toàn bộ công việc của Cục Công an thành phố chưa được 15 phút liền lập tức hành động, khống chế vài tên thân tín của Địch Quốc Công. Không chỉ có thân tín của Địch Quốc Công bị khống chế, vài tên thuộc hạ của Tang Thiên Lương cũng nhanh chóng bị Thù Đường áp dụng biện pháp nghiêm khắc bắt tạm giam theo luật hình sự với tội danh cố ý giết người. Từ việc Tang Thiên Lương bị bắt giữ, đến việc Địch Quốc Công mất tích, cộng với việc Tiêu Lôi bị đình chỉ công tác đã làm dậy lên một cơn sóng lớn gội rửa cả Cục Công an thành phố. Ngay từ đầu, không ít người ở Cục Công an thành phố Tấn Dương cũng không biết tại sao lại phải bắt giam những thuộc hạ của Tang Thiên Lương. Sau khi Tang Thiên Lương bị bắt giam, tin tức y đã nhận tội không được truyền ra ngoài, y đã phạm phải tội gì, chuyện nghiêm trọng đến mức nào, cuối cũng sẽ có kết cục như thế nào. Trong Cục Công an thành phố có không ít người đang bàn tán xôn xao, nhưng lại không có một kết luận nào là gần đúng với sự thật. Đa số mọi người cứ nghĩ Tang Thiên Lương bị bắt giam chỉ bởi vì vấn đề kinh tế, dù sao thân là chi đội trưởng trong chi đội, toàn phụ trách những vụ án về kinh tế, không thể tránh khỏi có hành vi tham ô nhận hối lộ. Nhưng ai cũng không ngờ rằng, Tang Thiên Lương lại dính đến vụ án giết người. Là người có địa vị cao, không sợ vấn đề kinh tế, chỉ sợ mạng người là trên hết. Đương nhiên, trừ phi là có quyền thế ngập trời, có thể tạm thời dìm xuống, nhưng chỉ cần liên quan đến mạng người, chỉ cần bị người khác đào ra là sẽ bị một đòn chí mạng, còn nghiêm trọng hơn gấp trăm ngàn lần so với tội tham ô nhận hối lộ. Chỉ cần ở phía sau có người thúc đẩy thì chỉ có con đường chết. Vốn dĩ Cục Công an thành phố đã ầm ĩ vì việc Tiêu Lôi bị đình chỉ công tác, cộng thêm việc Phó Cục trưởng Thường trực Thù Đường vừa tiếp nhận công việc ở Cục Công an thành phố đã bày ra một bộ mặt muốn thanh toán thật khó coi. Không ít Phó Cục trưởng, Đại đội trưởng đều lần lượt tỏ ra bất mãn trước cách làm của Thù Đường, một là tỏ ra biếng nhác, hoặc là ngấm ngầm hay trực diện đối nghịch với Thù Đường. Có thể nói, nền móng của Thù Đường ở Cục Công an thành phố đã lung lay, đừng nói là nắm đại cục trong tay. Nếu không có thủ đoạn siết chặt hơn thì có thể trong Cục Công an thành phố sẽ xảy ra việc chống đối tập thể đối với công việc chủ trì của Thù Đường. Dù sao thì Thù Đường chỉ là Phó Cục trưởng Thường trực, vừa không phải là nhân vật số 1, cũng không phải là ủy viên thường vụ thành ủy. Nhưng sự việc đã xuất hiện biến cố không ai ngờ tới. Sau khi Tang Thiên Lương bị bắt giam, bởi vì bên phía ủy ban kỷ luật luôn giữ kín như bưng, không ít người trong Cục Công an thành phố thăm dò khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức gì, hoàn toàn không biết Tang Thiên Lương đã phạm phải tội gì. Nhưng sau khi Thù Đường tiến hành loại trừ, Cục Công an thành phố bỗng nhiên có một vài tin đồn được lan truyền ra ngoài, nói là Tang Thiên Lương dính đến vụ án giết người. Không ít người cực kỳ hoảng sợ, đừng nói Tang Thiên Lương chỉ là một chi đội trưởng nhỏ bé, cho dù y là đại đội trưởng, phó cục trưởng, hay là nhân vật số 1 của Cục Công an thành phố. Nếu bản thân đã dính vào vụ án giết người thì chỉ có đường chết. Tin đồn lan truyền cực nhanh, chỉ trong vòng một tiếng đã lan truyền khắp Cục Công an thành phố, khiến cho một đám người vốn dĩ rất hùng hổ hợp sức với nhau để ức chế Thù Đường liền lập tức rút lui. Thật buồn cười, thân là một nhân viên cảnh sát lại ra mặt cho một tên giết người, đúng là một việc làm cực kỳ ngu xuẩn. Tin tức Tang Thiên Lương dính líu đến vụ án giết người lan truyền chưa tới 2 tiếng thì lại có một nguồn tin khác. Càng khiến cho các thế lực đang liên kết phản đối Thù Đường lại một lần nữa vô cùng kinh ngạc. Tang Thiên Lương dính đến vụ án giết người, kẻ chủ mưu đằng sau là Địch Quốc Công. Tin đồn vừa lan truyền ra các thế lực liên kết phản đối càng kinh ngạc, tại sao mũi dùi lại càng chỉ càng cao, chẳng lẽ nói vụ việc của Tang Thiên Lương cuối cùng sẽ dính líu đến những nhân vật ở cấp cao hơn. Quả nhiên thế lực liên kết phản đối đã đoán đúng, về sau tin đồn truyền đến càng lúc càng hung tợn, lời ám chỉ càng lúc càng lợi hại. Cuối cũng chỉ về phía cục trưởng đang bị đình chỉ công tác là Tiêu Lôi. Lời đồn cứ như thế dần dần tăng lên, Tang Thiên Lương chịu sự sai khiến của Địch Quốc Công, hối lộ không được, vu cáo việc kinh doanh hợp pháp của Lý Hướng Văn thành buôn bán hàng giả mạo, hãm hại Lý Hướng Văn vào tù lại còn nuốt hết tài sản và đất đai của Lý Hướng Văn. Sau khi Lý Hướng Văn được tòa án phán quyết vô tội, chứng tỏ vụ án của Lý Hướng Văn chỉ là án oan án sai, như vậy tội danh vu cáo và hãm hại của Địch Quốc Công thành lập. Trước tình hình như vậy Tiêu Lôi vẫn còn ra sức bác bỏ ý kiến của mọi người đề bạt Địch Quốc Công. Sau khi Địch Quốc Công được đề bạt không lâu,
bởi vì chuyện Lý Hướng Văn đã đến khắp nơi phản ánh là bị địch quốc công chiếm hết tài sản nên đã chọc giận địch quốc công, kết quả địch quốc công trong cơn tức giận đã sai khiến Tang Thiên Lương đem người đi đánh chết Lý Hướng Văn. Sau vụ việc vì muốn che giấu hành vi phạm tội đã lấy vụ tai nạn giao thông gây chuyện dẫn đến đánh nhau để định tội, kết án qua loa. Sau khi địch quốc công biết được Tang Thiên Lương khai y ra nên bí quá hóa liều, dưới sự hỗ trợ của Tiêu Lôi đã ung dung trốn thoát. Tiêu Lôi biết rõ địch quốc công có liên quan đến tội giết người, thân là công an viên chức của nhà nước và là cục trưởng cục công an lại dung túng cho địch quốc công, cố ý không phục tùng theo quyết định của thành ủy, cuối cùng để cho địch quốc công bỏ trốn. Sau khi toàn bộ sự việc được biết rõ, thế lực liên kết phản đối thủ đường trong chốc lát đã có hơn nửa số người từ bỏ ý định giúp Tiêu Lôi ra mặt, trong lòng nghĩ không ổn rồi, nếu cuối cùng điều tra ra được sự thật Tiêu Lôi và Tang Thiên Lương có một sợi dây gắn kết với nhau thì sau khi Tiêu Lôi bị tạm thời bị đình chỉ chức vụ cục trưởng chưa tới nửa ngày, tin đồn đã nổi lên từ phía, liền chứng tỏ một điều, có người muốn thừa cơ hãm hại, muốn lật đổ cục trưởng Tiêu. Cục trưởng Tiêu, nguy rồi. Nhưng cũng có vài người thân tín của Tiêu Lôi không tin, không lay động, tìm đến thủ đường gây sự, yêu cầu thủ đường chỉnh đốn trật tự ở cục công an thành phố. Nghiêm túc điều tra ra người đặt điều, trả lại sự trong sạch cho Tiêu Lôi. Khi thủ đường vừa mới đối mặt với thế lực liên kết phản đối lại mình còn có chút bối rối, sức mạnh dường như không đủ, nhưng sau khi tin đồn liên quan đến Tang Thiên Lương và địch quốc công được truyền ra ngoài thì cuối cùng sự việc lại liên lụy đến Tiêu Lôi, chỉ trong chốc lát y đã thay đổi thành một người khác. Không những tràn đầy khí thế mà còn rất tự tin đáp lại sự chất vấn của những thân tín của Tiêu Lôi. Vàng thật không sợ lửa, loạn cái gì? Nếu bí thư Tiêu trong sạch thì không ai có thể vẩy bẩn lên người y. Nếu y có chuyện thì tỉnh ủy và thành ủy sẽ điều tra rõ ràng, các anh nói cũng vô ích thôi, chỉ tổ thêm phiền. Ai có việc thì đi mà làm đi, không cần làm việc nữa sao? Thủ đường khí thế dâng cao, trong chốc lát làm cho những thuộc hạ thân tín của Tiêu Lôi ngơ ngác nhìn nhau. Không nói nên lời. Nhưng ỷ vào việc Tiêu Lôi vẫn là ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy công an, mấy người họ vẫn không chịu nhượng bộ. Phó cục trưởng Thù, nếu không cho chúng tôi một lời giải thích thì hôm nay chúng tôi sẽ không đi. Cục trưởng Tiêu chỉ tạm thời bị đình chỉ công tác đã bị mọi người đặt điều lung tung, cả đời làm công tác cách mạng, cuối cùng lại bị kẻ tiểu nhân hãm hại, thật chạnh lòng. Như vậy được rồi. Thù Đường đứng dậy. Mỗi người các anh viết một bản báo cáo, chờ sau khi tôi ký tên rồi trình lên thành ủy, hy vọng thành ủy có thể nhanh chóng khôi phục lại chức vụ của Tiêu Lôi, tôi cũng chút được gánh nặng, đỡ phải mang tiếng. Mấy người họ cảm thấy khó tin liền nhìn nhau, thái độ của Thù Đường thay đổi rất lớn, bỗng chốc khiến người khác khó mà chấp nhận được, nhưng mấy người nghĩ kỹ lại, vẫn chấp nhận lời đề nghị của Thù Đường. Được, cứ làm theo ý kiến của Phó Cục trưởng Thù. Chờ sau khi mấy người họ rời đi. Trên khóe miệng của Thù Đường lộ vẻ tươi cười. Không bao lâu, mấy người họ liền cùng nhau ký vào một tờ đơn, giao tận tay cho Thù Đường. Thù Đường nhìn qua rất hài lòng, gật gù nói. Tôi sẽ trực tiếp trình bản đề nghị này cho Bí Thư Trương, xin cứ đợi tin tức. Sau khi họ đi ra ngoài, Thù Đường cẩn thận xem lại bản báo cáo một lần nữa, sau đó lấy viết đỏ ra đánh một dấu chéo to tướng lên các chữ ký của mấy người họ, sau đó cười khinh. Liên kết lại phản ánh với thành ủy sao? Còn tưởng Tiêu Lôi có thể quay trở về cục công an thành phố sao? Đúng là nằm mơ. Mấy người họ không ngờ tới là họ đã trúng kế của Thù Đường. Không lâu sau, những người liên kết ký tên vào bản đề nghị đều bị tách ra, hoặc là bị điều khỏi cục công an thành phố, hoặc cho nghỉ hưu trước thời hạn, hoặc bị cho ra rìa, tóm lại, không một ai có kết cục tốt. Gần tới giờ tan ca, tin đồn càng lúc càng dữ dội. Giống như một ngọn lửa đang cháy hừng hực, dần dần không thể khống chế được. Khi màn đêm buông xuống, quyết định của thành ủy một lần nữa được truyền đến cục công an thành phố, ủy ban kỷ luật đã bước đầu điều tra rõ sự thật phạm tội của địch quốc công, chuyển giao đến cơ quan tư pháp để xử lý. Đồng thời, ủy ban kỷ luật chính thức lập hồ sơ vụ án của địch quốc công và thông qua luật pháp niêm phong toàn bộ tài sản của 4 vị phu nhân của địch quốc công. Tình thế cuối cùng cũng có chiều hướng sáng tỏ. Sau khi Tiêu Lôi bị đình chỉ công tác cục trưởng ở cục công an thành phố chưa được bao lâu thì toàn bộ sự việc đã có sự tiến triển mang tính đột phá, ai là chướng ngại vật trong sự việc lần này thì chỉ cần nhìn qua là có thể thấy ngay. Tuy Tiêu Lôi tạm thời bị đình chỉ chức vụ cục trưởng cục công an nhưng vẫn còn là ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy công an, cũng có một văn phòng làm việc trong thành ủy. Sau khi y nghe được một loạt các biến cố thì không khỏi thở dài một tiếng, sắc mặt u ám,
ngửa mặt lên trời và nói. Địch Quốc Công, anh đúng là một tai họa. Ai cũng có thể thấy được, đợt địa chấn trong quan trường ở Tấn Dương sắp diễn ra, nhưng không ai có thể ngờ rằng khi đợt chấn động sắp bùng phát thì lại có tin đồn về sự bất hòa giữa các chủ mỏ than. Tin đồn bất hòa là giữa Giang Cương và Vương Thắng Soái. Quan hệ giữa Giang Cương và Vương Thắng Soái vốn dĩ rất tốt, tuy cùng là chủ mỏ than, cùng một ngành nhưng trong sự cạnh tranh lại có hợp tác, trong rất nhiều sự việc luôn có cách nhìn nhất trí. Có thể nói, trong 10 đại gia ở tỉnh Tây thì Giang Cương và Vương Thắng Soái có quan hệ rất thân thiết, là một hình mẫu. Nhưng không ai ngờ rằng Giang Cương và Vương Thắng Soái đã cắt đứt quan hệ. Đúng ra với địa vị của Giang Cương và Vương Thắng Soái thì cho dù có việc gì bất hòa cũng không đến nỗi phải trở mặt với nhau, dù sao cũng là người có thân phận, lại cùng ở Tấn Dương, ngước đầu lên không thấy thì cúi xuống cũng thấy. Nhưng cứ nghĩ là sự việc không thể xảy ra thì đã xảy ra. Giang Cương và Vương Thắng Soái chẳng những trở mặt, hai người cũng đều nói ra lời độc, từ nay về sau sẽ cắt đứt quan hệ. Cắt đứt quan hệ là bởi vì Vương Thắng Soái là người đầu tiên xin đăng ký trở thành xí nghiệp thí điểm, rất thuận lợi, xí nghiệp của y được chính quyền tỉnh công nhận là xí nghiệp thí điểm đầu tiên của Quốc vụ viện ở tỉnh Tây. Hành động của Vương Thắng Soái đã phá vỡ bước tiến đoàn kết của các xí nghiệp than đá ở tỉnh Tây, khiến cho Hạ Tưởng thành công mở ra một chỗ hỏng giữa các xí nghiệp than đá ở tỉnh Tây, thậm chí có thể để cho Hạ Tưởng dùng Vương Thắng Soái làm bàn đạp, đập tan từng xí nghiệp than đá lớn ở tỉnh Tây, do đó đạt tới sự phân hóa, mượn cơ hội đạt được mục đích cuối cùng. Giang Cương tìm Vương Thắng Soái để nói chuyện, y muốn thuyết phục Vương Thắng Soái thay đổi ý định, thu hồi mệnh lệnh. Kết quả Vương Thắng Soái lập lờ, không chịu nghe lời khuyên, Giang Cương dưới tình thế cấp bách nói một câu oán hận, cuối cùng Vương Thắng Soái cũng không khách sáo đáp trả lại một câu mỉa mai, hai người liền cắt đứt quan hệ. Cũng là vì Giang Cương trong lòng không nguôi, y rõ ràng thấy được Vương Thắng Soái có dã tâm muốn giữ ba tiến một, là muốn thay thế y nhảy vọt lên làm người giàu nhất ở tỉnh Tây. Hơn nữa Giang Cương bây giờ bị bao vây tứ phía, có người ở phía sau định tranh giành khai thác mỏ An Đạt của y, cho nên lời nói có hơi quá một chút. Sau khi Giang Cương chào tạm biệt Vương Thắng Soái, khi đang chuẩn bị giao ước với các xí nghiệp than đá khác, liên kết với nhau, nhất trí loại trừ Vương Thắng Soái thì đột nhiên có một sự việc từ trên trời rơi xuống liền khiến y đầu óc choáng váng. Sau khi Tang Thiên Lương bị bắt giam, có 5 vệ sĩ đi cứu viện, kết quả toàn bộ bị sa lưới, những vệ sĩ khai là được nhà máy khai thác mỏ An Đạt mời, hơn nữa còn khai là được y sai khiến. Giang Cương vô cùng kinh hãi. Người ngoài nhìn vào cục thế của Tần Dương thấy càng lúc càng khó bề phân biệt, nhưng Hạ Tưởng nhìn vào thì cục thế của Tấn Dương càng ngày càng rõ ràng. Đi theo chiều hướng trong sáng, ý nghĩ thông suốt, mọi việc đều thuận lợi, nếu không có chuyện bất ngờ gì xảy ra thì trong vòng nửa năm sẽ có hiệu quả. Nếu trong vòng 3 năm có thể trả lại cho Tấn Dương một bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh thì Hạ Tưởng đã cảm thấy hài lòng rồi. Nhà nước có kế hoạch 5 năm, Hạ Tưởng cũng có, xem đây là nơi cất cánh trong nhiệm kỳ chủ tịch tỉnh đầu tiên, lý tưởng của hắn là làm đủ 10 năm ở tỉnh Tây. Dùng thời gian 10 năm đó để hoạch định tương lai của tỉnh Tây, đồng thời cũng đặt ra cho mình một tư thế cất cánh. Buổi tối ở Tần Dương vẫn là một khoảng không mờ mịt, đứng bên cửa sổ nhìn xuống cảnh đêm của Tấn Dương, trong lòng Hạ Tưởng cảm thấy thanh thản, hắn tin rằng tương lai của Tấn Dương ngày càng tươi đẹp. Tấn Dương là tỉnh lỵ, sau khi phá cục sẽ đem lại một sự khởi đầu tốt cho toàn tỉnh. Đây cũng là lý do Hạ Tưởng luôn cố nắm giữ Tấn Dương. Cũng là nguyên nhân cơ bản mà hắn không thèm để mắt tới bất cứ thành phố nào khác. Trên thực tế, thế lực của Hạ Tưởng không chỉ đã lộ rõ ra ở tỉnh ủy, mà cũng có sức mạnh tiềm ẩn ở toàn tỉnh Tây và mấy thành phố khác, đợi đến khi cần thiết thì sẽ lần lượt thể hiện ra. Nhà của Hạ Tưởng không nhỏ, có cấp bậc càng cao thì nhà ở cũng lớn tương ứng. Một mình hắn ở thì có vẻ rất trống trải, một vị chủ tịch tỉnh trẻ tuổi lại ở có một mình thì khó tránh khỏi việc bị người khác để ý. Kể cả trưởng ban thư ký tỉnh là Mã Dục cũng đề nghị giúp hắn sắp xếp một trợ lý sinh hoạt, không gọi là bảo mẫu mà gọi là trợ lý, càng kín đáo càng mập mờ hơn nhưng lại bị hắn từ chối. Buổi tối hắn chỉ về để ngủ, lại không thường hay ở nhà, cần gì trợ lý. Sự việc lần trước xảy ra ở thành phố Lang hắn vẫn còn nhớ rất rõ, bây giờ Hạ Tưởng rất kiêng dè việc sắp đặt một bảo mẫu xinh đẹp ở bên cạnh. Bình thường việc dọn dẹp vệ sinh đã có chính quyền sắp xếp giải quyết. Trong thời gian ngắn Tào Thù Lê không có dự định đến Tấn Dương, Hạ Tưởng đã chuẩn bị sẵn tâm lý độc thân trong thời gian dài. Vừa mới nghĩ đến đó thì có điện thoại gọi đến. Buổi tối gọi điện thoại tới,
lại là điện thoại cá nhân, nhất định không phải là người ngoài. Hạ Tưởng cũng không nhìn số điện thoại mà trực tiếp bắt máy, quả nhiên bên kia truyền đến một giọng nói mà hắn rất đỗi quen thuộc. Này, ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn cái gì vậy? Cháo. Tốt, cũng rất nghe lời. Hạ Tưởng bật cười, người có thể nói chuyện thoải mái với hắn như vậy chỉ có một người, đó là Tào Thù Lê, hắn bất đắc dĩ nói. Cũng không có ai nấu cơm cho ăn, đành phải tùy tiện ăn ở ngoài thôi. Cứ nói như là anh khổ lắm vậy, em không tin anh đâu. Giọng nói của Tào Thù Lê rất dịu dàng, cho dù đã là vợ chồng lâu năm nhưng tình cảm của hai người vẫn tinh khôi như mới lúc mới cưới. Anh đường đường là một chủ tịch tỉnh, mỗi ngày đều có vô số người mời anh ăn cơm, anh còn làm ra vẻ đáng thương trước mặt em sao? Chỉ khi ở trước mặt người phụ nữ của mình thì người đàn ông mới lộ vẻ mặt chân thật nhất. Hạ Tưởng nói lời thành khẩn. Sống một mình rất buồn chán, em chừng nào mới đến với anh? Nhanh thôi, khi nào em sắp xếp ổn thỏa cuộc sống của ba mẹ xong thì sẽ qua. Ba mẹ vừa đến Bắc Kinh chưa được bao lâu, còn chưa quen, em phải ở lại giúp họ. Hơn nữa con trai của anh dạo gần đây không biết làm sao, rất dính lấy mẹ, em muốn đi nhưng con không chịu, còn nói là em chỉ cần ba mà không cần nó, đúng là thằng oắt con. Nói thì oán trách nhưng giọng điệu lại rất trìu mến. Hạ Đông từ mẫu giáo cho tới tiểu học đều đi cùng Tiểu Linh, nói Hạ Đông và Tiểu Linh là thanh mai trúc mã cũng rất chính xác. Cũng rất lạ là Hạ Đông và Tiểu Linh ở cùng nhau rất ít khi gây gổ, hình như trời sinh ra là Hạ Đông đã biết dỗ dành Tiểu Linh, mà với những bé gái khác thì Hạ Đông lại tỏ ra rất nghiêm trọng. Hạ Tưởng cũng có lúc cười mắng Hạ Đông là tiểu tử thối. Tuy nhiên lúc này Hạ Đông vẫn chưa thể hiện khả năng chính trị bẩm sinh của mình. Không thể đem so với cán bộ lớp 5 gạch đỏ ở trường tiểu học của địa phương nào đó, nhưng cũng có rất nhiều người tài từ nhỏ cũng không thể hiện ra khả năng lãnh đạo thiên phú, câu nói, muốn nổi tiếng cần nhân cơ hội sớm, có khi cũng không chính xác. Cũng rất thương tiếc cho những thiên tài như Dịch Thiên Chiết, Trọng Vĩnh. Lúc còn nhỏ cứ tận hưởng tuổi thơ và tạo một cơ sở vững chắc, thậm chí Hạ Đông sau này đi theo con đường chính trị hay kinh doanh hoặc là các ngành khác, Hạ Tưởng cũng sẽ không can thiệp, chỉ hy vọng nó vui vẻ là được. Vài chục năm sau, người Trung Quốc đầu tiên đạt được giải Nobel văn học đã phát biểu cảm nghĩ khi giành được giải thưởng rằng Trung Quốc không phải không có bậc thầy văn học, là vì tư tưởng bị giam cầm quá lợi hại, vẫn còn bị nhiễm độc từ đợt cải cách văn hóa, văn học không thịnh hành, không nâng cao văn hóa. Nhưng tình trạng của Trung Quốc lại là trường hợp đặc biệt của thế giới, muốn thúc đẩy sự hưng thịnh trong văn học, trước tiên phải cải cách chính trị thúc đẩy cải cách kinh tế và từ sự giàu có trong kinh tế cuối cùng đạt tới trình độ cao trong việc theo đuổi tinh thần văn minh. Cho nên, tôi cho rằng từ khi xuất hiện vị lãnh đạo trẻ tuổi nhất trong lịch sử Trung Quốc thì định sẵn sẽ sinh ra các bậc thầy trong mọi lĩnh vực. Tôi có thể giành được giải thưởng Nobel văn học thì trước tiên là phải cảm ơn anh ấy. Lúc này Hạ Tưởng không thể tiên đoán được tương lai, sau khi hắn và Tào Thù Lê nói chuyện xong thì nghĩ đến rất nhiều chuyện trong gia đình. Không biết từ lúc nào tâm trạng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, lại mở máy tính lên chuẩn bị lên mạng, không ngờ điện thoại lại vang lên. Hạ Tưởng không chút để ý mà bắt máy, alo, một tiếng, chờ đối phương lên tiếng, không ngờ chờ một lúc lâu chỉ nghe được tiếng thở nhẹ, không ai nói chuyện. Không nói chuyện thì tôi cúp máy đó. Hạ Tưởng không chút khách khí, cho dù hắn biết người biết được số điện thoại riêng của hắn thì thường có quan hệ khá thân. Là tôi. Lạnh nhạt mà xa xăm, nhẹ nhàng, một giọng nói vô cùng quen thuộc mà có chút xa lạ truyền đến, bỗng chốc gợi lại những ký ức ở lĩnh Nam trong đầu Hạ Tưởng. Là Quý Như Lan, những năm tháng ở lĩnh Nam mặc dù vẫn chưa rời xa, chỉ cần xoay người là có thể đưa tay chạm tới, nhưng trong phút chốc nghe được giọng của Quý Như Lan, trong sự hoảng hốt, Hạ Tưởng vẫn cảm thấy lạ lẫm, xa cách. Lạ lẫm là vì tâm sự của Quý Như Lan, xa cách vì cuộc gọi của Quý Như Lan. Như Lan. Cô có khỏe không? Hạ Tưởng thản nhiên hỏi một câu, trong lòng bỗng chốc bình tĩnh lại. Tôi vẫn khỏe, còn anh? Quý Như Lan cũng thản nhiên đáp lại với giọng bạn cũ lâu ngày gặp lại có nhiều điều phải tâm sự, nhưng trong sự thản nhiên lại có một cảm giác đau thương bị dồn nén. Nếu cô mạnh khỏe sẽ là ngày trời trong xanh. Hạ Tưởng bỗng chốc nhớ đến một câu nói rất thích hợp với tình cảnh hiện tại, liền nói ra. Thời gian như nước, luôn lặng lẽ trôi. Nếu cô mạnh khỏe sẽ là ngày trời trong xanh. Cảm ơn. Trầm tư một lát, Quý Như Lan mới nói lời cảm ơn, đột nhiên khẽ cười. Tôi đỡ hơn rồi, thật cảm ơn anh.
một người đàn ông dù có tự nhận mình luôn hiểu phụ nữ cũng không thể nào đi vào lòng họ để hiểu được sự buồn vui nhất thời của họ. Tâm tư của phụ nữ thay đổi liên tục, đau buồn và vui sướng chỉ là trong một lúc, bỗng chốc vui sướng, bỗng chốc đau buồn, chỉ chợt lóe qua, không thể tìm ra tung tích. Hạ Tưởng cũng không biết Quý Như Lan cảm ơn hắn vì cái gì, hắn chỉ cảm thấy vui mừng vì Quý Như Lan cuối cùng cũng khẽ cười trước mặt hắn. Tôi cũng không có việc gì khác, chỉ gọi điện hỏi thăm anh có khỏe không. Quý Như Lan lại nói. Còn có một việc là tôi muốn cùng anh nói về Trần Diễm. Hạ Tưởng biết được tình bạn giữa Trần Diễm và Quý Như Lan, nhưng lại là lần đầu tiên nghe được Quý Như Lan ở trước mặt mình nói chuyện của Trần Diễm, liền nói. Được, tôi sẽ chăm chú lắng nghe. Con người của Trần Diễm, không thể chỉ đơn thuần dùng tốt xấu để phán đoán, cô ấy là một người có tư đồ duy lợi, nhưng đồng thời cô ấy lại có nguyên tắc và giới hạn của mình. Còn có một điều, cô ấy luôn lợi dụng ưu thế về sắc đẹp của mình để dụ dỗ đàn ông, anh. Đừng, bị mắc bẫy. Giọng điệu của Quý Như Lan hạ thấp xuống. Hạ Tưởng nghe hiểu được ngụ ý của Quý Như Lan, cũng cười. Cảm ơn Như Lan đã nhắc nhở, tôi cũng là một người có lập trường và có nguyên tắc. Quý Như Lan bỗng chốc nhớ ra gì điều gì, đột nhiên cười khúc khích. Cũng đúng, tôi cũng đã thỉnh giáo thủ đoạn của anh rồi. Vừa nói xong, có lẽ cảm thấy hơi lỡ lời, liền im lặng. Hạ Tưởng liền nói. Lão Quý dạo này có khỏe không? Vẫn khỏe. Quý Như Lan nói. Ba nói, ông ấy hy vọng khi còn sống có thể nhìn thấy sự quật khởi của người trẻ tuổi. Ông ấy còn nói, hy vọng có thể sống lâu thêm mười mấy năm nữa để nhìn thấy sự lớn mạnh đúng nghĩa của đất nước. Đúng rồi, thiếu chút nữa là quên việc chính. Quý Như Lan gọi điện đến không phải vì muốn ôn lại chuyện cũ mà là muốn nói một chuyện quan trọng cho Hạ Tưởng biết. Quý Trường Hạnh ngày mai sẽ bay đến Bắc Kinh vì việc Mai Thăng Bình vào bộ, và sẽ chạm mặt với Lão Trịnh. Quý Như Lan tiết lộ tin tức, lập tức khiến cho Hạ Tưởng cảm thấy một luồng gió thổi mưa dông sắp đến. Lão Quý lúc này đích thân hành động, có thể thấy quyết tâm lớn của hai thế lực gia tộc lớn bắt tay giúp Mai Thăng Bình vào bộ đã đi vào giai đoạn thực chất. Chẳng lẽ nói, Mai Thăng Bình thật sự có hy vọng từ vị trí chủ tịch tỉnh trực tiếp bước chân vào chức ủy viên bộ chính trị của quốc gia? Hạ Tưởng không đào sâu tìm hiểu đối với việc Mai Thăng Bình và Trần Phong được đề danh vào bộ, cũng vì thời gian của hắn rất ít. Không có thời gian lo tới việc kết nối khắp nơi, nhưng lúc này lại thấy rõ được phương hướng, nếu Lão Quý đích thân đến Bắc Kinh, nhất định muốn xác định chuyện quan trọng. Tuy thế lực của thế lực gia tộc mới đang được trải rộng, ngoài mặt lớn mạnh hơn so với thế lực gia tộc truyền thống, nhưng trên thực tế thì sức ảnh hưởng của thế lực gia tộc truyền thống là vô cùng lớn, trong vô số quyết định lớn, thậm chí còn có quyền bỏ phiếu. Huống chi là hậu duệ của những người có công dựng nước như Lão Quý và Lão Trịnh, thì càng đức cao vọng trọng. Khi cúp máy, Quý Như Lan lại nói một câu. Nếu Trần Diễm dám lừa anh, tôi sẽ lập tứ đến Tấn Dương tìm cô ấy để nói rõ. Ngày hôm sau, trong khi Quý Trường Hạnh bay đến Bắc Kinh thì Lôi Chỉ Học trở về Tấn Dương. Hạ Tưởng thậm chí đang nghĩ, nếu lúc này cho Lôi Chỉ Học biết Quý Trường Hạnh đến Bắc Kinh là vì việc Mai Thăng Bình vào bộ thì nói không chừng bây giờ y sẽ không về Tấn Dương, mà sẽ tiếp tục ở lại Bắc Kinh để đối phó với tình huống đột xuất. Nhưng trên thực tế nếu Lôi Chỉ Học biết được chân tướng sự việc thì y cũng không thể ở lại Bắc Kinh, đợt địa chấn trong quan trường ở Tấn Dương đã bắt đầu, y cần phải đích thân xử lý, hơn nữa công tác thị sát của phó bá cử cũng sắp đến kỳ hạn. Sau khi Lôi Chỉ Học xuống sân bay đã đi lên xe của trưởng ban thư ký tỉnh ủy Âu Khắc Nhân. Vừa lên xe, Âu Khắc Nhân liền vội vàng báo cáo các hoạt động gần đây ở Tấn Dương cho Lôi Chỉ Học biết. Tỉnh ủy xem ra cũng rất yên bình. Ngoài hội nghị liên tịch ra thì không có xảy ra chuyện gì lớn, sau khi Lôi Chỉ Học nghe Trương Bình Thiếu nói về một loạt việc làm của Cục Công an thành phố và xí nghiệp khai thác mỏ An Đạt thì cuối cùng y cũng thay đổi sắc mặt. Tin tức Lôi Chỉ Học trở về, ngay lập tức lan tới tỉnh ủy. Lòng người ở tỉnh ủy và thành ủy dao động, có người tích cực báo cáo công tác với Hạ Tưởng, để tỏ rõ cho Hạ Tưởng thấy lập trường của họ sẽ không bị dao động. Cũng có người chuẩn bị xong báo cáo phụ, chờ Lôi Chỉ Học vừa đến sẽ đệ trình lên. Tỏ rõ lập trường muốn theo sát Lôi Chỉ Học. Ngoài dự đoán của mọi người chính là, Lôi Chỉ Học vừa quay lại tỉnh ủy liền không muốn gặp ai, chỉ gặp một mình Hạ Tưởng, thảo luận bí mật hơn một tiếng đồng hồ. Thế sự ở Tấn Dương, nghiêm trọng hơn so với dự đoán của Lôi Chỉ Học. Nếu chỉ là biến cố ở Cục Công an thành phố, cũng không đến mức khiến Lôi Chỉ Học kinh hãi như thế. Chủ yếu là ông ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý, bắt đầu từ chuyện Tang Thiên Lương,
ông ta đã dự đoán Trương Bình Thiếu sẽ mượn chuyện của Cục Công an thành phố để gây khó dễ. Cục Công an thành phố từ lâu đã không nghe theo chỉ thị của Trương Bình Thiếu lắm, từ lâu y đã muốn ra tay với Cục Công an thành phố rồi. Nhưng vấn đề là, điều đầu tiên Lôi Chỉ Học không phán đoán tới là, điều đầu tiên là Trương Bình Thiếu lại quyết đoán như vậy, trực tiếp đình chỉ công tác của Tiêu Lôi ở Cục Công an thành phố. Điều thứ hai không phán đoán tới là, vụ án của Tang Thiên Lương đã chính thức chuyển giao cho cơ quan tư pháp. Kết quả điều tra cho thấy không ngờ còn liên quan tới mạng người. Liên quan tới mạng người còn chưa nói, Địch Quốc Công còn lẩn trốn. Càng làm ông ta khiếp sợ chính là, Địch Quốc Công lại là kẻ đứng sau sai khiến Tang Thiên Lương sát hại Lý Hướng Văn. Nói rộng hơn nữa, Tiêu Lôi cũng không rũ khỏi liên quan tới vụ án Lý Hướng Văn. Nếu muốn truy cứu tới cùng, Tiêu Lôi đừng nói có thể phục chức, không bị truy cứu mà cho miễn chức là còn may. Quả thật là thủ đoạn đang dần tinh vi hơn, Lôi Chỉ Học đoán chắc kẻ đứng sau chính là Hạ Tưởng, nếu không, dựa vào tính khí và thủ đoạn của Trương Bình Thiếu, chắc chắn không thể bày ra một thế cục kín đáo, chặt chẽ như thế. Những điều trên đây, vẫn chưa đủ khiến Lôi Chỉ Học kinh ngạc. Điều khiến Lôi Chỉ Học tức giận hơn nữa là, Hạ Tưởng không những kinh động tới lợi ích của Hiệp hội Liên minh Than đá ở tỉnh Tây, còn giấu đinh ở dưới, thành công mở ra một lỗ hổng lớn. Suy xét cẩn thận hơn nữa, từ khi Hạ Tưởng nhậm chức, cho đến hàng loạt sự việc phát sinh đến hiện tại, hoàn toàn có thể rút ra một kết luận. Hạ Tưởng muốn đạt được điều gì, đều từng bước chắc chắn thực hiện tới cùng. Giỏi cho Hạ Tưởng, thật có đầu óc tính toán. Trước kia, Lôi Chỉ Học không coi Hạ Tưởng là đối thủ, là do không muốn hạ thấp bản thân. Nhưng thế cục thay đổi, sau khi ông ta một lần nữa xem xét lại quan hệ với Hạ Tưởng ở tỉnh Tây, bỗng phát hiện, Hạ Tưởng quả đúng là đối thủ đáng gờm. Nhất là sau khi Vương Thắng Soái trở thành xí nghiệp thí điểm đầu tiên, Giang Cương Tắc bị Cục Công an thành phố mời đi phối hợp điều tra sự việc vệ sĩ tư nhân, thật sự có thể được xem là một thủ đoạn thần kỳ, thành công phá vỡ sự liên kết giữa các xí nghiệp than ở tỉnh Tây. Lại đánh động đến những ông chủ xí nghiệp có thái độ mỉa mai trong việc chuyển đổi kinh tế như Giang Cương. Giang Cương bị Cục Công an thành phố mời đi điều tra, sự việc liên quan tới việc vệ sĩ tư nhân của ông ta tấn công nhân viên nhà nước đang làm nhiệm vụ, đồng thời có ý đồ trợ giúp Tang Thiên Lương chạy trốn. Giang Cương bị Cục Công an thành phố bắt đi, tuy rằng khá im lặng, Cục Công an thành phố đã rất tôn trọng y, đã cố ý chọn buổi tối, nhưng vẫn có người làm lộ tin đồn, làm dậy sóng trong các xí nghiệp than ở tỉnh Tây. Giang Cương dù sao cũng là người giàu nhất tỉnh Tây, là lá cờ đầu của tỉnh, y luôn được tung hô, tôn trọng. Cứ coi như phạm chút sai phạm, cũng không kinh động đến mức phải tự mình tới Cục Công an thành phố phối hợp điều tra. Nhưng Cục Công an thành phố nhất định mời y tới bằng được, hơn nữa còn không lâu sau khi Tiêu Lôi bị đình chỉ công tác, sự việc còn có ý sâu xa. Không ít người đều đoán được một điểm, sợ Tiêu Lôi bị ngã ngựa rồi, sợ Giang Cương bị xui xẻo rồi. Ông chủ hầm than dù có lớn mấy đi nữa nhưng không có ô che thì cũng bị ướt đầu, bình thường trên người có than bụi sợ nhất gặp nước, chỉ cần ướt một chút, cả người liền đen như mực. Cuộc gặp mặt của Lôi Chỉ Học và Hạ Tưởng, chính là cuộc hội ý về thế cục tỉnh Tây, công tác thị sát của Phó Bá Cử và động tĩnh ở Tấn Dương. Hội ý thì hội ý, nhưng không đạt được ý kiến thống nhất. Lôi Chỉ Học đề xuất, phải cực kỳ lưu ý tới thân phận cũng như ảnh hưởng của Giang Cương ở tỉnh Tây, cố gắng hết sức không động tới Giang Cương. Cho dù Cục Công an thành phố có điều tra ra vệ sĩ của Giang Cương gây chuyện, cũng không thể chứng minh chuyện gì, tốt nhất yêu cầu Cục Công an thành phố lập tức thả người, tránh cho tình hình nghiêm trọng thêm. Hạ Tưởng đề xuất phản đối, chỉ ra rằng cho dù Giang Cương là người giàu nhất tỉnh Tây, chỉ cần bản thân có vấn đề, nhất định phải xử lý theo pháp luật. Hạ Tưởng còn nhấn mạnh, không thể dung túng hiện tượng vệ sĩ tư nhân có xu hướng phát triển ngày càng nghiêm trọng, không những có thể trở thành hiểm họa trị an ở tỉnh Tây, mà còn có khả năng mang đến những nhân tố gây mất ổn định an ninh xã hội. Vấn đề vệ sĩ tư nhân nếu không quản lý chặt chẽ, cứ kéo dài như vậy, có khả năng phát triển thành tập đoàn tội phạm. Từ việc dám có thủ đoạn bạo lực cướp mất Tang Thiên Lương từ Ủy ban Kỷ luật, đã nên cần nâng cao cảnh giác. Vệ sĩ tư nhân, hiện tại đã có xu hướng phát triển thành tập đoàn võ trang tư nhân rồi. Lôi Chỉ Học muốn mượn cơ hội thảo luận bí mật này, để hạn chế hành động của Hạ Tưởng, muốn nhắc nhở Hạ Tưởng một chút. Không ngờ Hạ Tưởng không những không có ý nhượng bộ, ngược lại còn muốn tiến lớn hơn, có ý định từ hiện tượng vệ sĩ tư nhân ra tay, muốn triệt để làm tan rã câu kết của cán bộ ở tỉnh Tây. Lôi Chỉ Học suy nghĩ mất 3 phút,
mới thông qua những việc gần đây phát sinh ở tỉnh Tây, đưa ra ba chỉ thị tinh thần. Thứ nhất, tỉnh ủy tiếp tục đào sâu những việc đằng sau Tang Thiên Lương. Lấy vụ án của Lý Hướng Văn và sự mất tích của Địch Quốc Công làm cơ sở, triệt để điều tra rõ ràng chân tướng sự việc. Thứ hai, chính sách xí nghiệp thí điểm của nội các chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc. Thứ ba, Giang Cương là người nổi tiếng, thành ủy khi xử lý vấn đề liên quan tới y, nhất định phải suy xét tới khả năng sinh ra những ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội. Hạ Tưởng gật đầu, dùng một câu nói khách sáo để kết thúc cuộc trò chuyện giữa hắn và Lôi Học. Vâng, xin theo tinh thần chỉ thị của bí thư Lôi mà làm. Lôi Trị Học từ thái độ kiên định phản đối ngay từ đầu, đến cuối cùng gần như ba chỉ thị tinh thần đều nằm ở lập trường trung lập. Chuyển biến nhanh như vậy, cũng phần nào nằm ngoài dự đoán của Hạ Tưởng, nhưng Hạ Tưởng dường như đã đoán được điều gì đó. Quả nhiên, Lôi Trị Học đợi khi hắn đứng dậy cáo từ, lại gọi lại. Hạ Tưởng, cùng nhau ăn bữa cơm trưa, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu. Hạ Tưởng chần chừ một lúc, liền đồng ý. Được. Buổi trưa, toàn bộ nhân viên ở tòa nhà tỉnh ủy không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy Lôi Trị Học và Hạ Tưởng khoác vai nhau tới nhà ăn, thư ký số 1 số 2 tỉnh ủy cùng đi theo sau, vừa nói vừa cười. Cảnh tượng khiến người ta đáng phải suy nghĩ như vậy trong mắt những người có dụng tâm, không tránh khỏi khiến người ta phải dao động. Trong thời gian Lôi Trị Học ở tỉnh Tây, chưa bao giờ ăn cơm với chủ tịch tỉnh, lại càng không thể ăn ở nhà ăn. Nếu Lôi Trị Học cùng Hạ Tưởng ra ngoài ăn, cũng không khiến cho nhiều người phải suy đoán. Nhưng đường đường là bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh cùng tới nhà ăn, từ trụ sở làm việc tới nhà ăn không xa, đi bộ mấy phút là tới, cũng không thể gặp quá nhiều người. Nhưng không tới 10 phút, tin tức nhân vật số 1 và số 2 cùng đến nhà ăn, đã lan truyền đến từng ngõ ngách trong tòa nhà tỉnh ủy. Hạ Tưởng cũng tưởng Lôi Trị Học sẽ tới nhà khách tỉnh ủy ăn cơm, không ngờ ông ta lại sắp xếp tới nhà ăn. Hạ Tưởng liền kinh ngạc, biết ẩn ý trong lời mời ăn cơm trưa của Lôi Trị Học, chẳng những có chuyện quan trọng muốn nói, còn có ám chỉ mạnh mẽ cho những kẻ đứng đầu trong tỉnh ủy tận mắt thấy. Nhà ăn tỉnh ủy có phòng riêng cho lãnh đạo. Hạ Tưởng và Lôi Trị Học lần lượt ngồi xuống ghế. Trần Hạo và Đường Thiên Vân còn do dự không biết có nên ngồi xuống hay không, Lôi Trị Học liền nói. Trần Hạo, anh và Thiên Vân sang phòng khác đi. Hạ Tưởng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nghĩ thầm bữa cơm hôm nay chắc chắn sẽ không thoải mái. Vấn đề Lôi Trị Học muốn nói, không những rất riêng tư, hơn nữa còn rất quan trọng. Quả nhiên, Lôi Trị Học không đơn thuần là ăn cơm, chỉ ăn mấy miếng rồi thôi. Nhìn thẳng Hạ Tưởng, đột ngột hỏi một câu. Hạ Tưởng, anh thấy sao Trần Phong với Mai Thái Bình, ai quyết đoán hơn? Hạ Tưởng nheo mắt, lập tức đoán được mục đích thực sự của bữa cơm hôm nay, hắn hơi suy nghĩ, nói lấp lửng. Tôi và bí thư Trần, chủ tịch tỉnh Mai tuy rằng đều đã cùng làm việc, nhưng đã mấy năm không tiếp xúc rồi. Lôi Trị Học muốn hỏi chính là, Trần Phong và Mai Thái Bình, ai có tư cách gia nhập cục chính trị hơn? Hạ Tưởng trả lời là hắn cũng không biết. Ánh mắt Lôi Trị Học hơi nheo lại, vô tình liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, thở dài nói. Hạ Tưởng, tôi tới Bắc Kinh, nghe được tin không tốt mấy, tâm trạng rất không vui, hy vọng cậu có thể cho tôi một số ý kiến mang tính xây dựng. Bí thư Lôi. Hạ Tưởng biết Lôi Trị Học muốn thảo luận vấn đề nhập cục, hoặc là Lôi Trị Học muốn ném đá dò đường, nhưng hắn quả thực không muốn đề cập tới chuyện đó. Thứ nhất là hắn còn cách tầng lớp ủy viên Bộ Chính trị một khoảng nhất định, không tiện phát biểu ý kiến. Thứ hai là ba người trong giai đoạn cạnh tranh hiện nay, với hắn không ít thì nhiều cũng có quan hệ, hắn chỉ có thể có thái độ không quan tâm, nếu không, bất luận ý kiến thế nào, đều đắc tội với bên còn lại. Tôi quả thực không tiện nói nhiều. Lôi Trị Học rốt cuộc là có ý gì, hắn không cần suy nghĩ nhiều, dù sao chỉ cần không tỏ thái độ, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, dự tính của Lôi Trị Học chắc chắn thất bại. Lôi Trị Học lại đem chuyện nhiệm kỳ mới và gia nhập cục chính trị làm gợi ý, thấy Hạ Tưởng không chịu hưởng ứng, cũng đành bỏ, lại chuyển đề tài về chuyện ở tỉnh Tây. Chuyện chính sách xí nghiệp thí điểm của nội các chính phủ, tôi ở Bắc Kinh cũng nghe tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây đã định ra xí nghiệp thí điểm đầu tiên, là chuyện tốt, nhưng phải lấy tiêu chí không ảnh hưởng tới sự ổn định đoàn kết ở tỉnh Tây làm điều kiện tiên quyết. Ổn định áp đảo tất cả, trước kỳ họp thứ 18. Có thể chuyển đổi kinh tế là một trọng trách nặng nề, cũng phải đảm bảo không xảy ra nhiễu loạn, nếu không, nếu như vì việc chuyển đổi ở tỉnh Tây mà ảnh hưởng đến kỳ họp thứ 18, cả tôi và cậu đều không gánh nổi trách nhiệm.
Như vậy, tôi đề nghị, do đồng chí Vương Hướng Tiền đảm nhiệm công tác xí nghiệp thí điểm của nội các chính phủ, Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh dẫn đầu, cũng tiện thể hiện việc Ủy ban Nhân dân tỉnh coi trọng chính sách của nội các chính phủ. Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân tôi, sắp xếp cụ thể, phải do hội nghị thường vụ quyết định. Một bữa cơm, ăn hơn nửa giờ đồng hồ, lời thì thực ra không nhiều, ngoại trừ việc Hạ Tưởng cố ý không đề cập tới việc gia nhập cục chính trị. Câu chuyện phía sau, mới là thu hoạch lớn nhất sau bữa cơm này, cho thấy lập trường của Lôi Trị Học đối với vấn đề chuyển đổi kinh tế năng lượng tỉnh Tây là nấp ở đằng sau, buông rèm chấp chính, lấy Vương Hướng Tiền làm quân tốt, muốn tiếp tục kế sách chi phối nguồn kinh tế năng lượng ở tỉnh Tây. Chẳng lẽ, đối mặt với khả năng việc gia nhập cục chính trị sẽ thất bại, Lôi Trị Học rốt cục hạ quyết tâm, muốn mượn kế chuyển đổi kinh tế năng lượng, tranh thủ cho chính bản thân ông ta món lợi lớn. Hôm sau, công tác thị sát tỉnh Tây của Phó Bá Cử đã được chờ đợi đợi từ lâu, cuối cùng cũng đến. Không ai không biết chính là, trước đêm Phó Bá Cử chính thức thông báo thị sát, có một người âm thầm đến Tấn Dương, bí mật gặp Hạ Tưởng. Chấm, sau khi cùng Lôi Trị Học ăn xong bữa cơm trưa, buổi chiều, Hạ Tưởng triệu tập cuộc họp Ủy ban Nhân dân. Thứ nhất là vì thảo luận những công việc cuối cùng liên quan đến việc tiếp đón việc thị sát của Phó Bá Cử, thứ hai là muốn chính thức tuyên bố chính sách xí nghiệp thí điểm của nội các chính phủ, có ích trong việc thúc đẩy tiến trình chuyển đổi kinh tế năng lượng ở tỉnh Tây. Vì muốn quán triệt chính sách của nội các chính phủ, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu đưa ra quyết định, đồng chí Vương Hướng Tiền chịu trách nhiệm triển khai công tác cụ thể trong chính sách xí nghiệp thí điểm. Tỉnh Tây quyết định xí nghiệp đầu tiên làm thí điểm là công ty khai thác mỏ của Vương Thắng Soái, thời gian làm thí điểm là 3 tháng. Sau 3 tháng sau, qua nghiệm thu, nếu xí nghiệp thí điểm đạt tiêu chuẩn, sẽ tiếp tục được hưởng các chính sách ưu đãi. Đồng thời tiếp tục tuyển chọn 3 công ty làm thí điểm vào giai đoạn 2 của cuộc thí điểm, mở rộng và phát triển hơn. Sau khi hội nghị kết thúc, Phùng Kiện Siêu sắc mặt rất xấu, đến gõ cửa phòng làm việc của Hạ Tưởng. Không ít người thấy rõ vấn đề đang tồn tại, rõ ràng khi xí nghiệp thí điểm đầu tiên đăng ký, Hạ Tưởng chỉ định Phùng Kiện Siêu phụ trách, mọi người đều cho rằng người phụ trách cuối cùng trong việc xí nghiệp thí điểm chắc chắn là Ủy viên Thường vụ Phó Chủ tịch tỉnh Phùng Kiện Siêu, do y phụ trách, nghe mới có lý. Không ngờ, miếng mồi trong tay trong nháy mắt bay mất, lại còn rồi vào tay Vương Hướng Tiền. Không ít người lập tức đoán được sau lưng có chuyện gì xảy ra. Khẳng định là Lôi Trị Học nhúng tay vào công việc hành chính trong Ủy ban Nhân dân tỉnh, dưới áp lực, Hạ Tưởng Chủ tịch tỉnh Hạ, đã phải thỏa hiệp rồi. Những người có dụng tâm thì từ việc Vương Hướng Tiền tiếp nhận công tác phụ trách xí nghiệp thí điểm, có thể đoán được một điều xa hơn, không khỏi nghĩ thầm rằng, Chủ tịch tỉnh Hạ Tưởng dồn bao tâm trí cho kế hoạch chuyển đổi kinh tế năng lượng, thúc đẩy tỉnh Tây phát triển, nếu thất bại, bị nói là hồ đồ, thân là Chủ tịch tỉnh phải phụ trách trách nhiệm lãnh đạo. Nếu như thành công, lại nói là tinh anh, thành tích lại về tay bí thư. Chủ tịch tỉnh Hạ rốt cuộc là thông minh hay là hồ đồ, thành quả cuối cùng cũng bị Lôi Trị Học cướp mất, chẳng phải là may áo cho kẻ khác mặc hay sao? Từ việc Vương Hướng Tiền cướp mất việc lẽ ra phải thuộc về Phùng Kiện Siêu, có thể thấy, Hạ Tưởng rốt cuộc cũng chỉ là nhân vật phụ, dưới áp lực của kẻ cấp cao hơn cũng phải chịu nhượng bộ. Thế cục ở tỉnh Tây có kịch hay để xem rồi. Trước kia thấy Lôi Trị Học dường như cũng không mấy hứng thú với chuyển đổi kinh tế năng lượng, bây giờ xem ra cũng không phải thế. Bí thư Lôi vẫn rất cao minh, nấp ở phía sau, khéo léo chờ thời cơ, chỉ cần ngồi đó cũng được ăn bát vàng. Vì thế, mọi người ở Ủy ban Nhân dân tỉnh đều mở to hai mắt xem Hạ Tưởng Chủ tịch tỉnh Hạ ngồi như thế nào trên vị trí số 2. Trong quan trường, kẻ nhiều kinh nghiệm được ưu tiên đặt ra nguyên tắc, vừa có thể thúc đẩy chuyển đổi nguồn kinh tế năng lượng, lại không bị kẻ khác hái trộm đào. Phùng Kiện Siêu ngồi ở phòng làm việc của Hạ Tưởng gần nửa giờ đồng hồ, khi đi vào mặt rất không vui, khi đi ra, vẻ mặt lại rất bình tĩnh, không giấu được niềm vui sướng trong ánh mắt. Sau khi Phùng Kiện Siêu rời khỏi, Đường Thiên Vân thu dọn ấm chén, vừa rửa vừa nói. Lãnh đạo, ý tứ của bí thư Lôi, quả thật khó đoán. Lời Đường Thiên Vân nói có ý thăm dò, Hạ Tưởng đoán ra ngay, cười mắng một câu. Có một vài đồng chí thích nghiên cứu tâm tư lãnh đạo, đó không phải thói quen tốt. Đường Thiên Vân cười ha hả, y cũng hiểu ngay một câu mà hai ý của Hạ Tưởng, vừa chỉ ý suy đoán tâm tư Lôi Trị Học, lại ám chỉ suy đoán cả Hạ Tưởng, liền nói. Lãnh đạo, quả thật tầm mắt tôi còn hạn hẹp, không dám phán đoán bí thư Lôi trong vấn đề chuyển đổi kinh tế năng lượng, là lập trường gì.
Hạ Tưởng không tin Đường Thiên Vân đoán không ra tâm tư của Lôi Trị Học, cũng không trả lời thẳng vào vấn đề, ngược lại hỏi. Thiên Vân, khi tôi ở Lĩnh Nam, có người nói với tôi lai lịch của cậu không nhỏ, tôi cho đến giờ vẫn chưa nhìn ra rốt cuộc cậu còn ẩn giấu việc gì. Đường Thiên Vân không ngờ Hạ Tưởng lại thẳng thắn như thế, sắc mặt hơi thay đổi, nói. Không giấu gì lãnh đạo, liên quan tới gia cảnh của tôi, thực ra có chút tin đồn. Hạ Tưởng khoát tay, hắn nhìn ra Đường Thiên Vân có điều khó nói, cũng không muốn làm y khó xử, nói. Số một thì số một, đôi khi không đếm xỉa đến mọi việc là vì muốn thể hiện tốt hơn uy quyền thống lĩnh toàn cục, đôi khi lại trực tiếp nhúng tay vào công việc của Ủy ban Nhân dân, cũng là nghĩ cho đại cục. Nói tóm lại, lập trường quyết định khuynh hướng chính trị, vị trí quyết định tầm mắt rộng hẹp,